Trần Anh Lộc lặng lẽ gật đầu. Lời này rất có ý nghĩa, xem ra lúc trước mình đoán hơi có thành kiến. Giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống có lẽ sẽ tranh chấp miệng lưới chuyện của Thông Thành và Miên Châu, có lẽ hai người đã chuẩn bị thỏa hiệp nhưng cũng muốn nói ra quan điểm của mình trong hội nghị. Nghĩ vậy Trần Anh Lộc không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng, xem ra tranh chấp quan điểm vẫn luôn có, ai cũng nói có người có đấu tranh, nghe thì có chút bất đắc dĩ nhưng kinh nghiệm của mỗi người là khác nhau, thế giới quan và nhân sinh quan cũng có khác nhau. Khi đối đãi với vấn đề cụ thể càng không tránh khỏi có sai khác, mấu chốt là làm như thế nào dẫn đạo tranh đấu làm cho tranh đấu có tính tốt, nằm trong phạm vi khống chế mới là quan trọng nhất. Trần Anh Lộc phát hiện mình có chút chờ mong hội nghị thường ủy lần này. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi phía trước, trời màu hạ nên không khí khá ẩm ướt, nóng làm người ta khó chịu. Bí thư thị ủy và thị trưởng Thiên Châu theo sát phía sau. Triệu Quốc Đống chuyên môn đến xem hệ thống đập nước, hồ chứa nước của Thiên Châu. Xem ra vì lo lắng An Nguyên năm nay bị hạn, Thiên Châu nằm ở khu vực đồi núi nên bị ảnh hưởng lớn hơn. Mà cơ sở thủy lợi của Thiên Châu khá yếu kém, dựa vào ông trời đổ mưa sẽ tạo áp lực rất lớn cho nông dân. Lão Trác, Lão Thiết, tình hình Thiên Châu không quá lạc quan. Triệu Quốc Đống bỏ mũ cỏ trên đầu xuống quạt cho mình. Hồ này chỉ có thể quản được một mảnh này mà thôi, lượng nước cũng có hạn, nhưng nơi có địa thế cao hơn thì sao? Nếu trời hạn thì có thể cam đoan được hay không? Thiên Châu là nơi mà Triệu Quốc Đống xa lạ nhất. Vương Phủ Mỹ mặc dù làm bí thư thị ủy Thiên Châu mấy năm nhưng hắn chỉ tới có một hai lần, hơn nữa hầu hết là đến nội thành Thiên Châu, mấy nơi khác của Thiên Châu hắn chưa chính thức đi qua, nhiều lắm chỉ đi ngang qua mà thôi. Huyện Hoàng Lũng gần Hoài Khánh được coi là huyện có điều kiện tương đối tốt trong 8 huyện một quận của Thiên Châu. Đường sắt An Kiềm đi qua nơi đây, mà đường cao tốc An Kiềm cũng đang xây dựng. Nhưng bởi vì địa hình của Thiên Châu khá gập ghềnh, đường sắt An Kiềm đầu tư vượt quá dự tính, thời gian xây dựng kéo dài thêm một năm nữa. Đường cao tốc An Kiềm cũng là như vậy, cho nên năm trước mới chính thức khởi công, có lẽ muốn đường cao tốc này xây dựng xong cũng phải là chuyện 2-3 năm sau. Chủ tịch Triệu, bên này chủ yếu dựa vào trời mà ăn cơm. Ruộng nước của huyện Hoàng Lũng chỉ là khu đất hẹp quanh hồ, nơi khác chủ yếu là đất hạn. Khoai tây, khoai lang là nông sản chính. Nhưng mặc dù là đất hạn mà trời quá hạn cũng không thể cam đoan có thu hoạch tốt. Ngoài hệ thống thủy lợi yếu kém ra thì hạn chế về địa hình cũng là nguyên nhân chủ yếu. Vì thế bây giờ Hoàng Lũng đang tích cực tìm biện pháp chống hạn. Trác Ninh đi sát theo Triệu Quốc Đống. Trời nóng như vậy mà Triệu Quốc Đống còn dẫn một nhóm người đi gần tiếng ở đồng đất, trưởng ban thư ký Mai Cửu Vinh trực tiếp xin tha đến chỗ mát nghỉ. Trác Ninh và đám người Thiết Anh cũng ăn không tiêu nhưng thấy Triệu Quốc Đống vẫn đi như bay. Hai người bọn họ đành phải đi theo. Ừ, Lão Trác, điều chỉnh kết cấu sản xuất nông nghiệp là cần thiết nhưng phải chú ý mấy vấn đề. Một, phải tôn trọng ý nguyện của nông dân, hai, phát huy tác dụng của cán bộ đảng viên, ba, phải chú ý quy luật của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là việc phát triển một loại lương thực mới nếu không khi thị trường có ba động thì nông dân sẽ tổn thất. Bốn là phải khuyến khích thâm canh, có thể để các công ty ký thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm trực tiếp với nông dân, giảm bớt mạo hiểm của nông dân hay o. Mấy ngày này Triệu Quốc Đống vẫn khảo sát về Thiên Châu. Tình hình Thiên Châu rất không tốt, thực tế mà nói dù là Mục Cương, Vương Phủ Mỹ cũng không chính thức tìm được nguyên nhân khiến Thiên Châu lạc hậu, hoặc là nói có phát hiện vấn đề nhưng vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Kinh tế Thiên Châu mấy năm qua phát triển rất chậm, đường sắt An Kiềm thông cũng không mang lại bao biến hóa cho thị xã này. Chính xác mà nói nội thành Thiên Châu bây giờ như Ninh Lăng 10 năm trước. Khi thu nhập bình quân của nông dân Ninh Lăng gần 8.500 tệ thì thu nhập bình quân của nông dân Thiên Châu chỉ không đến 3.000. Thiên Châu là thị xã có dân số đứng thứ 3 toàn tỉnh, 6,8 triệu dân, trong đó dân nông thôn chiếm trên 85%, tỷ lệ đô thị hóa rất thấp. Rất nhiều người lao động ở nông thôn thiếu kỹ năng cần thiết, hơn nữa lại do thói quen thích ở quê nên không có thói quen ra ngoài làm thuê như Nam Hoa, rất nhiều sức lao động ở nhà, làm cho thu nhập của nông dân Thiên Châu rất thấp. Thị ủy, Ủy ban Thiên Châu vẫn một mực tìm đường tăng thu nhập cho nông dân. Đối với thị ủy, Ủy ban Thiên Châu mà nói kỳ vọng thoáng cái khiến kinh tế phát triển mạnh là không thực tế. Từ trồng trọt đến chăn nuôi gia súc, từ trồng nông sản đến trồng hoa quả, thị ủy, Ủy ban Thiên Châu vắt hết óc nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Mấy ngày nay Triệu Quốc Đống điều tra ở Thiên Châu cũng đã thảo luận với Trác Ninh, Thiết Anh mấy lần. Muốn tìm đường ra cho mấy triệu nông dân Thiên Châu nhưng hắn mãi không tìm được cách. Điều chỉnh kết cấu sản xuất nông nghiệp cũng là một con đường nhưng anh điều chỉnh toàn phương vị cũng có nghĩa hiệu quả điều chỉnh sẽ giảm mạnh. Phát triển kinh tế,
nghe thì êm tai nhưng Thiên Châu từ trước đến giờ chỉ phát triển sản xuất nông nghiệp, không khí phát triển kinh tế có trụ cột yếu. Đưa hạng mục lớn vào ư, Thiên Châu về phương tiện trụ cột hay giao thông đều yếu kém, thiếu tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân lực mặc dù phong phú nhưng thiếu kỹ năng lao động. Đây là hạn chế các công ty đến đầu tư ở Thiên Châu. Sau mấy lần thảo luận Triệu Quốc Đống và Trác Ninh, Thiết Anh có một nhận định chung, đó là hy vọng có một con đường làm Thiên Châu thay đổi hoàn toàn là không thực tế, cùng lắm chỉ là đi vài bước mà thôi. Điều chỉnh sản xuất nông nghiệp cần phải đẩy mạnh, thay đổi tình hình dựa vào trời kiếm ăn như hiện nay. Phải khuyến khích nông dân ra ngoài làm thêu, tăng thu tài chính, đồng thời hai cấp thị xã, huyện phải tích cực ủng hộ tập huấn cho nông dân, phải có chính sách và hạng mục ủng hộ Thiên Châu, khuyến khích các ngành thu hút nhiều lao động chuyển tới Thiên Châu, tiêu thụ sức lao động dư thừa ở nông dân, tăng thu nhập của nông dân, tranh thủ một bộ phận hạng mục lớn, xác lập ngành trụ cột, phát triển nhanh ngành dịch vụ, lợi dụng các đặc sản đông đảo và tài nguyên du lịch phong phú của Thiên Châu để phát triển ngành du lịch và dịch vụ. Quyển 19, chương 75. Trác Ninh là người được ứng Đông Lưu điều tới Thiên Châu trước khi y rời khỏi tỉnh An Nguyên. Từ An Đô nhảy tới Thiên Châu, một trong những thị xã nghèo nhất tỉnh, mặc dù làm người đứng đầu nhưng vẫn làm Trác Ninh thấy áp lực rất lớn. Vấn đề trước mắt vẫn giống như hai khóa trước, làm như thế nào giúp mấy triệu nông dân thoát nghèo, giàu lên, giải quyết vấn đề này thì hắn chính là người cứu thế của Thiên Châu, không giải quyết được thì hắn không là gì cả. Hơn năm qua Trác Ninh cũng dành nhiều tâm tư suy nghĩ làm như thế nào thay đổi bộ mặt của Thiên Châu nhưng hiệu quả không tốt. Phát triển công nghiệp thì không có trụ cột, không có sức lao động thành thạo, không có tài nguyên thiên nhiên thì ai muốn tới. Phát triển nông nghiệp nhưng làm nông nghiệp để nông dân ăn no không khó, nhưng muốn cho nông dân giàu lên, tiền nhiều lên thì không dễ dàng gì. Nhất là bây giờ các hạng mục nông nghiệp chỉ cần đánh hơi thấy có hiệu quả là sẽ như ong vỡ tổ lao theo. Vì thế chỉ 2 năm là giá rất thảm hại. Tổn thất nặng nề, đây là hiện tượng rất phổ biến ở nông thôn. Nói thật Trác Ninh khá phục biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Một thị xã sản xuất nông nghiệp điển hình mà thay đổi hoàn toàn trong 3 năm. Dù là Ninh Lăng vừa vặn gặp cơ hội nhưng không thể che giấu được biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống. Vì thế lần này Triệu Quốc Đống tới Thiên Châu khảo sát cả một tuần làm Trác Ninh tin tưởng hơn cũng có chút cảm động. Mấy điểm mà Triệu Quốc Đống đưa ra không mới mẻ gì nhưng hợp lại với nhau thì lại có ý mới. Thiên Châu là thị xã nông nghiệp điển hình, giải quyết công ăn việc làm cho nông dân là điểm mấu chốt. Nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng đơn thuần chuyển sức lao động của Thiên Châu ra ngoài không có ý nghĩa mấy, làm vậy cũng không có ý nghĩa lớn. Bây giờ việc khuyến khích nông dân đi làm không phải chỉ là đuổi bọn họ ra khu vực duyên hải mà cố tạo ra nhiều cơ hội có công ăn việc làm hơn ở địa phương, dù là lương thấp một chút cũng vẫn hơn là ra tận khu vực duyên hải xa xôi làm thuê. Lương ở khu vực duyên hải cao hơn nhưng truyền thống nông dân Trung Quốc chính là hay có các tập tục ở quê nhà, hàng năm sẽ cần về quê nhiều lần nên chi phí đi lại cũng đủ để nông dân tổn thất 2-3 tháng tiền lương. Hơn nữa làm thuê ở bên ngoài, vợ chồng xa nhau thì áp lực tinh thần, nhu cầu sinh lý không thể giải quyết. Vợ chồng cùng đi thì không thể lo cho gia đình, con cái ở nhà thiếu được chăm sóc. Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng Trung Quốc đô thị hóa là tốt nhưng không phải là để đô thị bài xích nông dân cống hiến nhiều ra ngoài. Để cho bọn họ dâng hiến hết sức lực thời trẻ, khi về già lại đuổi về nông thôn. Mà đây chính là khuyết điểm lớn nhất ở các thành phố lớn. Vì thế Triệu Quốc Đống chủ trương phát triển mạnh các đô thị vừa và nhỏ, thích hợp ủng hộ các đô thị nhỏ về tài nguyên, nghiêm khắc hạn chế phát triển đô thị lớn, thậm chí muốn từng bước hướng chức năng của đô thị lớn đi theo hướng đô thị nhỏ. Chỉ như vậy mới tránh cho tài nguyên đất, nước của đô thị lớn rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt. Mà đô thị nhỏ lại vì không có đủ cơ hội công ăn việc làm mà không thể thu sức lao động dư thừa, không thể đẩy mạnh quá trình đô thị hóa. Mà chính quyền bây giờ cần phải là từng bước rời khỏi lĩnh vực kinh tế, chủ yếu là thành lập và hoàn thiện chế độ và hệ thống phát triển kinh tế xã hội công bằng công chính, bồi dưỡng cơ chế thị trường cạnh tranh tốt đẹp, giảm can thiệp, tăng giám sát, cố gắng cung cấp và thỏa mãn xã hội đang không ngừng phát triển. Triệu Quốc Đống hy vọng có thể tiến hành thí điểm ở vài nơi của An Nguyên. Một phương diện là lấy Ninh Lăng thí điểm làm đô thị phát triển tiên tiến. Nhưng đô thị có trình độ kinh tế đạt đến mức như Ninh Lăng thì chính quyền làm như thế nào hoàn thiện hệ thống thể chế, xây dựng hoàn cảnh phát triển tốt hơn, hấp dẫn các ngành công nghệ cao đến đầu tư phát triển, đồng thời lợi dụng trụ cột tài chính tốt đẹp mà đẩy mạnh xây dựng hệ thống giáo dục, vệ sinh, phục vụ công cộng đô thị. Về phương diện khác chính là thí điểm ở khu vực nông thôn lạc hậu như Thiên Châu. Một phần là chính quyền còn cần phát huy tác dụng chủ đạo trong dẫn hướng phát triển kinh tế, lợi dụng chính sách, hạng mục,
quyền lực của chính quyền để bồi dưỡng sản nghiệp trụ cột, nhanh chóng thực hiện công nghiệp hóa cùng đô thị hóa, đồng thời cũng muốn xử lý các mâu thuẫn có thể gặp phải trong quá trình đô thị hóa. Ví dụ như chiếm dụng đất, xây dựng đô thị và bảo vệ hoàn cảnh. Triệu Quốc Đống còn cân nhắc thí điểm ở mấy nơi từng phát triển huy hoàng như Miên Châu, Vinh Sơn, nhưng bây giờ lại đang đối mặt với việc phải vấn đề là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Đương nhiên đây mới chỉ là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, hắn cũng nhân lúc mình đi khảo sát mà ngồi ăn, trao đổi với bí thư, thị trưởng mấy nơi mình dự định thí điểm, mong được bọn họ giải thích và ủng hộ. Trở lại xe, điều hòa được bật sẵn nên không khí trong xe rất mát làm người ta vui vẻ, khí nóng bay đi. Chủ tịch, vừa nãy văn phòng tỉnh ủy gọi điện thông báo chiều ngày kia tổ chức hội nghị thường vụ. Âu Dương Cẩm Hoa nhỏ giọng nói. Ồ, có thông báo đề tài gì không? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế quý 2, ngoài ra còn thảo luận mấy việc cụ thể. Âu Dương Cẩm Hoa nói. Công việc cụ thể, Triệu Quốc Đống hơi động tâm rồi nhưng nghĩ đến gì đó. Hắn gật đầu nói. Lão Trác, gần đây thông thành đang chạy mấy hạng mục lớn, Thiên Châu cũng không thể đi sau. Công tác thu hút đầu tư cần phải được đẩy mạnh. Làm như thế nào có thể kéo mấy hạng mục phù hợp với sự phát triển của Thiên Châu các anh, giúp đỡ Thiên Châu cải thiện trụ cột yếu kém, điểm này đáng để suy nghĩ. Chủ tịch, ngài nói chúng tôi có thể không chú tâm việc thu hút đầu tư sao? Ngài thấy đó, lão Thiết suốt ngày chạy nhiều nên đen như thế kia cũng là vì thu hút đầu tư. Điều kiện của Thiên Châu chúng tôi kém, nhiều công ty đến xem một vòng rồi chạy sang Hoài Khánh hoặc Miên Châu, mỗi lần thoáng cái có công ty lớn một chút đến, tôi và lão Thiết đều cùng ra mặt tiếp đón. Nói hết lời hay, mặt tươi cười đến độ cứng nhắc. Hắc hắc, cuối cùng là gà bay trứng vỡ. Nói khó nghe một chút chúng tôi tốn không ít kinh phí tiếp đón nhưng chưa thấy công ty nào ra hồn tiến vào đầu tư. Có công ty muốn đến nhưng điều kiện khó khăn không nói, còn đều là ngành gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Nghĩ đến việc biến dòng nước trong xanh vốn có thành màu đen, thối hoắc là chúng tôi không dám đáp ứng. Nếu đến nước đó không phải là thảm họa cho Thiên Châu sao? Chủ tịch. Ngài nói chúng tôi nên làm như thế nào? Có đôi khi tôi và lão Thiết đều cảm thấy không duy trì nổi. Trác Ninh thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Thiên Châu chúng tôi bây giờ không thể so sánh với ai, điều kiện các nơi khác nhau, chúng tôi chỉ có thể làm theo con đường của mình. Chẳng qua cơ sở vật chất của Thiên Châu là như vậy, cho nên cần xin tỉnh trong điều kiện có thể thì ưu tiên các hạng mục giúp Thiên Châu, cùng giàu có là quốc sách, không thể có tình trạng các thành phố thị xã anh em trong tỉnh cùng phát triển. Chỉ riêng Thiên Châu chúng tôi là không làm được gì mà. Triệu Quốc Đống cũng biết thị ủy, ủy ban Thiên Châu đang rất khó khăn, càng là ở trạng thái này càng dễ ăn loạn. Cũng may Trác Ninh và Thiết Anh đều vẫn tỉnh táo. Mà bởi vì Thiên Châu vốn vẫn nghèo khó, Trác Ninh lại vừa tới chưa lâu nên Lăng Chính Dược còn chưa có mấy ý kiến với bộ máy Thiên Châu. Nhưng nếu tình hình này cứ duy trì liên tục thì rất khó nói Lăng Chính Dược còn kiềm chế được không. Đến lúc ấy hai người Trác Ninh, Thiết Anh có thể chống lại được hay không cũng khó nói. Ít nhất Triệu Quốc Đống đã từ lời nói của đối phương hiểu được vài thứ. Trong vài trường hợp Long Ứng Hoa đã không điểm danh phê bình Thiên Châu không có biện pháp gì, an tâm với hiện trạng, phát triển công nghiệp quá kém. Lão Trác, Lão Thiết, tôi đồng ý quan điểm của các anh. Chúng ta không thể vì cái gọi là phát triển mà đầu óc nóng lên. Mấy công ty gây ô nhiễm môi trường bị các tỉnh thành khu vực Duyên Hải đuổi đi. Bọn họ chọn Thiên Châu không phải vì Thiên Châu có ưu thế đáng giá, mà muốn dò xét giới hạn bảo vệ môi trường của đảng ủy, chính quyền địa phương, xem đảng ủy chính quyền địa phương có vì GDP và chiếc mũ trên đầu để trao đổi lợi ích nhân dân không. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Tỉnh khi đưa ra chính sách cũng cân nhắc điểm này. Tôi tin trải qua cố gắng của chúng ta sẽ tìm được con đường phát triển thích hợp với Thiên Châu. Quyển 19, chương 76. Đoàn xe biến mất trong đám bụi, mười mấy người Thiết Anh đều như suy nghĩ gì đó. Thiết Anh nhìn thoáng qua Trác Ninh cũng có vẻ mặt thận trọng, hắn cảm thấy biểu hiện của Chủ tịch Triệu trong lần điều tra này hơi lạ. Thiên Châu từ lúc nào biến thành tâm điểm chú ý, nghĩ tới đao kiếm sau lưng, Thiết Anh không khỏi lạnh sống lưng. Thiên Châu nếu chỉ đơn thuần là phát triển trì trệ một chút thì cũng đơn giản. Nếu như có vài nhân tố khác xen vào, nhất là quan điểm phát triển của lãnh đạo chủ yếu khác nhau thì rất phiền phức. Trác Ninh cũng ý thức được điểm này. Bí thư Trác, ý kiến của Chủ tịch Triệu. Thiết Anh thử hỏi. Tạm thời nghe đã. Trác Ninh nhíu mày hàm hồ nói. Lão Thiết, có một số việc chúng ta không nên xen vào, dù là trong lòng chúng ta nghĩ như vậy nhưng cũng không nên lộ ra. Nhưng mà bí thư Trác, Chủ tịch Triệu đã nói rất rõ,
nếu như chủ tịch Triệu tỏ thái độ ở trên tỉnh vậy chúng ta sẽ... Thiết Anh không nói thêm nữa nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng. Chỉ cần Triệu Quốc Đống ở trên tỉnh nói ra quan điểm phát triển của thị ủy, ủy ban Thiên Châu, lại tỏ vẻ ủng hộ ích, như vậy chuyện có thể có vấn đề. Có lẽ Lăng Chính Dược sẽ cảm thấy Thiên Châu điều kiện kém mà nói như vậy không phải là muốn chống đối mình ư. Hừ, anh sợ gì? Còn đến lượt chúng ta sao? Anh nghĩ Chủ tịch Triệu là kẻ ngu ư? Thiên Châu chúng ta còn chưa đến lượt đâu, chuyện của Thông Thành cùng Miên Châu còn chưa rõ ràng cơ mà. Xem đi, tôi nghĩ dù là Bí Thư Lăng cũng tốt, Chủ tịch Triệu cũng tốt, việc này bọn họ đều đã thương lượng đến một mức nhất định, không hề có hố nào không thể vượt qua. Tuyệt đối không nên xem nhẹ nghệ thuật lãnh đạo của các vị đó. Trác Ninh rất tự nhiên nói. Thiết Anh nghe được một ít cũng có điểm không hiểu. Hắn còn phải cân nhắc vấn đề trong đó. Chẳng qua nếu Trác Ninh bình tĩnh như vậy, hắn làm thị trưởng có gì để nói chứ? Tốc độ tăng trưởng nửa đầu năm của tỉnh ta khá vững vàng, có tốc độ tăng trưởng đạt 12,8%, đầu tư tài sản cố định tăng 16,8%, thu hút đầu tư bên ngoài tăng 9,9%. Lăng Chính Dược rất hưng phấn giới thiệu, giọng điệu cũng là trầm bồng du dương, phối hợp với cử động tay rất nhịp nhàng. Các thường vụ đều chăm chú đọc bản phân tích kinh tế toàn tỉnh do Văn phòng tỉnh ủy và Văn phòng ủy ban tỉnh hợp tác làm ra. Trong tài liệu này đưa ra tình hình kinh tế toàn tỉnh theo từng quỹ. Trước đó Văn phòng ủy ban tỉnh cũng có phân tích tình hình từng tháng trình lên hội nghị thường trực ủy ban tỉnh. Nhưng sau khi Lăng Chính Dược tới cảm thấy tỉnh ủy cần tăng cường lãnh đạo công tác kinh tế cho nên yêu cầu Văn phòng tỉnh ủy làm giống Văn phòng ủy ban tỉnh, có phân tích kinh tế từng quý, thông qua hội nghị thường ủy để nắm rõ và nghiên cứu công tác kinh tế trong tỉnh, đưa ra các ý kiến chỉ đạo với hoạt động kinh tế lớn. Cái này như biến tướng tham gia công tác kinh tế cụ thể. Trần Anh Lộc sau khi làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng từng khéo léo đưa ra có nên hủy bỏ việc phân tích này, đổi sang ủy ban tỉnh hàng tháng đưa bản phân tích cho từng vị thường vụ là được, nhưng Lăng Chính Dược kiên trì cho rằng tỉnh ủy phải thông qua phương thức này để tăng cường chỉ đạo công tác kinh tế, đẩy mạnh kinh tế phát triển, Trần Anh Lộc không kiên trì nữa. Tốc độ tăng trưởng nửa đầu năm nhìn qua khá tốt, nhưng so sánh với mấy đối thủ chính của An Nguyên thì vẫn còn có chênh lệch. Hai tỉnh Tích, dự nửa đầu năm tăng trưởng 14,7%, mặc dù là tỉnh ký có tốc độ tăng trưởng chậm hơn cũng đạt 13,1%. Tỉnh Tô thậm chí đạt 15%, mà Nội Mông Cổ còn đạt 18,2%. Mà An Nguyên mới có 12,8%, con số này làm người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu nói Nội Mông Cổ không thể so sánh với An Nguyên, nhưng tỉnh Tích xếp trước một bậc, tỉnh Dự xếp sau một bậc đều đạt 14,7% làm người ta thấy áp lực. Khoảng cách giữa An Nguyên và tỉnh Tích càng lúc càng lớn, mà tỉnh Dự vốn chỉ kém An Nguyên một bậc. Nếu cứ phát triển theo nửa đầu năm nay thì tỉnh Dự hoàn toàn có thể vượt qua An Nguyên trong năm nay. Điều này cũng có nghĩa An Nguyên sẽ bị đá ra khỏi vị trí top 5 toàn quốc. Đây là điều mà Lăng Chính Dược mới tới làm bí thư tỉnh ủy một năm không thể tha thứ. Thưa các đồng chí, nhìn qua thì tốc độ tăng trưởng năm nay của An Nguyên chúng ta khá tốt, nhưng so sánh với các tỉnh thành khác thì lại phát hiện chênh lệch giữa An Nguyên và các nơi càng lúc càng được mở rộng. Lăng Chính Dược khép tài liệu lại, giọng điệu trở nên có chút trầm trọng. Nhất là mấy tỉnh có tình hình tương tự như chúng ta đều phát triển nhanh hơn, ví dụ như tỉnh Dự có dân cư, thực lực kinh tế và vị trí địa lý rất tương đồng, nhưng tỉnh Dự có tốc độ 14,7%, tại sao An Nguyên chúng ta thấp hơn gần 2%? Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ, Quốc Đống, Kính Quang, Ứng Hoa ba người các vị cần phải có cảm giác gấp gáp mới được. Lăng Chính Dược nói như không mang theo ý châm chích nhưng hàm nghĩa là rất rõ ràng, làm cho Dương Kính Quang cảm thấy một chút áp lực. Dương Kính Quang liếc nhìn Triệu Quốc Đống ngồi bên, Triệu Quốc Đống giống như chăm chú viết gì đó vào sổ nhưng Dương Kính Quang thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải đang ghi lời nói của Lăng Chính Dược. Tôi đã xem qua phân tích về phương diện này, cũng nhìn sự tăng trưởng khác nhau của các nơi cảm thấy có vài vấn đề đáng để chúng ta coi trọng. Ánh mắt Lăng Chính Dược trở nên ác liệt nhìn quanh một vòng. Làm bí thư tỉnh ủy, lời nói của hắn cũng đại biểu một tư thái. Dù là ai chỉ cần ảnh hưởng tới phát triển kinh tế thì hắn sẽ không hề khách khí phê bình. Nếu không, một vài nơi có tốc độ tăng trưởng giảm rõ rệt so với mấy năm trước ví dụ Ninh Lăng và Thông Thành. Ninh Lăng mấy năm trước có tốc độ phát triển kinh người, được xưng là Hổ Ninh Lăng, hai năm nay tốc độ tăng trưởng giảm dần cũng là bình thường. Nhưng là lãnh đạo tỉnh ủy, chúng ta cũng cần chăm chú phân tích nếu như giảm bình thường thì không có gì, nhưng nếu tiếp tục giảm như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ sâu xa. Ninh Lăng có nghiên cứu qua nguyên nhân trong đó không, có tìm biện pháp giải quyết không?
làm cho Hồ Ninh Lăng tiếp tục duy trì, điểm này tôi cảm thấy Ninh Lăng cần nhắc nhở Ninh Lăng không nên ngủ ngon trên công lao. Câu cuối cùng Lăng Chính Dược dùng giọng điệu rất mạnh, ánh mắt lại hung hăng nhìn quanh một vòng. Về vấn đề thông thành, tôi cảm thấy chúng ta cũng cần nghiêm túc nghiên cứu. Thông thành có trụ cột mỏng nhưng phát hiện khí thiên nhiên chính là cung cấp cơ hội phát triển cho thông thành. Thị ủy, ủy ban thông thành 2 năm trước đã nắm bắt cơ hội này, tốc độ phát triển rất nhanh nhưng nửa đầu năm nay đầu tư cố định giảm nhiều, tốc độ tăng trưởng cũng xuất hiện chướng ngại. Tôi cảm thấy đây là khốn cảnh thông thành gặp phải nhưng cũng là cơ hội. Hạng mục MP của tập đoàn Bas Đức và Thạch Hóa chính là một trong số đó. Ở hạng mục này tỉnh cần toàn lực ủng hộ, đảm bảo hạng mục này đầu tư ở An Nguyên. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, ngoài tiếng mở trang ra thậm chí không có tiếng ho khan, thậm chí ngay cả Đinh Sâm bình thường có thái độ rất bình thản lúc này cũng đang cúi đầu. Nắm phát triển đầu tiên cần nắm hạng mục, kiên trì không ngừng bắt hạng mục, cố gắng bảo trì tốc độ tăng trưởng của đầu tư, mở rộng đầu tư làm trung tâm phát triển kinh tế, đẩy mạnh tác dụng chiến lược của hạng mục lớn, đây là trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền. Hạng mục lớn có tác dụng lâu dài và lập tức đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Điểm này được vô số sự thật chứng minh, ở điểm này đảng ủy, chính quyền chúng ta càng phải nhìn ở góc độ càng cao hơn, không nên bám vào khuôn mẫu mà triển khai công việc. Đối với các hạng mục lớn thì mấy vấn đề chi tiết không nên dây dưa quá mức, phải nhìn vào đại cuộc, ý thức được chỉ có phát triển kinh tế mới cải thiện dân sinh, mới có thể cung cấp vật chất cho dân chúng. Triệu Quốc Đống thật ra có chút vui vẻ, đúng là không ngờ Lăng Chính Dược giỏi nói như vậy. Quan niệm rất đường hoàng, cũng có ý phê bình mình không biết nhìn đại cuộc ở hạng mục của thông thành. Long Ứng Hoa ngồi bên quan sát từng biểu hiện trên mặt Triệu Quốc Đống, kể cả Triệu Quốc Đống cau mày, nhíu mày, nhướng mày, cười lạnh. Nhưng hắn không thấy được vẻ mặt phẫn nộ và uất ức mà mình mong thấy, thậm chí cũng không thấy vẻ mặt đầy kiêu căng, đầy đấu trí quen thuộc trên mặt Triệu Quốc Đống. Vẻ mặt này của đối phương không giống là giả vờ tiếp nhận, nhưng cũng có vẻ như phản bác, không giống lộ vẻ mặt muốn giải thích. Điều này không phù hợp tác phong của Triệu Quốc Đống. Quyển 19, chương 77. Lăng Chính Dược một hơi phê bình mấy địa phương, trọng điểm là Ninh Lăng, Thông Thành, Tân Châu cùng Vĩnh Lương. Đối với Ninh Lăng là nhắc nhở, đối với Thông Thành là khuyến khích, đối với Tân Châu là cảnh cáo, đối với Vĩnh Lương là gõ. Lăng Chính Dược tránh không đề cập tới An Đô làm Triệu Quốc Đống có chút coi thường. Sự phát triển của An Đô trong 14 thành phố thị xã là đứng gần cuối. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong mặc dù không ngừng tìm con đường phát triển cho An Đô nhưng biểu hiện của An Đô không như ý. Làm bí thư tỉnh ủy, anh nếu trọng điểm phê bình Ninh Lăng, Tân Châu cùng Vĩnh Lương, nói có lý như vậy thì nên đối xử như nhau. Cũng phê bình An Đô để mấy người Quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong tâm phục khẩu phục đi. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ Lăng Chính Dược không phải không dám làm, mà là hắn không muốn vào lúc này kích phát mâu thuẫn với An Đô, để tránh ảnh hưởng cái gọi là đạo thăng bằng của hắn, tránh ảnh hưởng ưu thế khống chế toàn cục của Lăng Chính Dược. Hắn rất khinh thường sách lược và thủ đoạn này của Lăng Chính Dược. Bởi vì điều này có nghĩa anh hy sinh lập trường của mình để thỏa hiệp chính trị. Mà điểm này càng làm Triệu Quốc Đống thêm vài phần tin tưởng. Điều này chứng minh Lăng Chính Dược không đủ tự tin vào mình. Chỉ bằng điểm này, Triệu Quốc Đống cảm giác hôm nay mình có thể biểu diễn một phen, thậm chí có thu hoạch. Trong hội nghị thường ủy nếu về khả năng khống chế và điều khiển chính trị thì hắn không bằng Lăng Chính Dược, đây là do thể chế quyết định. Chỉ cần không dính tới phương châm lớn và vấn đề nguyên tắc, bí thư tỉnh ủy có quyền lực tuyệt đối. Nhưng nếu Lăng Chính Dược muốn thông qua hội nghị thường ủy để chứng minh mình có thiên phú, với lĩnh vực kinh tế, có thể vênh mặt hất hàm chỉ điểm Giang Sơn, như vậy mình không ngại dội gáo nước lạnh vào, hùng tâm của đối phương, thuận tiện cũng làm cho Lăng Chính Dược biết công tác kinh tế tuyệt đối không đơn giản như ý nghĩ. Lăng Chính Dược đúng là cảm thấy rất tốt, nhất là ở trước mặt Triệu Quốc Đống, mình có thể bình tĩnh phê bình sự thiếu hụt của các nơi. Khoái cảm và đắc ý đó đúng là không thể dùng từ ngữ để hình dung. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống như đã chứng minh điểm này, hắn giống như đang cẩn thận suy nghĩ tình hình phát triển của mấy thị xã mình nói, đương nhiên không phải đây là trí tuệ của cá nhân mình, nhưng văn phòng nghiên cứu chính sách đã dựa theo ý đồ của mình mà chọn đúng điểm vào. Lăng Chính Dược nói tới đó là dừng, có lẽ là muốn cho mọi người đường sống. Y cũng nói qua việc xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cần tuân theo quy luật khách quan, nghiêm khắc làm theo thỏa thuận. Sau đó hắn hỏi Triệu Quốc Đống còn gì để nói không? Ai ngờ Triệu Quốc Đống lại không nhân nhượng, mặt mày nghiêm túc tỏ vẻ muốn nói vài cảm xúc của mình từ những gì bí thư Lăng nói.
Lăng Chính Dược ý thức được vấn đề có chút không đúng nhưng lại cảm thấy Triệu Quốc Đống tựa hồ không giống muốn hoàn toàn muốn trở mặt với mình, có vẻ muốn nghênh hợp với sách lược của mình. Hắn có chút hối hận vì thấy mình lại đích danh hỏi Triệu Quốc Đống. Nhưng tất cả đã muộn. Bí thư Lăng nói rất đúng, mình tôi rất tán thành quan điểm này. Phát triển kinh tế là trụ cột cải thiện dân sinh. Kinh tế không phát triển, như vậy cải thiện dân sinh thiếu đảm bảo về vật chất. Nhưng tôi còn muốn bổ sung một câu. Cải thiện dân sinh là mục đích căn bản của phát triển kinh tế, cái nào là gốc, cái nào là ngọn chúng ta nhất định phải phân chia rõ ràng. Triệu Quốc Đống nói rất đơn giản. Mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế chính là làm dân chúng được hạnh phúc. Mà hàm nghĩa hạnh phúc rất rộng, một hoàn cảnh an cư lạc nghiệp là tối thiểu, cho nên chúng ta vừa mưu cầu phát triển nhưng cũng phải dùng tâm lý công bằng đánh giá tất cả. Lăng Chính Dược có chút tức giận, Triệu Quốc Đống này không ngờ cách này để đáp lại mình. Đưa vào hạng mục lớn có tác dụng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ngay, nhưng đảng ủy, chính quyền cấp tỉnh phải nhìn nhận vấn đề ở cấp độ xa hơn. Hạng mục và nhà đầu tư vì sao chọn tới nơi anh mà không phải nơi khác, ngoài tài nguyên thiên nhiên, giao thông và tài nguyên nhân lực ra còn có gì càng có thể khiến bọn họ đến địa phương đó đầu tư. Tôi muốn nói đến chính là cơ chế và hệ thống. Một thể chế công bằng công chính, cạnh tranh, một hệ thống pháp luật và thị trường hoàn thiện. Nếu làm tốt hai điểm này tôi cho rằng hơn xa việc đảng ủy chính quyền nói ngon nói ngọt thu hút đầu tư. Nhất là ở điều kiện kinh tế địa phương đã có trụ cột nhất định thì sức ảnh hưởng của nhân tố này càng rõ ràng hơn. Triệu Quốc Đống nói làm cả phòng hội nghị chấn động, nếu nói quan điểm ý kiến của Lăng Chính Dược trước đó càng có ý cụ thể, vậy lời nói của Triệu Quốc Đống càng sâu sắc, vĩ mô, nhất là chuyên môn đưa ra ở các địa phương có trụ cột kinh tế mạnh thì hoàn thiện thể chế. Hệ thống công chính có sức ảnh hưởng lớn đến sự cạnh tranh của các nơi đó. Thông thành lợi dụng tài nguyên khí thiên nhiên tiến hành kéo vào mấy hạng mục khổng lồ đều là kết quả mà hai cấp tỉnh, thị xã làm ra. Tỉnh đương nhiên phải toàn lực ủng hộ các hạng mục lớn này nhanh chóng được khởi công xây dựng mang lại lợi ích cho dân chúng thông thành, làm cho hạng mục này chẳng những thúc đẩy phát triển kinh tế thông thành, đồng thời cũng phải yêu cầu đối tác tuân thủ quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bí thư Lăng. Phải rất nhiệt tình và tích cực mau chóng làm hạng mục đi vào thực tế. Lời nói đầy biến ảo của Triệu Quốc Đống làm Lăng Chính Dược lúc rất tức giận, lúc lại rất khó hiểu. Nhưng Lăng Chính Dược biết rõ Triệu Quốc Đống tỏ thái độ rõ ràng như vậy chính là đáp lại mình. Như vậy mặc dù đối phương không đề cập đến hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, nhưng Lăng Chính Dược vẫn sẽ phải đồng ý với việc tỉnh sẽ ủng hộ ở mức nhất định đối với hạng mục này. Về phần trợ lý chủ tịch của Trương Hoành Vĩ thật ra không có gợn sóng gì. Dù là Lăng Chính Dược hay Triệu Quốc Đống đều không quá chú tâm tới vấn đề này, các thường vụ cũng tỏ vẻ ủng hộ, tất cả đều thông qua việc Trương Hoành Vĩ làm trợ lý chủ tịch tỉnh kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Hội nghị thường ủy cuối cùng đã kết thúc nhưng mọi người lại có cảm giác rất khác nhau. Đây được coi là hội nghị thường ủy có giá trị và ý nghĩa đầu tiên. Bởi vì chỉ có ở hội nghị lần này hai vị lãnh đạo đảng ủy, chính quyền mới coi như thể hiện quan điểm công việc của mình ra. Trước đó chẳng qua chỉ là diễn tập, lần này mới là công diễn. Mặc dù hai bên đều đưa quan điểm cá nhân của mình trong lĩnh vực kinh tế, nhưng quan điểm này cũng hoặc ít hoặc nhiều thể hiện sự coi trọng của họ đối với sự nghiệp xã hội. Trần Anh Lộc rất khó đánh giá được cục diện đối đầu giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống. Theo hắn thấy đây càng giống như cuộc giao dịch giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống hơn. Lăng Chính Dược nhường ở hạng mục của Miên Châu và việc bổ nhiệm Trương Hoành Vĩ để đổi lấy việc Triệu Quốc Đống ủng hộ thông qua hai hạng mục của Thông Thành, việc này có vẻ đã làm tổn hại uy quyền của bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên Trần Anh Lộc cũng giải thích được sự băn khoăn và khó xử của Lăng Chính Dược. Nhưng dù như thế nào Lăng Chính Dược cũng không cần dùng phương thức này để thỏa hiệp. Điều này sẽ làm các thường vụ có ấn tượng không tốt, đó chính là Lăng Chính Dược cũng có thể tiến hành thỏa hiệp, cân bằng ở các vấn đề lớn khác. Trần Anh Lộc vốn có thể dùng phương thức đường đường chính chính để thắng trận chiến này. Thăng bằng có thể lý giải nhưng thỏa hiệp cần phải xem là chuyện gì. Bổ nhiệm Trương Hoành Vĩ căn bản không cần nằm trong phạm trù này, mà ở bất cứ tình huống gì thì Lăng Chính Dược cũng cần phải thông qua, đây là chế độ cơ bản. Thông qua ở hội nghị này sẽ làm cho các thường vụ có suy nghĩ khác, giống như đây là bộ phận của giao dịch. Như vậy nhiều người sẽ cho rằng không gì không thể lấy ra giao dịch. Trần Anh Lộc cảm thấy Lăng Chính Dược quá thất sách và của thả. Hai người Tề Hoa cùng Long Ứng Hoa cũng không giải thích và đề xuất gì với Lăng Chính Dược. Ý kiến của mình chỉ được Lăng Chính Dược tiếp nhận một bộ phận nhưng Lăng Chính Dược lại muốn thể hiện nghệ thuật lãnh đạo và năng lực khống chế của hắn, nhưng Trần Anh Lộc lại thấy phản tác dụng.
Tác dụng trái chiều dần dần hiện ra sau hội nghị, Trần Anh Lộc khẽ thở dài một tiếng, cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng. Quyển 19, chương 78. Hứa Kiều bước vào tòa nhà mà không nhịn được, số lần cô tới nơi này không nhiều, đến cục bảo vệ môi trường tỉnh làm cục trưởng đã nửa năm. Công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh khác hầu hết đều do phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp quản lý luôn. Nhưng ở An Nguyên lại do phó chủ tịch thường trực tỉnh phụ trách quản lý, điều này có lẽ cũng do bộ máy tỉnh chưa được kiện toàn. Hứa Kiều vừa vào cửa liền gặp trưởng ban thư ký Mai Cửu Vinh. Mai Cửu Vinh thấy Hứa Kiều, y gật đầu nói. Cục trưởng Hứa đến gặp chủ tịch Kính Quang à. Chủ tịch Kính Quang đang ở văn phòng chủ tịch, chị nhanh một chút, chủ tịch Kính Quang và trợ lý Trương đều ở đó. Ủy ban tỉnh đã hình thành một thói quen, nếu như nói chủ tịch Dương bình thường đều chỉ về Dương Thiếu Bằng, mà Dương Kính Quang bình thường gọi là chủ tịch Kính Quang, còn Triệu Quốc Đống thì bỏ họ trực tiếp gọi là chủ tịch. Như vậy cũng sẽ phân chia sự khác nhau. Trưởng ban thư ký, các lãnh đạo đều ở đó. Hứa Kiều có chút giật mình. Đều ở văn phòng chủ tịch tỉnh. Ừ, có lẽ là bàn về hạng mục ở Thông Thành, chủ tịch tỉnh có thái độ rất thận trọng cho nên còn cần nghe ý kiến của chị. Hứa Kiều và Triệu Quốc Đống từng công tác ở Hoài Khánh, mặc dù Hứa Kiều lên làm cục trưởng cục bảo vệ môi trường trước khi Triệu Quốc Đống về An Nguyên, nhưng lúc ấy có lời đồn Hứa Kiều có thể làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh. Nhưng Hứa Kiều là người không vào đảng, làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh đương nhiên phải kiêm chức bí thư đảng ủy. Hơn nữa việc ngành quan trọng như ủy ban kế hoạch phát triển rất hiếm khi do cán bộ ngoài đảng làm chủ nhiệm. Hứa Kiều nhíu mày, hạng mục này ở Thông Thành làm cô có chút đau đầu. Ý kiến các bên tranh chấp không ngừng, thậm chí ngay cả tỉnh ủy cũng rất chú ý. Hứa Kiều cũng biết hội nghị thường ủy cũng tranh chấp về hạng mục Thông Thành. Nói chung có rất nhiều phiên bản về hội nghị thường ủy vừa rồi, nhưng kết quả cuối cùng là hạng mục Thông Thành vẫn được đẩy mạnh. Nếu hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã xác định, Hứa Kiều lại thấy yên lòng. Trách nhiệm của cô đã kết thúc, ngành bảo vệ môi trường đã gửi ý kiến lên ủy ban tỉnh. Ủy ban tỉnh chọn như thế nào thì không phải do cô có thể quyết định. Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn gỗ khá du dương, Hứa Kiều một bên suy nghĩ nên đáp lại các câu hỏi mà Triệu Quốc Đống có thể đưa ra như thế nào, một bên suy nghĩ về hạng mục lần này. Văn phòng Triệu Quốc Đống ở tầng 3, cùng tầng với Dương Kính Quang, Hoàng Trì Trung, Mai Cửu Vinh, còn tầng 2 là văn phòng của Long Ứng Hoa, Khang Nhân Lương, Dương Thiếu Bằng cùng với Trương Hoành Vĩ. Sau khi Triệu Quốc Đống làm quyền chủ tịch tỉnh, Hứa Kiều cũng đã tới đây 2 lần, đều liên quan tới hạng mục Thông Thành. Tiếng giày của Hứa Kiều vang lên ở hành lang thì Triệu Quốc Đống đang thảo luận với Dương Kính Quang về việc vừa có thể thông qua vừa đảm bảo khống chế được các mạo hiểm về môi trường trong phạm vi có thể. Dương Kính Quang cũng cảm thấy vấn đề này khó giải quyết. Triệu Quốc Đống cẩn thận cân nhắc hạng mục này không phải là do thành kiến hoặc tư tâm. Điểm này Dương Kính Quang biết rõ. Tài nguyên khí thiên nhiên của Thông Thành rất phong phú, nhưng cần phải trải qua nhiều công đoạn mới có thể đưa đến cho người tiêu dùng. Mà trước đó khí thiên nhiên sẽ có độc tính khá nhiều. Khai thác khí thiên nhiên ở Thông Thành đã từng xuất hiện sự cố nhưng quy mô nhỏ, chỉ khiến 2 công nhân bị chết, một số quần chúng bị thương, cũng nằm trong phạm vi khống chế. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, Triệu Quốc Đống mới có yêu cầu cao như vậy trong kỹ thuật. Thông Thành nằm ở đầu dòng Trường Giang, một khi xuất hiện sự cố bảo vệ môi trường thì sẽ gây thảm họa lớn về kinh tế và môi trường. Bây giờ chẳng những tập đoàn BAS, Thạch Hóa muốn nhanh chóng khởi động hạng mục này, mà hạng mục của tác dụng đầu tư Trung Hóa và tác dụng hóa chất An Nguyên cũng muốn lập tức khởi động. 2 hạng mục đầu tư này có quy mô rất lớn, có tác dụng thúc đẩy kinh tế Thông Thành rõ ràng, nhưng cũng có nghĩa gánh chịu áp lực an toàn và bảo vệ môi trường khổng lồ. Mà tập đoàn BAS, Thạch Hóa cũng đã báo cáo rõ phương án bảo vệ môi trường chi tiết cụ thể nhưng đó chỉ là trên giấy. Một vài thứ có thể được thực hiện hay không lại là việc khác. Chính vì như vậy nên Dương Kính Quang cùng Triệu Quốc Đống cũng hy vọng vấn đề này có thể được ngành bảo vệ môi trường và an toàn lao động trả lời rõ ràng. Hứa Kiều tới rồi, đợi cô ấy nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Lão cổ, bên an toàn lao động thì giao cho anh giám sát. Anh làm nhiều năm ở ngành này, không thể vì đây là hạng mục trọng điểm của tỉnh, càng không thể vì mấy tập đoàn lớn kia mà bỏ lòng. Anh càng cần chăm chú giám sát. Nếu không bọn họ sẽ không coi anh vào đâu, có VDE xảy ra người chịu trách nhiệm chính là cơ quan giám sát chúng ta. Chủ tịch, bây giờ nói những lời này không phải là không may sao? Hạng mục còn chưa chính thức khởi công, ngài nói như vậy không sợ người ta nghe sẽ mất hứng sao? Cổ Viễn Sơn làm trong ngành lao động nhiều năm,
cũng không xa lạ gì với Triệu Quốc Đống. Cổ Viễn Sơn còn hơn năm nữa là tới tuổi, chờ sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm 1-2 năm rồi về, vì thế trước mặt Triệu Quốc Đống hắn cũng không quá kiêng kỵ. Tôi chỉ sợ bọn họ không nghe vào thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn thấy Hứa Kiều đang được Âu Dương Cẩm Hoa dẫn tới. Hứa Kiều đến à, ngồi đi. Chủ tịch Triệu, Chủ tịch Dương, trợ lý Trương, cục trưởng Cổ. Hứa Kiều rất bình tĩnh chào. Trong các cán bộ cấp giám đốc sở, Hứa Kiều là người có khí chất độc đáo, không ít cán bộ an nguyên khi đánh giá các nữ cán bộ tiêu biểu đều chọn Hứa Kiều và Vưu Liên Hương. Đương nhiên đó chỉ là lén thảo luận, nhưng không thể phủ nhận Hứa Kiều mặc dù đã hơn 40 nhưng từ ăn mặc, trang điểm cử chỉ đều hấp dẫn ánh mắt người khác. Cục trưởng Hứa, chị ăn mặc càng lúc càng hợp thời, thấy chị là tôi cảm thấy chúng ta ở hai thời đại khác nhau. Để người trong cục tôi thấy phong thái của chị mới biết thế nào là biết ăn mặc, gì gọi là thiên sinh lệ chất. Hắc hắc, phụ nữ trong cục tôi toàn là mặc loạn, trang điểm loạn, vậy mà còn suốt ngày quanh quẩn trước mặt tôi. Cổ Viễn Sơn nói làm Triệu Quốc Đống, Dương Kính Quang cùng với Trương Hoành Vĩ đều nở nụ cười. Cục giám sát an toàn lao động tỉnh có không ít phụ nữ 40, 50 tuổi, Cổ Viễn Sơn nói vừa là khen Cổ Viễn Sơn, đồng thời cũng bâu ơ hết phụ nữ trong cục y. Cục trưởng Cổ, anh nói như vậy sẽ làm tổn thương suy nghĩ của người khác. Lần sau tôi gặp cục trưởng Mạc nhất định phải kiện cáo mới được, anh đây không chỉ là khiêu khích phụ nữ ở cục anh, cũng là coi nhẹ nữ cán bộ trong các cơ quan thuộc ủy ban tỉnh. Chủ tịch Triệu, Chủ tịch Dương, trợ lý Trương, các vị không thể nào cứ thế mở miệng cười vui vậy chứ. Như vậy chính là coi thường hình tượng phụ nữ tự lập, cứng rắn đó. Hứa Kiều trừng mắt nhìn, sẵn giọng nói. Cổ Viễn Sơn nổi tiếng là bị vợ quản rất chặt, vì thế ở bên ngoài thường hay nói, đi đến đâu đều nói lớn. Điều này cũng có liên quan đến việc y làm phó cục trưởng cục giám sát an toàn lao động 12 năm, tinh thông nghiệp vụ, có uy tín trong ngành mà mãi không lên làm cục trưởng được. Khi qua tỉnh còn làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã không hề khách khí bác bỏ ý kiến đề cử Cổ Viễn Sơn làm cục trưởng, nghe nói là vì cái miệng thối của Cổ Viễn Sơn. Đến khi Ứng Đông Lưu gần rời khỏi tỉnh An Nguyên mới để ban Cổ Viễn Sơn lên. Vì thế Cổ Viễn Sơn rất cảm kích Ứng Đông Lưu. Vì thế y đương nhiên muốn tạo quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống là người được Ứng Đông Lưu đề bạt. Bà ghìa Mạc Huệ này rất nóng tính, miệng còn thối hơn tôi. Cục trưởng Hứa nói như vậy với chị ta chính là gây mất đoàn kết của cục tôi. Chủ tịch Triệu, Chủ tịch Dương, trợ lý Trương, các vị phải làm chứng cho tôi, ngày sau lãnh đạo cục tôi có mâu thuẫn đều do Hứa Kiều gây ra. Cổ Viễn Sơn cười hì hì nói. Chẳng qua tôi sẽ bảo Mạc Huệ học tập cách ăn mặc của cục trưởng Hứa. Cô ta nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Quyển 19, chương 79. Mấy người rất nhanh về chủ đề chính. Triệu Quốc Đống cũng rất thích có không khí trao đổi, thảo luận thoải mái như vậy. Theo hắn thấy uy tín của lãnh đạo không là ra vẻ thâm trầm, cũng không phải là hơi tí đi mắng người. Uy tín của lãnh đạo thành lập trên nghệ thuật lãnh đạo và sức hấp dẫn của nhân cách. Một người có thể đưa ra biện pháp xử lý làm người ta phục, có thể kịp thời đưa ra quyết định, dám gánh trách nhiệm. Nếu như nói quyền lực là căn bản của uy quyền, như vậy kia chính là trụ cột của uy quyền. Chủ tịch Triệu, nếu hội nghị thường vụ đã có quyết định thì tôi còn gì để nói. Cục bảo vệ môi trường coi như là theo pháp luật chấp hành nhưng cũng không thể chống đối với hội nghị thường vụ tỉnh ủy mà. Hứa Kiều xua tay cung kính nói. Nhưng tình hình nằm ở đó, trong lòng các vị lãnh đạo cũng biết. Tuy nói muốn qua cửa về trình tự là dễ nhưng chúng ta không thể lừa dối lương tâm mình. Mạo hiểm trong đó tôi cũng muốn nói rõ, nếu không thực hiện giám sát hữu hiệu thì về sau rất dễ có sự cố bảo vệ môi trường, hơn nữa một khi xuất hiện thì sẽ là thảm họa với quần chúng nhân dân. Cục trưởng Hứa nói rất có lý, bên cục tôi cũng vậy, bởi vì chúng tôi giám sát tổng hợp, đối với các công ty hóa chất càng phải giám sát lâu dài và sâu rộng. Nói khó nghe một chút là bọn họ nói bọn họ sẽ đưa vào quy trình công nghệ an toàn, tiên tiến, chúng tôi chỉ có thể nghe mà thôi. Mấy thứ đảm bảo an toàn thực ra không đáng tin, bây giờ các công ty tư nhân làm trong ngành đều thiếu đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần bỏ tiền ra thì bọn họ gì cũng dám cho anh, muốn kết quả gì có kết quả đó. Cổ Viễn Sơn thu vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói. Hai hạng mục hóa chất khổng lồ cùng đầu tư vào thông thành, trách nhiệm của cục tôi rất nặng nề, chúng tôi không phải muốn gây khó khăn nhưng khi giám sát chúng tôi cũng phải có điểm giới hạn. Không khí thảo luận rất hòa hợp mà nhiệt liệt. Khi xác định sẽ đẩy mạnh hai hạng mục ở thông thành, các bên cần chính là làm như thế nào đẩy nhanh việc thông qua hạng mục để trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt, đồng thời cũng phải hoàn thiện cơ chế giám sát.
Hứa Kiều chỉ rất rõ hai hạng mục này có quy hoạch về hệ thống bảo vệ môi trường khá kiện toàn, nhưng vấn đề là chứng thực như thế nào. Một vấn đề chính là việc xây dựng thiết bị bảo vệ môi trường có thể tiến hành cùng lúc với xây dựng hạng mục hay không. Khi hạng mục đưa vào sản xuất thì thiết bị bảo vệ môi trường có hoạt động cùng lúc được không? Mà nếu xây dựng thiết bị bảo vệ môi trường tiến hành sau, đi vào sản xuất rồi mới tiến hành thì rất dễ nảy sinh vấn đề. Đây là thứ nhất. Hoặc là các công ty giả ngây giả dại, xây dựng xong rồi không đưa thiết bị bảo vệ môi trường vào sử dụng, lấy lý do cần phải kiểm tra thiết bị để không hoạt động. Khi cơ quan chức năng tới kiểm tra thì hoạt động, đi là đóng lại. Như vậy hệ thống bảo vệ môi trường chỉ là thùng rỗng kêu to. Mấy cách này đã có nhiều công ty sử dụng, anh dù có thường xuyên tới giám sát, kiểm tra, bọn họ vẫn có cách đối phó. Đây là thứ hai. Vấn đề cuối cùng chính là nằm ở chỗ quy hoạch trên giấy có thể biến thành sự thật hay không. Có thể kiên trì chấp hành từ giấy vào thực tế không? Triệu Quốc Đống đánh giá cao về Hứa Kiều. Hứa Kiều không như một số người thích ra vẻ trước mặt lãnh đạo, nói gì mà cần kiên trì nguyên tắc, cũng không giống một số người không có nguyên tắc và lập trường, lãnh đạo nói như thế nào là làm như vậy. Cô có thể rất tỉnh táo phân tích tình hình thực sự của vấn đề, ở tình huống không đi ngược lại nguyên tắc thì cô có thể chủ động cân nhắc làm như thế nào đền bù mạo hiểm có thể xuất hiện, cán bộ như vậy mới là cán bộ đáng dùng. Sau mấy phen thảo luận, trên cơ bản đã đạt ý kiến nhất trí ở hai hạng mục của Thông Thành. Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu Trương Hoành Vĩ đốc thúc bên Thông Thành nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, nắm bắt thời gian để trình hai hạng mục lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Đám người rời đi, Triệu Quốc Đống bảo Hứa Kiều ở lại nói chuyện. Hứa Kiều có chút kinh ngạc, Triệu Quốc Đống giữ mình lại làm gì? Chuyện công việc xong rồi, có thể có chuyện gì chứ? Triệu Quốc Đống đúng là nghĩ tới một vấn đề nên mới giữ Hứa Kiều lại. Theo cán bộ ngoài đảng càng lúc càng có tác dụng trong chính trường. Bây giờ cán bộ ngoài đảng bình thường đều giữ một chức vụ ở Đại hội đại biểu nhân dân và chính quyền. Nhưng ở An Nguyên sau khi Cam Bình rời khỏi An Nguyên lên làm Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa thì chỉ có một cán bộ ngoài đảng làm Phó Chủ tịch tỉnh trong thời gian ngắn rồi lập tức lui xuống. Theo thông lệ bây giờ Ủy ban tỉnh An Nguyên còn thiếu một Phó Chủ tịch là cán bộ ngoài đảng. Triệu Quốc Đống trước khi về An Nguyên cũng mơ hồ biết Lăng Chính Dược muốn chọn một người thích hợp ở An Nguyên vào vị trí này, nhưng Hứa Kiều có vẻ không lọt vào mắt hắn. Nhưng Trung ương trao đổi với tỉnh lại có ý muốn một cán bộ ngoài đảng đứng đầu sở ban ngành nào đó của An Nguyên nhận chức này. Vì thế tỉnh ủy cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nhưng cuộc thảo luận hôm nay làm Triệu Quốc Đống xuất hiện một suy nghĩ, tại sao không để Hứa Kiều cạnh tranh chức phó chủ tịch tỉnh này. Ở An Nguyên cũng có một cán bộ ngoài đảng có khả năng là Từ Công Mậu, nhưng người này chủ yếu làm trong giới giáo dục, khoa học nên có tính cách đạm bạc. Hứa Kiều lại khác với Từ Công Mậu. Theo Triệu Quốc Đống thấy dù là cán bộ ngoài đảng hay đảng viên, anh làm lãnh đạo thì phải có tính tích cực trong công việc. Cũng không phải đảng viên mới có nhân vật như vậy, cán bộ ngoài đảng cũng có các nhân vật xuất sắc. Mà Hứa Kiều trùng hợp chính là người có tính tiến thủ và sáng tạo trong đó. Hứa Kiều, chị làm ở Cục Bảo vệ Môi trường có thuận lợi không? Triệu Quốc Đống tự mình rót trà cho Hứa Kiều rồi nói. Hứa Kiều không quá để ý, cùng làm việc với Triệu Quốc Đống mấy năm. Cô biết Triệu Quốc Đống là người không quá chú ý tiểu tiết. Người này thích cụ thể hơn, nếu anh không làm được việc, thích diễn kịch thì không được hắn hài lòng. Còn nếu như anh làm việc xuất sắc thì hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho nhiều phương diện khác. Cũng được, tôi càng lúc càng thích công việc này. So sánh với công việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì tôi cảm thấy mình càng giống như người bảo vệ hoàn cảnh sinh thái hơn. Mặc dù chúng tôi là người bảo vệ thường xuyên bị quấy nhiễu và coi thường. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần có thể làm vài việc có ý nghĩa là đủ rồi. Hứa Kiều cầm chén trà lên. Công việc bảo vệ môi trường không được nhiều người giải thích, hơn nữa càng là cơ sở thì ý thức về bảo vệ môi trường càng thấp. Tôi chỉ chính là chính quyền cơ sở và cán bộ, mà liên quan tới lợi ích thiết thực của dân chúng thì bọn họ cũng có suy nghĩ khác. Triệu Quốc Đống hơi chỉnh đốn suy nghĩ của mình, sau đó nói. Làm như thế nào để khiến chính quyền cơ sở và cán bộ hiểu về khái niệm bảo vệ môi trường? Được bọn họ tán thành và ủng hộ là rất quan trọng. Nhất là hiện nay mọi người một lòng một dạ muốn phát triển kinh tế, đạt thành tích, để cho bọn họ bình tĩnh lại, lĩnh ngộ sâu sắc về lợi hại trong đó là không dễ. Đây cũng là công việc mà ngành bảo vệ môi trường cần chú tâm. Chủ tịch Triệu, không hẳn là bọn họ không hiểu, mà là bọn họ rất hiểu. Bọn họ hiểu chênh lệch giữa bảo vệ môi trường và thành tích, GDP. Nên dù chúng tôi cố gắng như thế nào thì bọn họ sẽ không thay đổi cách làm của mình. Chiếc mũ trên đầu sẽ không rơi vì vấn đề môi trường có chuyện,
nhưng GDP lạc hậu thì sẽ bị hội nghị thường vụ tỉnh ủy hoặc thị ủy lấy ra nhắc nhở, phê bình, thậm chí còn là dấu chấm tròn đối với tiền đồ của bọn họ. Chủ tịch, anh nói nếu như vậy bọn họ sẽ làm như thế nào? Hứa Kiều bình tĩnh nói. Lời nói sắc bén làm Triệu Quốc Đống lại thấy được phong cách của Hứa Kiều. Cá tính này có chút không giống như Vưu Liên Hương. Hứa Kiều luôn hỏi ép sát làm anh không thoải mái nhưng anh vẫn có ấn tượng tốt đối với cô, có thể làm được như vậy là không dễ dàng gì. Ừ, nói rất đúng, đây cũng là do cơ chế khảo sát của chúng ta quyết định sự chú ý của lãnh đạo đảng ủy, chính quyền. Không chỉ có vấn đề bảo vệ môi trường, kể cả một ít vấn đề dân sinh khác, bọn họ quên đi hoàn cảnh môi trường và vấn đề dân sinh cũng có ảnh hưởng quan trọng đến phát triển kinh tế, chẳng qua nó không trực quan, không thấy hiệu quả ngay mà thôi. Triệu Quốc Đống nói làm Hứa Kiều rất vui mừng, vị chủ tịch tỉnh này mặc dù còn trẻ nhưng nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc. Đương nhiên đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu mà hắn có thể lên làm chủ tịch tỉnh. Rất nhiều lãnh đạo khác thích dùng nhân tố khách quan để giải thích vấn đề, nhưng Triệu Quốc Đống lại rất lý trí thừa nhận sai sót của đảng ủy, chính quyền ở phương diện này. Đương nhiên anh muốn sửa lại mấy vấn đề này có lẽ là một quá trình lâu dài, không phải mình Triệu Quốc Đống làm được. Không khí nói chuyện rất nhẹ nhàng. Hai người thậm chí cũng nói đến vài việc ở Hoài Khánh. Mãi tới khi Hứa Kiều rời đi cũng không cảm thấy Triệu Quốc Đống có ý đồ gì khác nhưng cô vẫn cảm thấy hắn giữ mình lại không phải vô cớ, nhất định là có ý gì đó. Chỉ là trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra mà thôi. Quyển 19, chương 80. Triệu Quốc Đống muốn tới tham gia cuộc tọa đàm cải tạo thành cũ làm Đàm Lập Phong rất giật mình. Hắn vốn tưởng nhiều lắm chỉ là Dương Thiếu Bằng mà thôi, không ngờ Triệu Quốc Đống sẽ tới. Ủy ban thành phố An Đô cũng không mời lãnh đạo chủ yếu của tỉnh. Mặc dù là Dương Thiếu Bằng cũng chỉ là mời cho có lễ phép. Không nghĩ ra Dương Thiếu Bằng tới, Triệu Quốc Đống cũng tới. Vì thế khi nghe Phó Thị trưởng Lữ Diệu Tổ báo cáo việc này, Đàm Lập Phong vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Đây chỉ là cuộc tọa đàm, không phải hội nghị công việc chính thức. Thực tế do phát triển đô thị của An Đô lạc hậu hơn các thành phố anh em trong nước, vì thế thị ủy An Đô đưa ra khái niệm phát triển đô thị lớn quốc tế hóa. Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô cũng đưa ra kế hoạch 5 năm đổi lại bộ mặt mới. Nhưng việc cải tạo nội đô liên quan nhiều phương diện, nhất là An Đô là thành phố lịch sử nổi tiếng, tồn tại nhiều công trình kiến trúc cổ, phân bố phức tạp khiến cho nội thành An Đô khá lặt vặt, hỗn loạn, muốn cải tạo nội đô là khá lớn, gặp rất nhiều vấn đề mâu thuẫn. Mấy năm gần đây Ủy ban thành phố mặc dù vẫn muốn có chính sách đột phá, trọng điểm phát triển nội thành mới về phía đông nhưng việc cải tạo nội đô vẫn gặp trở ngại. Nhất là dân chúng ở nội thành cũ không ngừng hô hào, phản đối. Một ít ủy viên Đại hội đại biểu nhân dân và ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng đều đưa ra đề án này trong hội nghị, yêu cầu Ủy ban thành phố An Đô phải cân nhắc việc cải tạo nội đô có liên quan tới hàng triệu hộ dân, thỏa mãn nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân. Siêu Văn Chí cùng Quan Kinh Sơn đảm nhiệm thị trưởng cũng đều muốn né tránh công tác mãn cảm này, Đàm Lập Phong cũng muốn nhưng bây giờ có lẽ không tránh né được. Lão Lữ, anh nói Chủ tịch Triệu muốn tham gia cuộc tọa đàm này là có ý gì? Đàm Lập Phong phất tay ra hiệu Lữ Diệu Tổ ngồi xuống. Lữ Diệu Tổ cũng có chút do dự nói. Thị trưởng Đàm, chuyện này cũng rất khó hiểu. Anh nói Chủ tịch Dương muốn tham gia hội nghị thì thôi, Chủ tịch Triệu cũng tham gia là sao? Đây chỉ là cuộc tọa đàm trao đổi ý kiến mà thôi. Đây cũng là điều tôi muốn hỏi anh. Dù là vị trí của thành phố An Đô của chúng ta khá mẫn cảm nhưng đây mới là hội nghị công tác. Chủ tịch Triệu tới tham gia là không bình thường. Đàm Lập Phong nhíu mày nói. Lão Lữ, chẳng lẽ anh trước đó không có cảm giác gì sao? Thị trưởng, cái này cũng khó nói. Lãnh đạo tỉnh đều là mới tới, chúng ta cũng khó phân tích được tâm tư của lãnh đạo. Chẳng qua thị trưởng Đàm, tôi nhớ thời gian trước hình như Chủ tịch Triệu yêu cầu sở xây dựng khi cải tạo nội đô cần thiết thực chú ý lợi ích dân sinh, chú trọng hiệu quả xã hội. Sở xây dựng cũng gửi văn bản đến chỗ tôi. Tôi đã xem qua phê duyệt của Chủ tịch Triệu và Chủ tịch Dương, nhất là lời phê của Chủ tịch Triệu rất nặng, không biết có phải là. Lữ Diệu Tổ như nhớ ra gì đó. Đàm Lập Phong suy nghĩ thật nhanh. Anh bảo người đưa văn bản đó đến cho tôi. Lữ Diệu Tổ cũng đánh giá chắc là có quan hệ đến văn bản kia. Thành phố An Đô nằm ngay dưới mắt tỉnh, làm việc gì cũng cần suy xét thật kỹ, phải tính tới cảm nhận và ý kiến của tỉnh. Cải tạo nội đô của An Đô liên quan tới hàng triệu hộ dân. Mọi cử động đều trở thành điểm nóng. Dù là hội nghị bước đầu cũng sẽ đưa tới nhiều tin tức khác nhau. Văn bản rất nhanh được đưa tới, Đàm Lập Phong đọc rất cẩn thận.
văn bản không có bao ý mí nhưng lời phê của Triệu Quốc Đống lại đáng để Đàm Lập Phong cân nhắc. Triệu Quốc Đống phê chủ yếu có ba ý. Một là nhất định phải bảo vệ các công trình kiến trúc cổ, trong quá trình xây dựng cần phải chú trọng bảo trì phong cách lịch sử, không nên phá vỡ phong cách kiến trúc vốn có. Hai là khi cải tạo nội đô cần phải chăm chú tôn trọng ý nguyện của dân chúng, thiết thực giữ gìn lợi ích hợp pháp của dân chúng. Ba là phải có quy hoạch khoa học hợp lý, phải có tầm nhìn lâu dài. Nếu như điểm thứ nhất, thứ ba không tính gì, vậy điểm thứ hai đáng làm người ta suy nghĩ. Tôn trọng ý nguyện dân chúng, giữ gìn lợi ích hợp pháp của dân chúng. Dù là chính quyền hay nhà đầu tư mà nói thì đây đều là vấn đề rất khó khăn. Mặc dù nguyên tắc này không có gì là mới, trong hội nghị công tác mọi người đều có thể đề cập nhưng chính thức có thể làm tốt việc này chính là mục tiêu nhìn gần nhưng rất xa xôi. Đàm Lập Phong biết Triệu Quốc Đống tuyệt đối sẽ không bởi vì đề tài không mới mà viết ra như vậy, hắn đưa ra điểm này cũng có nghĩa hắn có giải thích khác, thậm chí là sẽ có ý tưởng mới nào đó. Đàm Lập Phong cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong từng câu từng chữ của Triệu Quốc Đống, càng đọc hắn lại càng thấy mùi vị không giống. Hắn cảm thấy Triệu Quốc Đống bây giờ khác hẳn trước đây. So sánh với lúc còn làm ở Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống bây giờ càng thâm trầm, hàm súc, sâu cay hơn. Đàm Lập Phong thậm chí còn cảm thấy Lăng Chính Dược ở rất nhiều chuyện bị Triệu Quốc Đống kiềm chế, rất nhiều lúc không thể không thỏa hiệp với Triệu Quốc Đống. Hắn không biết lần này là Triệu Quốc Đống chủ động thỏa hiệp với Lăng Chính Dược hay ngược lại. Nhưng Đàm Lập Phong cảm thấy Triệu Quốc Đống ẩn giấu lực lượng rất lớn, lúc cần thiết sẽ phát ra. Bắt đầu từ thời Diêu Văn Chí, Ủy ban thành phố An Đô đã thiếu sự quyết đoán trong cải tạo nội đô, điều này khác với các thành phố anh em xung quanh. Nhưng Đàm Lập Phong biết không phải Diêu Văn Chí cùng Quan Kinh Sơn thiếu thủ đoạn cùng quyết đoán, mà là có nguyên nhân. Tỉnh trước đó không quá ủng hộ việc cải tạo nội đô, nhất là ở thời đại Ứng Đông Lưu càng chủ trương thận trọng khi cải tạo nội đô, tránh tạo mâu thuẫn xã hội quá lớn, hơn nữa Tôn Liên Bình lại là người bảo thủ, cầu ổn. Vì thế mấy phương án lớn mà Ủy ban An Đô đưa ra đều không được thông qua. Ngược lại mấy việc làm nhỏ nhặt lại tiến hành khá thuận lợi. Có lẽ do làm nhỏ thuận lợi khiến thành phố cũng tích lũy được chút kinh nghiệm và tự tin, có lẽ là do tiếng hô hào của dân chúng quá lớn làm thị ủy ban thành phố không thể né tránh, có lẽ do tỉnh yêu cầu cao đối với thành phố An Đô tóm lại Đàm Lập Phong biết lần này mình khó tránh khỏi công việc này. Cải tạo nội đô khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng, mà công tác giải tỏa chính là chuyện khó khăn nhất. Ngay cả Triệu Quốc Đống lúc giả tỏa khi xây dựng đô thị Hoài Khánh cũng có vấn đề, cuối cùng ôm hận mà đi. Qua đó có thể thấy công việc này khó khăn như thế nào. Mà vấn đề ở thành phố An Đô không biết khó khăn hơn Hoài Khánh bao nhiêu. Nhưng lần này thành phố An Đô cũng là bất đắc dĩ phải tiến hành cải tạo nội đô. Thành phố An Đô đặt mục tiêu xây dựng thành phố quốc tế hóa, muốn lấy ngành công nghệ cao và dịch vụ làm sản nghiệp trụ cột. Như vậy đầu tiên chính là phải có hành động lớn trong quy hoạch đô thị và xây dựng. Mà lần này tỉnh ủy lại tỏ vẻ toàn lực ủng hộ thành phố An Đô thực hiện mục tiêu này. Ở tình huống đó thì ủy ban An Đô còn sợ đầu sợ đuôi thì có lẽ sẽ dẫn tới cơn giận ngập trời của tỉnh ủy. Đàm Lập Phong đọc lại lần cuối, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giống như rất nhiều vấn đề hai lãnh đạo chủ yếu của tỉnh có cái nhìn khác nhau. Thấy An Đô sắp thành điểm giao tranh về quan điểm của hai người kia, Đàm Lập Phong thấy rất đau đầu. Bành Trường Quý không biết sếp đang nghĩ gì. Tâm trạng của sếp hôm nay khá phiêu hốt, ngay cả thư ký Âu Dương cũng không gọi, chỉ bảo mình lái xe chạy quanh thành phố An Đô, từ phía Tây tới phía Đông, sang phía Nam, chuyên môn chọn mấy con phố cũ mà đi, có đôi khi còn muốn dừng lại xem một chút. Ánh mắt Triệu Quốc Đống khá mê ly, cứ như vậy đi hơn 2 tiếng. Triệu Quốc Đống cũng không biết mình muốn nhìn gì giống như muốn khắc sâu hình ảnh thành phố An Đô vào đầu. Hồi còn bé cả năm hắn chỉ có thể theo người lớn lên thành phố 2-3 lần. Mấy nơi như phố Lê Hoa, đường Thanh Hà, quảng trường Đại Miếu tới hồ hoa đào rộng 3.000 mét, đây đều là nơi An Đô nhất định phải đi qua. Nhưng bây giờ tất cả cũng từ từ biến mất khỏi mắt mình, chẳng lẽ đây là cái giá cho sự phát triển? Quyển 19, chương 81. Có lẽ như cảm thấy tâm tư của sếp. Bành Trường Quý từ từ dừng xe lại, Triệu Quốc Đống mở cửa xuống xe. Nơi này là con đê khá nổi tiếng, con đê rộng khoảng 10 mét dùng đất đỏ đắp thành, chia dòng Ninh Giang làm hai, một chảy vào Quải Hồ sau đó lại cách đó 1.000 mét chảy lại vào Ninh Giang. Lão Bành, đi bộ một lát. Triệu Quốc Đống đứng ở xe nhìn về phía Hoa Châu một lúc như nhớ lại gì đó. Vâng, tôi đỗ xe ở bên kia đã. Bành Trường Quý nhìn quanh thấy không có bãi đỗ xe, chỉ có một bãi đỗ xe sinh thái ở cách đó một đoạn.
Triệu Quốc Đống gật đầu. Ở đây còn có Cầu Đồng Ngưu, theo Triệu Quốc Đống nhớ ít nhất đã có hơn 20 năm tuổi. Lúc còn bé hắn đi theo mẹ cùng em trai đến Hoa Châu, đi qua cây cầu này là đến được khu phố nhộn nhịp sầm uất, bên đó có nhiều món ăn ngon, ngọt, tê đầu lưỡi. Chẳng qua một năm chỉ đến dịp Tết mới được hưởng thụ như vậy. Hôm nay nơi này càng phồn hoa hơn, lúc còn bé mình thấy Cầu Đồng Ngưu rất nguy nga, hùng vĩ nhưng bây giờ trông rất đáng thương. Gánh nặng lịch sử làm người ta phải suy nghĩ. Người đến người đi, cây cầu này là một trong các nơi dân chúng An Đô thích đi qua nhất vào chiều tối, dù không đến mua sắm nhưng tới đi lại một chuyến cũng có thể cảm nhận được thắng cảnh phồn hoa say lòng người. Tam thu vòng vo, thập lý hào hoa. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng ngâm câu khen thắng cảnh thiền đường của Giang Nam nhưng hắn cảm thấy dùng ở đây cũng khá thích hợp. Hàng năm cứ đến tháng 5 là nơi đây sẽ tổ chức hội thuyền rồng, đây cũng là một trong tám cảnh đặc sắc của An Đô. Đến trời thu các cây quế ở Hoa Châu lại tỏa mùi hương thơm ngát làm người ta hướng về. Bành Trường Quý mặc dù không hiểu Triệu Quốc Đống đang đọc gì nhưng đoán có lẽ cảnh tượng trước mặt làm sếp nhớ gì đó nên mới vậy. Lão Bành, đã quen với An Đô chưa? Triệu Quốc Đống một bên đi bộ một bên ngắn phố phường rồi thuận miệng nói. Cũng được, vợ con mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi tôi ăn cơm chưa. Tôi đang tính đưa vợ con lên tỉnh, bán nhà ở Ninh Lăng và Hoa Lâm, có lẽ có thể mua một căn hộ ở An Đô. An Đô gì cũng được chỉ có nhà là đắt quá. So sánh với Ninh Lăng chúng ta thì giá hơn gấp đôi. Nhà 100 mét ở Ninh Lăng của tôi chỉ có thể đổi căn hộ 40 mét ở đây, còn phải là ở khu vực Vành Đai 2. Bành Trường Quý cười ha hả nói. Nhưng An Đô đúng là phồn hoa hơn Ninh Lăng nhiều, nhìn dòng người qua lại là biết. Ninh Lăng chúng ta mấy năm qua mặc dù người từ ngoài tới tăng nhiều nhưng không thể so sánh với An Đô. Triệu Quốc Đống cũng biết trong thời gian này Bành Trường Quý vẫn đi xem nhà, xem ra là có ý đến An Đô định cư. Con Bành Trường Quý sau khi tốt nghiệp tự thi vào làm ở Ngân hàng Công Thương An Đô, con dâu nghe nói làm nhân viên công tác ở thị trấn nào đó, người An Đô. Hai vợ chồng này có một căn hộ nhỏ, bây giờ Bành Trường Quý lên ủy ban tỉnh làm lái xe cho mình nên cũng có ý mua nhà nhưng chưa xem được nơi nào cả. Triệu Quốc Đống cũng đang nghĩ có nên hỏi Hứa Minh Viễn giúp Bành Trường Quý không. Thiên Phu bây giờ có không ít khu đang xây dựng. Lão Bành, để tôi hỏi giúp anh xem, muốn rộng thế nào, tầng bao nhiêu, khu vực nào, anh nói qua, tôi lưu ý giúp. Triệu Quốc Đống nói, đừng chủ tịch tỉnh, chuyện này không cần. Tôi nghĩ mình còn có thể lái xe cho ngài 10 năm, căn hộ nhỏ vẫn nằm trong năng lực kinh tế của tôi. Bành Trường Quý biết ý tốt của Triệu Quốc Đống nhưng hắn không thích làm phiền Triệu Quốc Đống ở việc này. Sao, anh cảm thấy tôi sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để lấy lợi cho anh? Ha ha, anh coi thường tôi quá. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười nói. Không sao, tôi có người bạn kinh doanh bất động sản, chẳng qua bây giờ bọn họ không tập trung chính ở đây. 2 năm trước hình như có xây dựng ở An Đô nhưng 2 năm nay tôi không quan tâm. Tôi hỏi giúp anh, nếu có nơi thích hợp thì tôi giúp anh lưu ý một căn. Bành Trường Quý biết sếp của mình là người thực tế, được là được, không là không, không thích khoe khoang, nói gì là như vậy. Vì thế Triệu Quốc Đống vừa nói thế, Bành Trường Quý chỉ có thể cảm kích nói. Vậy cũng được, nếu như thích hợp thì có giá gì trả giá đó. Triệu Quốc Đống cười cười không nói, Bành Trường Quý là người cẩn thận. Hắn thích nhất điểm này của đối phương. Vì thế hắn mới điều Bành Trường Quý từ Ninh Lăng lên làm lái xe cho mình. Triệu Quốc Đống thoáng cái nhớ lại cảnh hơn 20 năm trước mình theo bố mẹ đến An Đô, sau đó chen chúc trong nhà người ông họ đã qua đời, sau đó đi dạo một vòng ở nội thành An Đô. Cảm giác vui sướng hồi nhỏ đối với hắn bây giờ mà nói có thể là giấc mơ hiếm có. Bên Hoa Châu vẫn có vẻ khá bừa bộn nhưng không có vấn đề gì lớn. Nghe nói ngành quản lý thị trường đã muốn chấn chỉnh lại nhưng lại gây ra tranh cãi vì thế quản lý khu này rất đau đầu. Lão Bành, anh nói Hoa Châu trông lộn xộn như vậy thì có nên quản lý chặt không? Triệu Quốc Đống hỏi. Chủ tịch tỉnh, chuyện này không tiện nói. Mấy quầy hàng này đúng là hơi lộn xộn, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, mấy vấn đề này nhất định là có nhưng dân chúng thích nơi này, muốn tới đây, không thể vì có vấn đề như vậy mà không để chợ đêm này đóng cửa chứ. Bành Trường Quý trước mặt Triệu Quốc Đống thường nghĩ gì nói đó, hắn cũng biết Triệu Quốc Đống thích nghe lời thật nhất. Mấy thứ dân chúng thích, tôi cảm thấy chính quyền không nên đóng cửa, mà có thể cân nhắc quản lý như thế nào đây là căn bản. Vậy chính quyền nếu một lần nữa quy hoạch, xây dựng lại thì có được không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Vậy phải xem sửa lại thành cái gì? Tôi nghĩ chính quyền thành phố An Đô nếu muốn quy hoạch,
sửa chữa lại sờ là không thể giữ chợ đêm này, hơn phân nửa cũng là mở các khu siêu thị, có lẽ nơi này sẽ thành phố kinh doanh, giải trí, cũng náo nhiệt nhưng quần thể đến đây sẽ khác. Bành Trường Quý có chút nuối tiếc lắc đầu nói. Tôi cảm thấy dân chúng bình thường càng thích tình hình như bây giờ. Muốn thay đổi thì trừ khi không thay đổi tình hình cơ bản ở đây nếu không dân chúng nhất định không hài lòng. Triệu Quốc Đống gật đầu, lời này cũng có lý, chuyển sang kinh doanh thì chính quyền đương nhiên thu được nhiều hơn, nhà kinh doanh kiếm nhiều hơn nhưng dân chúng bình thường thì sao? Mất đi nơi khiến bọn họ dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ. Dân chúng có hài lòng không? Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, tỉnh ủy đã thông qua quy hoạch phát triển An Đô thành thành phố quốc tế hóa, mà mục tiêu chính là phát triển ngành dịch vụ, tài chính, thương mại, dịch vụ cao. Điểm này Triệu Quốc Đống cũng đồng ý nhưng ngành bất động sản cũng nằm trong phạm trù đó thì Triệu Quốc Đống không ủng hộ. Quan điểm của Triệu Quốc Đống không được bao nhiêu người ủng hộ ở tỉnh ủy. Theo tình hình trước mắt mà nói thị trường bất động sản An Đô không quá tích cực, mặc dù giá nhà khá cao nhưng đây là hiện tượng bình thường. Mà so sánh với các thành phố lớn khác như Trùng Khánh, Vũ Hán, Thành Đô thì vẫn có chênh lệch. Cho nên khi thành phố An Đô nhét bất động sản vào phạm trù, tỉnh ủy rất rõ ràng ủng hộ. Thành phố An Đô rất nhanh có động tác, sau khi được tỉnh ủy ủng hộ lập tức khởi động ý tưởng cải tạo nội đô, lật đổ hoàn toàn tư tưởng cải tạo nội đô manh mún, một lần nữa đưa ra phương án lớn. Tâm điểm đầu tiên chính là khởi động xây dựng kinh doanh bất động sản, đẩy mạnh tiến trình xây dựng trung tâm thương mại Hồ Lô Châu. Triệu Quốc Đống mặc dù còn chưa rõ ý tưởng của thành phố An Đô nhưng hắn có thể khẳng định chính quyền thành phố An Đô không quá bận tâm nhân tố tình cảm của dân chúng với nội thành. Đối với An Đô bây giờ mà nói thì có thể tìm được điểm sáng phát triển kinh tế là đủ, mọi thứ khác có thể bỏ ra sau đầu. Quyển 19, chương 82. Đêm Hoa Châu phải tới tầm 11 giờ mới dần dần ít người nhưng vẫn có lưu lượng khá lớn. Bởi vì vị trí đẹp, nhiều quần thể sau 12 giờ đêm mới tới nơi này. Mặc dù nghe qua có chút kinh ngạc nhưng đây không phải điều đáng lạ đối với thành phố có mấy triệu dân đô thị như An Đô. Triệu Quốc Đống dẫn theo Bành Trường Quý một mực đi quanh ở Hoa Châu đến gần 10 giờ mới rời đi. Mặc dù không ăn kẹo đường nhưng mấy thứ như kẹo cay, Triệu Quốc Đống lại ăn đầy bụng. Hắn vốn muốn nếm thử mấy món nướng chính tông của tỉnh Xuyên nhưng ăn mấy món khác đã no bụng nên không ăn uống được gì nữa. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã điện thoại tới 2-3 lần. Sếp mất tích mấy tiếng mà thư ký cùng cảnh vệ không biết đi đâu đó chính là thất trách. Qua cầu Đồng Ngưu, Bành Trường Quý đi lấy xe. Triệu Quốc Đống đứng ở lan can nhìn ra xa xa, muốn giữ lại ký ức tốt đẹp hồi trẻ đúng là không hề dễ dàng gì. Kế hoạch cải tạo nội đô của thành phố An Đô đi tới đây, Triệu Quốc Đống hy vọng lãnh đạo thành phố An Đô có thể hiểu ý dân nhưng cũng có nghĩa bọn họ phải hy sinh lợi ích, còn là chống lại ý kiến của tỉnh ủy. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong có thể làm ra quyết định như vậy không? Càng quan trọng hơn là Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong có thể tán thành quan điểm này không? Triệu Quốc Đống không biết ý kiến của mình phê ra có được lãnh đạo chủ yếu của An Đô thấy hay không. Sau khi thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Quốc Đống đứng đó một lúc không thấy Bành Trường Quý lái xe tới. Hắn có chút kinh ngạc, Bành Trường Quý làm việc khá nhanh nhẹn sao hôm nay mãi không lái xe tới. Hắn đợi vài phút nữa thì Bành Trường Quý gọi tới. Triệu Quốc Đống nghe xong Bành Trường Quý báo cáo vài câu, mặt hắn không khỏi xa sầm lại. Xe của Bành Trường Quý bị người chặn lại. Hơn nữa còn là cố ý. Bây giờ bảo vệ và người phụ trách của câu lạc bộ kia cố ý không cho người cho hắn đánh xe ra. Triệu Quốc Đống tắt máy. Hắn vốn có chút tâm sự nhưng đi chơi một đêm giờ cũng vui hơn, bây giờ lại khó chịu. Hắn bước chậm tới muốn xem có chuyện gì xảy ra. Từ xa hắn thấy Bành Trường Quý đang tranh chấp với ba người, trong đó có hai mặc đồ bảo vệ, một tên khoanh tay cười lạnh đứng bên, xa xa còn có mấy người đứng nhưng không thèm để ý tới việc này. Triệu Quốc Đống đến ủy ban tỉnh, ủy ban vốn định mua xe mới cho hắn nhưng hắn từ chối. Không phải ra vẻ thanh lê hiềm mà là hắn thật sự không quá để ý dùng xe gì, có một xe đủ tính năng an toàn là đủ rồi. Xe Audi của Tần Hạo Nghiên mới mua được 2 năm, số km chưa nhiều. Bình thường ra khỏi An Đô đều đi cả đoàn, hay dùng mấy xe như Kesida, xe còn chỉ dùng đi trong nội thành. Hơn nữa ủy ban tỉnh bảo trì xe rất tốt, vì thế cũng không có vấn đề gì. Cho nên sau khi Triệu Quốc Đống tới liền dùng xe này. Chẳng qua xe được tân trạng lại một lần nữa, dù sao mỗi người đều có yêu cầu khác nhau về nội thất xe. Biển xe của ủy ban tỉnh cũng đổi thành biển số xe bình thường của An Đô, đây là ý của Triệu Quốc Đống, hắn không muốn người ta quá chú ý.
Chiếc xe Audi này dừng ở chỗ có xe Lincoln, xe BMW đúng là không đáng chú ý. Nhìn điệu bộ là biết cố ý vây xe Audi vào giữa, không cho đi ra. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói là ai biết mình đến Hoa Châu đi dạo rồi chơi đều mình sao? Triệu Quốc Đống đầu tiên nghi ngờ như vậy nhưng hắn rất nhanh biết suy nghĩ này không đúng. Hắn công tác ở Ando không lâu, cũng không chọc mấy ai nên khả năng này là rất nhỏ. Mà bây giờ mình làm chủ tịch tỉnh An Nguyên, dù là ai muốn dùng thủ đoạn này nhằm mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Dù là Lăng Chính Dược cũng không có khả năng dùng thủ đoạn kém cỏi này. Lão Bành, có chuyện gì thế? Chủ tịch, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Đây là bãi đỗ xe sinh thái bên bờ sông, tôi thấy còn mấy vị trí trống nên đỗ tới, ai ngờ lại thành như vậy. Mấy xe này cứ chắn trước xe, không biết đỗ như thế nào nữa, cố ý chắn xe chúng ta lại. Tôi đi nói với bảo vệ, bọn họ nói không biết. Tôi đoán nhất định là xe của khách ở đây nên mời hắn đi tìm một chút nhưng bọn họ không thèm để ý. Bành Trường Quý có chút tức giận. Hừ, gọi cảnh sát giao thông tới kéo hết mấy xe đỗ sai quy tắc giao thông đi. Triệu Quốc Đống thấy hai tên bảo vệ đều cười lạnh khinh thường khi Bành Trường Quý nói như vậy, một tên còn hừ một tiếng có lẽ cảm thấy Bành Trường Quý như mù mắt không biết đây là đâu. Triệu Quốc Đống nhìn qua thấy công trình kiến trúc ở đây theo kiểu giả cổ có diện tích không nhỏ. Bờ sông Ninh Giang vốn là đất công cộng, đột nhiên có một công trình như vậy đủ thấy sự không bình thường. Câu lạc bộ Kim Đỉnh, mấy chữ lập lòe trong đêm. Triệu Quốc Đống đoán chủ nơi này có bối cảnh thâm hậu. Câu lạc bộ tư nhân đều cần vị trí bí ẩn, không quá bắt mắt, mà không giống cạnh Hoa Châu. Bọn họ muốn như thế nào? Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn tức nói. Không biết bọn họ muốn làm gì nữa. Tôi nói nếu muốn thu phí thì trả nhưng bọn họ không thèm để ý, cứ như vậy không nghe không hỏi. Ngài xem có nên gọi điện cho bên cảnh sát mời bọn họ hỗ trợ lấy xe không? Bành Trường Quý cũng đã đi Nam về Bắc mấy chục năm, hắn có thể nhìn ra nơi này có mùi không đúng. Lúc trước hắn không nghĩ quá nhiều, cảm thấy có không ít xe đỗ ở đây, chỉ có mấy vị trí không người đỗ nên vô thức dừng lại. Sau khi đỗ xe hắn vội vàng chạy đuổi theo Triệu Quốc Đống. Dù sao Triệu Quốc Đống đi có một mình, thư ký cùng cảnh vệ cũng không có mang theo, nếu có chuyện thì tội là của hắn. Trước đó lãnh đạo văn phòng ủy ban tỉnh đã chuyên môn dặn hắn, nói đưa sếp ra ngoài phải có thư ký hoặc là cảnh vệ đi theo, không được một mình thỏa mãn yêu cầu của lãnh đạo, đây là kỷ luật. Bành Trường Quý cũng biết thân phận của Triệu Quốc Đống khác hẳn trước đây, nên cố tuân thủ. Nhưng hắn cũng hiểu Triệu Quốc Đống thích độc lập. Mặc dù Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã đều là người đáng tin, nhưng Triệu Quốc Đống biết bọn họ không thể so sánh với mình. Triệu Quốc Đống gần như làm mình biết toàn bộ cuộc sống riêng tư, hoàn toàn tin tưởng mình. Bành Trường Quý không muốn làm thất vọng sự tin tưởng của sếp. Không ngờ hôm nay đỗ xe lại gặp chuyện khó giải quyết này. Hắn biết tính cách của Triệu Quốc Đống, ở việc này không thích làm ầm lên nhưng đối phương quá kiêu căng. Chẳng lẽ cứ bỏ xe ở đây sau đó sang bên kia bắt xe taxi sao? Như vậy quá mất mặt. Thu xe, ha ha, lần đầu tôi nghe được có người dám nói tới Kim Đỉnh thu xe. Tên thanh niên vẫn khoanh tay cười lạnh không nhịn được cười phá lên, chiếc vòng trang sức trên cổ không ngừng lắc lư. Không hỏi xem đây là đâu, thu xe, thằng cảnh sát nào dám tới thu, chán sống à, không thấy xe ở đây là của ai sao, không thấy đây là đâu hả? Cậu là người quản lý ở đây. Triệu Quốc Đống không để ý tới vẻ kiêu căng của đối phương chỉ lạnh nhạt nói. Quyển 19, chương 83. Ừ, miễn cưỡng như vậy đi, tôi là quản lý bảo vệ ở đây. Tên thanh niên cũng cảm thấy khí thế của Triệu Quốc Đống khác hẳn Bành Trường Quý nhưng hắn cũng không coi Triệu Quốc Đống vào đâu. Đây là xe của mày. Lái xe của mày mù mắt à mà dám đỗ xe ở đây. Không biết quy củ không nói, còn dám chiếm vị trí của Tổng Giám Đốc Điêu. Nhìn biển số xe của mày cũng là Ando chẳng lẽ không nghe nói tới nơi này, không biết quy định của Kim Đỉnh. Tôi thấy đây là bãi xe công cộng, không có biển gì ghi đây là vị trí chuyên môn của ai mà. Triệu Quốc Đống có chút tức giận nhưng hắn không muốn chấp nhận ở chuyện này. Ồ, kiêu căng nhỉ, mày không biết đây là bãi đỗ xe chuyên dụng của Kim Đỉnh sao? Thằng thanh niên tức giận nhìn Triệu Quốc Đống từ trên xuống. Hắn cũng đánh giá Triệu Quốc Đống có chút lai lịch nhưng ở Kim Đỉnh này hắn không sợ ai. Muốn ra vẻ ở đây ư, mày chết rất thảm. Triệu Quốc Đống tức điên lên vì câu của đối phương. Không ngờ đi dạo một vòng mà gặp việc này. Hắn không muốn tìm chuyện, đến tầm của hắn mà lập uy ở việc này ư, nó còn làm hắn mất thân phận cho nên hắn không muốn xung đột cùng người vì việc nhỏ nhặt này.
nhưng hắn không muốn gây chuyện không có nghĩa người ta không khi dễ hắn. Bành Trường Quý biết rõ tính cách của Triệu Quốc Đống nên cố nhịn cơn tức nói. Được được được, coi như chúng tôi kém mắt, không chú ý đây là bãi đỗ xe chuyên môn của câu lạc bộ Kim Đỉnh. Chúng tôi lập tức rời đi có được không? Dù sao cũng không ảnh hưởng mấy đến mọi người, mời các anh thông cảm được không? Lời này của mày còn lọt tai một chút, đừng tưởng có vài đồng tiền là nghĩ mình giỏi lắm. Con Audi lởm mà dám giễu võ dương oai ở Ando, mày không nhìn xem xe gì dừng ở bãi đỗ xe của bọn tao sao? Thằng thanh niên kiêu căng nói, nước miếng thiếu chút nữa bắn vào mặt Bành Trường Quý. Tao không cho người đập hỏng xe của mày là may rồi đó. Để xe của Tổng Giám Đốc Điêu và bạn phải dừng ở ngoài, chuyện này mà mày dám làm ra sao? Nhìn xem, xe nào ở đây không có giá gấp vài lần xe của bọn mày. Triệu Quốc Đống không nói gì nữa nhưng chuyện tới tình trạng này hắn cũng chỉ muốn nhịn cho xong việc, sau khi về sẽ nghiên cứu chi tiết câu lạc bộ Kim Đỉnh này. Cậu kia, chuyện này là do chúng tôi không suy nghĩ chu đáo, lần sau chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận. Mời cậu gọi lái xe mấy xe này tới tránh xe sang bên cho chúng tôi đi được không? Bành Trường Quý tươi cười nói. Sếp không lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, sớm một chút rời đi cho xong. Hắc hắc, thật sự là xấu hổ, Tổng Giám Đốc Điêu và mấy người bạn có việc, không có thời gian tới lái xe đi, không hai người chờ ở đây một lúc. Tên thanh niên cười gian đầy âm hiểm. Bành Trường Quý và Triệu Quốc Đống lúc này mới có phản ứng, đám người này đang trêu mình, căn bản không có ý lái xe đi. Nếu với tính cách của Triệu Quốc Đống, hắn thật sự sẽ cắn răng làm xe Audi đâm mạnh mấy xe kia, sau đó vỗ mông rời đi, quản mẹ nó sau này như thế nào. Nhưng bây giờ tới nước này, hai người đã lộ hình dáng ở đây, nếu làm thế kia truyền ra bao tin đồn nữa. Hắn gần như cắn răng gọi cho Bành Trường Quý. Anh gọi điện cho Khâu Nguyên Phong đi. Bảo y thông báo cho đội cảnh sát giao thông An Đô thu mấy xe này đi cho tôi. Bành Trường Quý thấy mặt Triệu Quốc Đống tái mét, biết lần này Triệu Quốc Đống hoàn toàn tức giận. Bên mình nhịn mãi mà được voi đòi tiên, coi mình là khỉ mà đùa. Khâu Nguyên Phong nhận được điện không khỏi giật mình. Lúc này Triệu Quốc Đống gọi điện cho mình đương nhiên không có chuyện tốt. Nhưng mặc kệ là chuyện tốt hay xấu, có thể gọi điện là Khâu Nguyên Phong vui vẻ. Triệu Quốc Đống bây giờ là chủ tịch tỉnh cơ mà. Cậu ở đâu? Xe của cậu bị chặn. Bên cạnh Ninh Giang. Tôi biết, lập tức tới. Cái gì, muốn thu mấy xe cản đường? Cái này có cần không? Được, tôi lập tức bố trí. Khâu Nguyên Phong cảm thấy rõ cơn tức trong giọng của Triệu Quốc Đống nên không dám nói nhiều. Khu Hoa Châu thuộc địa bàn phân cục Liên Hồ, Triệu Quốc Đống nói không rõ chỉ nói lập tức bố trí cảnh sát giao thông đến dọn xe cản đường. Nghe giọng giống như bị hắn bị người cố ý cản đường. Khâu Nguyên Phong nghĩ vậy không khỏi lo lắng, dù hắn từng là lãnh đạo của Triệu Quốc Đống cũng không có nghĩa là có thể cậy già lên mặt. Xe của chủ tịch tỉnh lại bị chặn không cho ra, hơn nữa nghe giọng giống như cố ý bị chặn. Ai to gan như vậy, chán sống rồi sao? Cận lỗi, anh ở đâu? Ừ, được, ở phân cục là được, lập tức thông báo đội đặc nhiệm của phân cục anh tự mình dẫn đội, đúng, là anh. Tôi cho anh 10 phút, không... 5 phút phải tới bãi đỗ xe đầu cầu Đồng Ngưu khu Hoa Châu, thông báo đồn công an Quế Hồ lập tức tới hiện trường. Chủ tịch tỉnh Triệu bị người chặn ở đó không cho đi, tôi không rõ tình hình, tôi đang chạy tới, anh nói với Đinh Nghiêu Đông một tiếng. Khâu Nguyên Phong nghe thấy cận lỗi ở phân cục cũng yên tâm. Cận lỗi bây giờ là chính ủy phân cục Liên Hồ, khu Hoa Châu cũng thuộc quản lý của phân cục Liên Hồ, xảy ra chuyện gì thì mặc dù chưa chắc là trách nhiệm của cận lỗi nhưng đây là việc lớn đối với cả cục công an thành phố và phân cục. Cận lỗi nhận được điện mà rất giật mình, chủ tịch tỉnh bị người chặn ư. Câu lạc bộ Kim Đỉnh thì hắn biết, coi như câu lạc bộ giải trí có tiếng trong địa bàn. Chủ câu lạc bộ Điêu Nhất Bằng chính là người có quan hệ rất rộng, có không ít quan hệ với nhân vật lớn trên tỉnh. Câu lạc bộ Kim Đỉnh không phải sản nghiệp chính của hắn. Bất động sản Đỉnh Hồ của hắn coi như là công ty nổi tiếng ở Kim Đỉnh. Câu lạc bộ Kim Đỉnh chẳng qua là nơi để hắn tiếp khách mà thôi, đương nhiên cũng có kinh doanh. Người ở thành phố Ando đều biết câu lạc bộ Kim Đỉnh có gì, so sánh với câu lạc bộ quốc tế Bình Quả nổi tiếng một thời thì nó còn xấu xa hơn. Phân cục Liên Hồ nhận được không ít đơn tố cáo nhưng điều tra mấy lần cũng không có kết quả gì. Đương nhiên cận lỗi cũng biết tại sao có kết quả như vậy. Hắn chỉ là chính ủy, phân cục trưởng mới là người đứng đầu. Hơn nữa có một số việc không phải do phân cục trưởng có thể quyết định. Bên trên còn có cục công an thành phố, quận ủy, ủy ban quận. Dù cho vị lãnh đạo nào lên tiếng thì phân cục không thể không suy nghĩ.
bản thân Điêu Nhất Bằng không tính gì, mình cũng không có qua lại gì với hắn, muốn bóp chết Kim Đỉnh là quá dễ. Chủ yếu do ai quyết định như vậy, Cận Lỗi cảm thấy cần lập tức gọi điện cho phân cục trưởng Đinh Nghiêu Đông, nếu không có sơ sót gì thì không ai được tốt đẹp cả. Chuyện hôm nay sợ khó có thể kết thúc dễ dàng, Triệu Quốc Đống bị người chặn xe không cho đi, không cho chủ tịch tỉnh đi, đây là nỗi nhục lớn nhất với trị an của thành phố An Đô. Chuyện này không làm rõ chỉ sợ ngay cả cục công an thành phố An Đô cũng không thể thoát thân. Cận Lỗi suy đoán không sai. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ mãi rồi cảm thấy nên gọi điện cho Khâu Nguyên Phong. Khâu Nguyên Phong dù sao vẫn còn là cục trưởng cục công an thành phố, mặc dù hắn đang đi sang Singapore, Australia, New Zealand, coi như là lần cuối cùng Khâu Nguyên Phong dẫn đoàn ra nước ngoài trên cương vị này. Mặc kệ trước đó Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống có quan hệ ra sao, có chuyện này cục trưởng đương nhiên phải biết. Khâu Nguyên Phong im lặng một lúc mới đáp lời Khâu Nguyên Phong. Giao cho anh, xử lý tốt vào. Triệu Quốc Đống gọi điện, tên thanh niên rất khinh thường, có lẽ đã quen thấy người ra vẻ như vậy. Câu lạc bộ Kim Đỉnh nếu ai cũng có thể gây rối thì Kim Đỉnh không xứng nằm ở khu đất vàng này. Thằng kia, mày có thể gọi người tới à? Được, tao xem tên cảnh sát giao thông nào dám đến Kim Đỉnh kéo xe đi. Vốn bảo mày ở đây đợi lúc, đợi ông chủ vui vẻ rồi cho mày đi. Bây giờ mày muốn chạy cũng không được, trừ khi mày không cần chiếc xe lởm này nữa. Thằng thanh niên lộ vẻ dữ tợn. Đúng là con mẹ nó không biết trời cao đất rộng, là chán sống. Quyển 19, chương 8-14. Lão Diêu, anh xem nơi này nếu bắt được chính là dọc theo đường kia, phương án của thành phố không phải cũng đã có sao. Chúng ta liên thủ bắt khu này, nếu không lợi dụng tốt đúng là đáng tiếc. Đám người đứng cạnh sông không biết chuyện bên ngoài như thế nào, một người đàn ông trung niên béo nhìn về phía khu Hoa Châu xa xa, đương nhiên là rất hướng tới khu đất đó. Tổng Giám Đốc Hồng, khu Hoa Châu không dễ cầm, tôi nghe nói rất nhiều người nhìn chằm chằm vào đó, ngay cả bên phía Nam Quế Hồ cũng có nhiều người hỏi thăm. Thành phố mới có ý kiến mang tính chỉ đạo, còn chưa có câu nói rõ ràng về khai thác như thế nào. Hai hôm trước tôi mời thị trưởng Lữ và trưởng ban thư ký Thiệu dùng cơm, sếp Lữ ngậm miệng không đề cập, nhưng trưởng ban thư ký Thiệu lén nói với tôi là sếp Đàm hình như còn chưa có quyết định, sếp Quan có thái độ hàm hồ, chuyện này xem ra không đơn giản. Họ Điêu là người đàn ông mặc đồ đời đường ngắn tay, đeo kính gọng vàng làm thoáng thu chút khí tức ác liệt, ánh mắt sắc như đao. Hắn chỉ thoáng nhìn qua cô gái trẻ tuổi ngồi lạnh lùng một bên không nói. Tô tiểu thư, cô cảm thấy nơi này thế nào? Khu vực khá được, chủ yếu là chính quyền thành phố An Đô cân nhắc như thế nào? Tôi đã xem qua bên Hoa Châu là nơi náo nhiệt, chợ đêm chắc cũng đã có từ lâu phải không? Người dân đã có thói quen tới đây chơi. Nếu như thật sự làm theo ý các anh thì chợ đêm này sẽ không tồn tại, nhất định bị dân chúng phản đối, chính quyền thành phố có thể chống lại áp lực này không? Tô tiểu thư có vẻ mặt rất lạnh lùng, xoay mắt thu hồi từ phía Hoa Châu xa xa. Bên phía Nam thực ra khá được, nếu có thể khai thác thì đó chính là đất vàng. Nhưng việc giải phóng mặt bằng chỉ sợ là việc khó. Tôi không phải nói vấn đề bồi thường, chủ yếu là muốn làm theo tiêu chuẩn của chúng ta thì sẽ tốn không ít công sức. Tô tiểu thư lo lắng mấy vấn đề này sao? Lão Hồng liếc họ Điêu rồi cười nói. Nếu như nói mấy vấn đề này chúng ta có thể đối phó thì sao? Tổng Giám Đốc Hồng, đừng nói chắc như vậy, Tổng Giám Đốc Điêu không phải đã nói thành phố còn chưa có phương án sơ bộ sao? Tôi đoán chính quyền thành phố cũng cân nhắc vấn đề này, không dám coi nhẹ ý dân. Bây giờ không thể so với trước đây, dù là ai cũng phải suy nghĩ trừ khi hắn không nghĩ tới cái mũ trên đầu. Có thể tìm được phương án mọi người có thể tiếp nhận là tốt nhất. Họ Tô lắc đầu không để ý tới vẻ mặt đầy tin tưởng của đối phương. Tôi là người thẳng thắn, nếu như khu đất này hai vị có thể bắt được, bên tôi cũng sẽ không giảm chút giá nào, hợp tác dựa theo thỏa thuận trước đó. Nhưng tôi nói trước tất cả chuyện không sạch sẽ, không minh bạch phải giải quyết trước khi ký kết. Tập đoàn chúng tôi mới tới An Đô, không muốn làm chính quyền địa phương có ấn tượng không tốt về vấn đề này. Chúng tôi tìm kiếm chính là sự phát triển trong thời gian dài. Được, tôi cũng nói thật hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã có quyết định đẩy mạnh xây dựng An Đô theo hướng thành phố quốc tế hóa, không ai có thể ngăn cản xu thế này. Quế Hồ, Hoa Châu chính là nằm ở vị trí trung tâm. Vị trí khu vực này rất đẹp nhưng do chính quyền mấy khóa trước không tập trung tinh lực vào mảng này, cải tạo nội đô trì trệ cho nên lần này tỉnh ủy cũng hạ quyết tâm ủng hộ thành phố tiến hành cải tạo nội đô một cách toàn diện. Vì thế mời cô yên tâm. Họ Hồng rất tự tin nói.
Lão Điêu và tôi cũng làm nhiều năm trong ngành bất động sản Ando, nếu ngay cả điểm này cũng không đủ tự tin thì đừng làm trong ngành này nữa. Tôi có thể tin lời cam đoan của Tổng Giám đốc Hồng. Thành phố Ando đẩy mạnh cải tạo nội đô theo hướng quốc tế hóa, tập đoàn chúng tôi cũng biết kế hoạch này nên mới nguyện ý tiến vào Ando. Nói thật trước đó chúng tôi cũng không xem trọng Ando, bởi vì phát triển đô thị của Ando kém xa so với các thành phố lớn của khu vực Duyên Hải, cũng lạc hậu hơn so với các thành phố lớn xây dựng. Đương nhiên lạc hậu là chuyện xấu cũng là cơ hội, tôi nghĩ bố tôi để tôi tới phụ trách ở Ando cũng là có ý này. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này hợp tác, tôi tin thị trường Ando rất có tương lai. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm tốt việc này. Họ Hồng cũng ý thức được lời ám chỉ của cô gái họ Tô, nhưng hắn trong lúc nhất thời không hiểu đối phương ám chỉ gì. Chẳng lẽ là Điêu Nhất Bằng, không tin Điêu Nhất Bằng sao? Điêu Nhất Bằng sao lại làm cô ả khó chịu? Đèn xe cảnh sát lóe lên, một chiếc xe tuần tra cảnh sát giao thông cùng với một xe của trong 3 phút đã tới nơi. Đây không phải là tốc độ của cảnh sát giao thông nhanh hơn đồn công an, bởi vì vừa lúc ở đường Tân Giang có tai nạn xe, xe kéo của đội cảnh sát giao thông ở đó giải tỏa chướng ngại. Nhận được điện của trung tâm chỉ huy nên vội vàng chạy tới. Chẳng qua cảnh sát giao thông không rõ tình hình, chỉ nhận lệnh của trung tâm là tới làm nhiệm vụ kéo xe đi ở bãi đỗ câu lạc bộ Kim Đình. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Ai báo cảnh sát? Một tên cảnh sát giao thông từ xe xuống lớn tiếng nói. Nói thật cảnh sát giao thông cũng có chút tức giận, nơi này có thể có vấn đề gì lớn mà cần xe kéo chứ? Vừa xử lý xong việc bên kia, chưa kịp thở đã bị gọi điều gấp tới đây. Đến nơi thấy rất yên tĩnh giống như không có tai nạn xe gì lớn. Đồng chí cảnh sát giao thông, là chúng tôi báo cảnh sát. Xe chúng tôi bị mấy xe này chặn đường nên mãi mới phải gọi báo bác sĩ. Bành Trường Quý vội vàng đi lên nói. Chuyện này mà các người cũng báo cảnh sát, thừa cơ mà. Không biết bảo lái xe lái đi sao? Cảnh sát giao thông tức giận nói. Nhưng vị quản lý này nói sếp của bọn họ và lái xe đều không rảnh, chúng tôi đã đợi hơn nửa tiếng rồi. Bành Trường Quý giải thích. Là 42 phút, chúng tôi đợi đây 42 phút, người kia nói chúng tôi chiếm dụng chỗ đỗ chuyên môn của giám đốc bọn họ, không cho chúng tôi đi. Ở đây không có biển báo gì, sao là chỗ đỗ chuyên dụng chứ? Hắn nói đây là chỗ đỗ chuyên môn của câu lạc bộ Kim Đình. Đồng chí cảnh sát giao thông, anh thấy sao? Triệu Quốc Đống lúc này đã bình tĩnh lại, nếu đã nói ra thì hắn cũng muốn xem cảnh sát giao thông xử lý như thế nào. Cảnh sát giao thông nhìn quanh, chỗ này đúng là rất gần câu lạc bộ Kim Đình, rất có vẻ là bãi đỗ xe chuyên dụng của câu lạc bộ Kim Đình. Nhưng đây là chỗ đỗ công cộng, từ quy hoạch đến cách thức đều do thành phố Ando làm ra. Cảnh sát giao thông đương nhiên biết chủ câu lạc bộ nơi này có lai lịch, nếu không sao có thể lập câu lạc bộ ở đây. Lại có thể làm ra một chỗ bãi đỗ xe chuyên môn này chứ. Chỉ bằng điểm này ở thành phố Ando đã không có bao người làm được. Anh đi tìm lái xe của giám đốc bảo bọn họ đến lái xe đi. Người ta đợi lâu như vậy là đủ rồi. Cảnh sát giao thông cũng muốn xử lý nhanh việc này. Xe kia mặc dù chỉ là xe Audi nhưng bằng kinh nghiệm của hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi vừa lên tiếng rất có khí thế của lãnh đạo, không phải người bình thường, vì thế tốt nhất có thể giảng hòa là tốt. Hắc hắc, xin lỗi. Sợ là phải chờ một chút, có một số việc vài chục phút không thể làm xong được. Quản lý bảo vệ không coi tên cảnh sát giao thông vào đâu, đây không phải chuyện mới xảy ra lần đầu, mỗi lần cảnh sát giao thông tới đều hung hăng nhưng lại chán nản rời đi, lần này cũng không ngoại lệ. Cái này, cảnh sát giao thông có chút tức giận nhưng khó xử, hắn đã cân nhắc ra mùi vị trong đó, hai bên đang đấu khí, nhất là bên Kim Đỉnh muốn trêu hai người kia. Đồng chí cảnh sát. Đây là xe của ông chủ tôi và mấy người bạn. Xe kéo của anh sợ rằng không thể kéo. Đây là xe gì, Aston Martin, biết không, nghe qua chưa? Kéo hỏng thì cả đội cảnh sát giao thông của anh cũng không đền nổi đâu. Xe của ông chủ tôi là Lincoln, còn có xe BMW này càng không thể dùng xe kéo đi. Có hỏng hóc càng nghiêm trọng, chỉ có thể để người lái đi mà thôi. Tên quản lý bảo vệ mặt mày vênh váo làm Triệu Quốc Đống càng tức hơn, chỉ muốn vung chân đá đối phương. Đồng chí cảnh sát, anh còn lo gì? Bọn họ gần tiếng không tới lái xe đi, chúng tôi không phải đợi gần một tiếng, hai tiếng có khi bọn họ cũng không tới thì sao? Bọn họ đây là đỗ sai quy định cản trở giao thông, các anh phải giải tỏa, còn chờ gì? Các anh e ngại gì? Xe sang nên không dám kéo đi sao? Vậy hắn đỗ ở cửa ủy ban thành phố, các anh cứ như vậy đứng bên chờ lái xe tự mình tới lái đi sao? Triệu Quốc Đống xa sầm mặt lại nói.
Quyển 19, chương 85. Bị Triệu Quốc Đống nói làm tên cảnh sát giao thông đỏ mặt. Hắn có chút tức giận nhìn chằm chằm tên quản lý Kim Đình. Xe của các anh cản trở giao thông, lập tức gọi lái xe lái đi, nếu không tôi sẽ cho xe kéo. Ai dám, mày không xem đây là đâu sao? Dù là đội trưởng của mày tới cũng không dám tùy tiện kéo xe của câu lạc bộ Kim Đình tao đi. Tên quản lý đột nhiên tức giận. Mày dám kéo ư, muốn mặc bộ đồ này không? Cậu kia cứ yên tâm, cứ mạnh dạn mà làm, tôi đảm bảo với anh bộ đồ kia anh vẫn mặc được, không ai có thể cởi bộ đồ đó của anh. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói làm tên cảnh sát giao thông cảm thấy được người này không phải kẻ bình thường. Chuẩn bị xe kéo. Hắn có quyết định rồi vung tay lên, mấy cảnh sát đi theo và lái xe lập tức chuẩn bị đồ dùng kéo xe. Ồ, mày thật sự không muốn mặc bộ đồ cảnh sát hả? Tên quản lý trừng mắt nhưng thực ra rất giật mình. Hắn không ngờ tên cảnh sát giao thông kia lại to gan như vậy, dám đến kéo xe của câu lạc bộ Kim Đình. Mình đã nói rõ mà hắn còn dám làm như vậy sao? Nếu như nghiêm khắc làm theo quy định mà mất cảnh phục, tôi nghĩ phó cục trưởng phụ trách giao thông của thành phố Ando phải cởi mới đúng. Triệu Quốc Đống hung hăng nói. Mấy người đứng ở gần sông cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Xe cảnh sát giao thông và xe kéo tới, bọn họ cũng chú ý, mãi tới khi xe kéo chuẩn bị kéo xe Aston Martin đi, lúc này mới khiến mấy người chú ý. Họ Hồng có chút kinh ngạc nhìn Điêu Nhất Bằng. Không phải họ Điêu dẫn đường bảo mọi người đỗ xe ở đó sao? Sao còn có thể có cảnh sát giao thông và xe kéo tới? Điêu Nhất Bằng thấy ánh mắt kinh ngạc của họ Hồng, hắn thấy mặt mình nóng lên. Chuyện xảy ra trên địa bàn của mình làm hắn rất mất mặt. Xe của Điêu Nhất Bằng hắn và bạn bị cảnh sát giao thông kéo đi, hắn còn lăn lộn gì ở thành phố Ando nữa. Hai người bên cạnh có thể thành đồng bọn hợp tác với mình, hơn nữa cô ả họ Tô kia giống như không coi trọng mình, cho rằng họ Hồng nói quá về mình, kết quả mình không làm được gì cả. Điêu Nhất Bằng đúng là rất tức giận, hát lập tức rút máy điện thoại ra gọi, nửa phút sau mười mấy tên bảo vệ trong câu lạc bộ Kim Đỉnh lao ra nhanh như gió. Vẻ mặt họ Hồng trở nên khó coi, nhất là thấy vẻ khinh thường của ả họ Tô, hắn càng khó chịu hơn. Tên Điêu Nhất Bằng kia làm gì vậy? Thời nào rồi mà còn chơi như vậy, đây là tự chuốc họa vào thân. Hay là cảm thấy hắn đủ năng lực để giải quyết mọi việc ở Ando này? Thấy mười mấy đàn em lao ra, tên quản lý thấy tự tin hơn. Hắn hung dữ vung tay lên nói. Ai dám kéo xe? Một đám bảo vệ hung dữ tạo thành vòng vây, vây mấy cảnh sát giao thông và nhân viên kéo xe ở trong, hình thành cục diện giằng co. Triệu Quốc Đống thật đúng là không ngờ ở thành phố Ando này còn có người dám dùng bạo lực chống đối cảnh sát như vậy. Một cảnh sát giao thông đi theo có lẽ thấy đối phương rất bá đạo nên hầm hừ đi tới trước một bước, nhưng ai ngờ tên quản lý kia dương cằm, lập tức có hai bảo vệ xông lên. Tên cảnh sát kia bị đẩy đứng không vững, chân bị trượt nghiêng người xuống, trán đập vào lan can, máu đã đổ. Cảnh sát dẫn đội rất tức giận, cảm thấy đối phương quá kiêu căng. Hắn lập tức dùng bộ đàm gọi về trung tâm yêu cầu tăng viện, hiện trường lập tức có chút hỗn loạn. Điêu Nhất Bằng cảm thấy tình hình hơi quá, hắn đang định chuẩn bị ra mắng một phen nhưng lại thấy phía xa xa không ngừng xuất hiện đèn xe, đây là không ngừng có xe tiến vào. Trong đó còn có hai chiếc xe cảnh sát lớn phía sau. Hắn không khỏi lo lắng dừng lại. Một xe Audi màu đen rất nhanh lướt qua, do động tác rẽ quá nhanh nên lốp xe tạo thành tiếng chói tai trên mặt đất, két một tiếng dừng trước bãi đỗ xe, một người đàn ông trung niên vội vàng lao ra khỏi xe. Điêu Nhất Bằng liếc mắt một cái là nhận ra đối phương là Trương Phong, phó tổng đội trưởng đội phụ trách cảnh sát giao thông cục công an thành phố, coi như người quen. Thấy Trương Phong tự mình tới nơi, Điêu Nhất Bằng càng thêm kinh ngạc. Cũng may cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ là chặn một xe Audi ở trong tầm tiếng mà thôi, có lẽ là cán bộ nào đó của thành phố. Nhưng xe kia có biển Ando bình thường, không phải biển VIP trong thành phố mà. Hơn nữa biển số mấy vị lãnh đạo của thành phố thì câu lạc bộ cũng biết hết, đám bảo vệ nhớ kỹ vì thế không thể là vị lãnh đạo thành phố nào mới đúng. Nhưng có thể làm Trương Phong ra mặt sợ là cấp bậc không hề thấp. Tổng đội trưởng Trương, sao lại rảnh rỗi như vậy? Điêu Nhất Bằng vội vàng đi lên hai bước đuổi theo Trương Phong. Ồ, Tổng Giám Đốc Điêu cũng ở đây, nghe nói chỗ các anh xảy ra chuyện. Trương Phong nhìn quanh như muốn tìm kiếm mục tiêu. Xảy ra chuyện, chỗ tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi và mấy người Tổng Giám Đốc Hồng đang đứng hóng mát, không phát hiện ra gì mà. Điêu Nhất Bằng ra vẻ không biết gì cả. Không thể nào. Trương Phong lạnh nhạt đẩy điếu thuốc của đối phương đưa tới, đi về trước.
Trương Phong tiến lên một bước thấy cục diện bãi đỗ xe khá loạn nên xa sầm mặt nói. Có chuyện gì? Báo cáo Tổng đội trưởng Trương, Phó Trung đội trưởng Trung đội số 2 Đại đội 1 phân cục 3, Lý Ứng Hùng báo cáo với ngài. Cảnh sát dẫn đội thấy Trương Phong xuất hiện không khỏi giật mình, không biết Tổng đội trưởng Trương Phong sao lại tới đây. Hắn vội vàng giơ tay chào. Xảy ra chuyện gì, Chủ tịch tỉnh Triệu đâu? Trương Phong lớn tiếng nói. Trung tâm chỉ huy gọi điện báo có người đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông, chúng tôi đến giải tỏa không ngờ bị bảo vệ câu lạc bộ Kim Đỉnh ngăn cản, còn làm một đồng chí bị thương. Nghe Trương Phong đột nhiên nhắc tới Chủ tịch tỉnh Triệu gì đó, Điêu Nhất Bằng cũng A-di, chẳng lẽ Chủ tịch tỉnh Triệu ở trong câu lạc bộ Kim Đỉnh của mình? Không thể, nếu là thành phố hay tỉnh vừa có người tới thì mình phải có tin tức mới đúng chứ? Cục trưởng Trương, anh nói gì vậy? Chủ tịch tỉnh Triệu ư? Chẳng lẽ là Chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống? Không thể, Chủ tịch tỉnh hôm nay không tới đây, anh có phải nhầm không? Đến chỗ tôi còn không biết sao. Điêu Nhất Bằng cười ha hả nói. Trương Phong không để ý tới đối phương, ánh mắt vẫn nhìn quanh. Hắn là nhận được điện của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Khâu Nguyên Phong ra lệnh. Tổng đội trưởng đi theo Cục trưởng Lưu Triệu Quốc sang Singapore, hắn ở nhà chủ trì công việc, nghe nói Chủ tịch tỉnh bị người chặn xe ở câu lạc bộ Kim Đỉnh không cho ra. Hắn rất lo lắng nên không ngừng ra lệnh trung tâm chỉ huy giao thông điều xe gần nhất tới, cũng may ít nhất khi mình tới đã có đồng chí cảnh sát tới. Trên đường lại lóe lên ánh đèn xe, một xe cảnh sát Zeta dẫn đầu lao vào tới, bên cạnh là xe Buick màu đen, phía sau là hai xe Iveco chuyên dụng rú còi lao tới. Trương Phong rất nhanh tìm được mục tiêu, Triệu Quốc Đống khá cao, mặc dù đứng ở sau xe Audi nhưng vẫn lộ ra hơn nửa người, đương nhiên chỉ là do ánh đèn ở đây khá mờ nhạt nên không thấy rõ. Vì thế Điêu Nhất Bằng không chú ý thấy. Trương Phong cố ý tìm kiếm nên lập tức tìm được mục tiêu. Một người đàn ông nhảy từ xe buýt xuống, đối phương liếc cái là thấy Trương Phong. Tổng đội trưởng Trương cũng tới. Ồ, chính ủy Cận, các anh cũng tới, đi, sang đây. Trương Phong không kịp nói nhiều với Cận Lỗi mà dùng mắt ra hiệu, Cận Lỗi thấy Triệu Quốc Đống đứng ở chỗ tối không khỏi lo lắng. Điêu Nhất Bằng cũng rất quen với Cận Lỗi. Xe buýt mới tinh kia hắn nhớ rất rõ biển số. Vị chính ủy này mới lên chức không lâu, được điều từ phó cục trưởng phân cục Thiên Hà tới. Điêu Nhất Bằng lấy danh nghĩa phó hội trưởng Hiệp hội Công ty Tư nhân quận Liên Hồ mời bộ máy phân cục Liên Hồ tới dùng cơm, Cận Lỗi cũng tới. Nhưng Cận Lỗi này không dễ qua lại, mình mời riêng mấy lần nhưng đối phương không tới. Nhưng lần này đối phương xuống không thèm nhìn mình một cái, trực tiếp chào Trương Phong rồi chạy sang bên kia đường. Điêu Nhất Bằng không khỏi run lên. Nhất là thấy mấy chục cảnh sát vũ trang hạng nặng từ hai xe Iveco lao xuống, hắn càng thấy không ổn. Chủ tịch tỉnh Triệu, Trương Phong và Cận Lỗi chạy tới trước xe Audi thấy Triệu Quốc Đống mặt đầy tức giận, bọn họ đều vội vàng giơ tay chào. Một đám bảo vệ còn đang đứng bên xem náo nhiệt, không biết đại họa sắp rơi vào đầu. Mãi tới khi hai cảnh sát cao cấp giơ tay chào, bọn chúng mới có phản ứng, cảm thấy chuyện vượt quá dự đoán của mình. Quyển 19, chương 86. Triệu Quốc Đống thoáng nhìn đồng hồ, cảnh sát giao thông 4 phút đã tới, đồn công an và phân cục Liên Hồ mất 12 phút, có lẽ cảnh sát giao thông vừa lúc ở ngay gần đây nếu không cảnh sát giao thông cùng cả xe kéo sao tới nhanh như vậy. Cận Lỗi, đây là người phụ trách giao thông hả, chuyện rất đơn giản, lái xe của tôi dừng xe ở đây, tôi sang Hoa Châu đi dạo về kết quả quản lý bảo vệ của Kim Đỉnh nói chúng tôi chiếm vị trí đỗ xe chuyên môn của sếp bọn họ, không cho đi. Tôi ở đây đợi gần tiếng, đối phương không ngừng trêu chọc. Ừ, các anh chắc biết sếp mà hắn nói, xe Lincoln này chắc của sếp hắn, chắn trước xe tôi, dù nói như thế nào cũng không đi. Tôi gọi cảnh sát giao thông tới, đối phương rất kiêu căng, kết quả các anh thấy đó, đám bảo vệ này dùng bạo lực ngăn cản cảnh sát giao thông chấp pháp, làm cảnh sát giao thông bị thương. Triệu Quốc Đống xua tay trông rất lạnh nhạt. Tôi không biết nơi này sao lại thành chỗ đỗ chuyên dụng của tư nhân. Lão Trương, anh nói đây là bãi đỗ xe của câu lạc bộ Kim Đỉnh hay là công cộng? Báo cáo Chủ tịch tỉnh, đây là bãi đỗ công cộng, điểm này tôi có thể khẳng định. Trương Phong mặt mày nghiêm túc đáp. Vậy tại sao bọn họ có thể lấy làm của riêng? Ngoài ra các anh quy hoạch bãi đỗ xe đúng là thích hợp thật, cả khu vực này không có, ngay cả cầu Đồng Nhiêu, cầu Hồng cũng không có nhưng vừa lúc có ngay ở cửa câu lạc bộ Kim Đỉnh. Đây là dựa vào cái gì? Triệu Quốc Đống liếc nhìn Trương Phong. Bãi đỗ xe công cộng do Ủy ban xây dựng thành phố cùng Tổng đội Cảnh sát Giao thông thành phố Liên Hợp quy hoạch. Bãi đỗ xe vốn cũng có chút vấn đề, Trương Phong biết mấy mánh khóe trong đó.
bây giờ Triệu Quốc Đống vừa nói làm Trương Phong đổ mồ hôi. Thấy mặt Trương Phong trở nên khó coi, Cận Lỗi lại có thể ưỡn ngực về phía trước, Triệu Quốc Đống cũng không nói thêm vấn đề bãi đỗ xe mà chi lạnh nhạt nói. Công nhiên dùng bãi đỗ xe công cộng làm của riêng, hành vi này tôi không nói nhiều, lúc quy hoạch có lẽ không được tốt cho lắm. Lão Trương, ở đây công khai dùng bạo lực chống cự cảnh sát giao thông chấp pháp, tôi không còn gì để nói. Chẳng lẽ đây không phải đất của nước ta, không phải do Đảng Cộng sản chấp chính? Pháp luật không bao trùm được tới đây ư? Tại sao những người này lại bá đạo như vậy? Sau lưng có nguyên nhân gì? Lão Cận, nghe nói anh bây giờ là chính ủy phân cục Liên Hồ, tôi hy vọng anh có thể trong thời gian ngắn nhất có câu trả lời với đồng chí Phú Hải, cũng mời đồng chí Phú Hải có câu trả lời cho tôi. Bộ Phú Hải, Giám đốc Sở Công an, câu này làm Cận Lỗi, Trương Phong liên tục gật đầu vâng dạ. Xe kéo đã kéo xe Lincoln sang bên, mà trước khi cảnh sát giao thông hành động thì xe BMW và xe Aston Martin đã sớm biến mất. Xe Audi nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Điêu Nhất Bằng với khuôn mặt bất an lo lắng. Hơn 10 tên bảo vệ bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ, đương nhiên cũng không thiếu tên quản lý bảo vệ câu lạc bộ Kim Đình. Điêu Nhất Bằng đương nhiên biết chuyện tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Cận Lỗi trước khi đi đã bỏ lại một câu tự cầu phúc. Cô ả họ Tô lạnh lùng ngồi trên xe BMW, bên cạnh là họ Hồng với vẻ mặt âm trầm. Đây là người anh chọn hợp tác. Không khí trong xe rất căng làm người ta khó thở. Đến khi cô gái họ Tô lên tiếng mới làm họ Hồng thoáng thở dài một tiếng. Tôi không biết người như thế sao có thể ở thành phố Ando nhiều năm như vậy không chết. Trên trán hắn viết rõ ba chữ tôi muốn chết. Cô gái họ Tô nói với giọng rất ác độc làm họ Hồng lần đầu tiên cảm thấy được sự hung hăng bá đạo của cô gái trông điềm đạm, lạnh nhạt này. Khi cảnh sát bắt đầu có hành động với đám bảo vệ Kim Đình, khi Triệu Quốc Đống trực tiếp lên xe rời đi, cô gái họ Tô cũng rất kích động bảo mình rời đi, còn trực tiếp không nghe cuộc gọi của Điêu Nhất Bằng. Lão Điêu thực ra, họ Hồng vừa lên tiếng đã bị cô gái cắt ngang. Hồng thúc, ông và bố tôi quan hệ nhiều năm, tôi rất tôn trọng ông nhưng chuyện này tôi cảm thấy ông xử lý không ổn. Ông ở Ando nhiều năm như vậy chẳng lẽ không biết ai có năng lực, ai có đạo hạnh ở Ando này sao? Điêu Nhất Bằng có thể là có chút thế lực, cũng có chút quan hệ nhưng chúng ta lần này không phải là tìm một hai khu đất, không phải ăn xổi. Chúng ta muốn chính là mượn cơ hội Ando muốn xây dựng thành phố quốc tế hóa, cải tạo nội đô để mà đứng vững ở Ando. Chọn tên không biết trời cao đất rộng như Điêu Nhất Bằng sẽ làm chúng ta chịu tổn thất lớn mà thôi. Chuyện hôm nay đã lộ hết vấn đề của hắn, chuyện này còn không biết nặng nhẹ thì ngã là chuyện sớm hay muộn. Họ Hồng ngẩn ra. Tôi không hiểu nhầm đó chứ. Ý của cô là quyết định không hợp tác với bất động sản Đỉnh Hồ. Ừ, người như vậy chỉ hại mình hại người. Cô gái họ Tô rất dứt khoát nói. Chuyện cứ quyết định như vậy đi, ông không nên cảm thấy có gì đáng tiếc. Tôi đoán Điêu Nhất Bằng lần này sợ không xoay người được. Không đến mức đó chứ. Họ Hồng giật mình nói. Dù đóng cửa câu lạc bộ Kim Đỉnh thì cũng không ảnh hưởng mấy tới hắn. Ngành chính của hắn vẫn là bất động sản hơn nữa tôi cảm thấy chưa đến mức đó, giao thằng nào bên dưới thì sẽ không ai truy cứu tới cùng. Chủ tịch tỉnh không đến mức hẹp hòi thế chứ. Điêu Nhất Bằng có quan hệ rộng, sâu ở tỉnh, thành phố. Nếu không thì hắn sao có thể làm thoải mái như vậy ở Ando? Hừ, chi tiết quyết định thành bại, tính cách quyết định vận mệnh. Thật là khó có thể giải thích được sao hắn sống lâu như vậy ở nơi Đảng Cộng sản chấp chính. Với bản lĩnh đó của hắn mà không xảy ra chuyện gì là do hắn may mắn. Nhưng tôi thấy may mắn của hắn đến cuối rồi. Hợp tác với người như vậy có chết cũng không biết lý do. Tô gia chúng tôi tuyệt đối không hợp tác với người chết sống như vậy. Cô gái họ Tô không hề khách khí nói. Họ Hồng một lúc lâu không nói gì. Hồng thúc, tôi biết ông bây giờ cũng cảm thấy khó có thể quyết định. Không sao, chúng ta có thể xem một chút. Tôi dám xác định đêm nay Điêu Nhất Bằng có thể không sao nhưng một tháng sau hắn sẽ xong đời. Cô gái họ Tô khẽ cười nói. Đến lúc ấy ông sẽ cảm thấy phán đoán của tôi là chính xác. Cô khẳng định như vậy. Họ Hồng ngẩn ra. Cô cho rằng Chủ tịch Triệu sẽ đối phó Điêu Nhất Bằng. Không tới mức đó chứ. Chủ tịch tỉnh mà chấp nhận việc nhỏ này sao? Hừ, tính cách của Triệu Quốc Đống có lẽ ông không biết. Hắn có lẽ không nhất định chú ý bị người chặn ở bãi đỗ xe. Dù sao ở đâu cũng có vài tên anh chị, nhưng dám công khai khiêu chiến pháp luật thì chính là chạm vào nguyên tắc của hắn. Tôi cảm thấy hắn rất khó dễ dàng tha thứ điểm này. Cô gái họ Tô lạnh lùng nói. Cô trước kia biết chủ tịch tỉnh. Họ Hồng nghe ra một chút.
Cô gái họ Tô một lúc lâu không nói, sau đó Từ Tốn nói. Xem như có duyên gặp mặt vài lần, có lẽ hắn không có ấn tượng đối với tôi, đều là khá trùng hợp gặp sau đó tôi về nhà. Có lẽ cảm thấy mình nói lỡ lời, cô gái lắc đầu không nói thêm. Hồng Thúc, ông nếu cảm thấy điều nhất bằng còn cơ hội xoay mình thì chúng ta không ngại xem một chút, một tháng cũng không lâu mà. Điều nhất bằng như kiến bò trong chảo nóng, hắn không ngờ một hành vi của mình lại dẫn tới việc lớn đến như vậy. Khi hắn thấy Cận Lỗi mặt không chút thay đổi tỏ vẻ phải nghiêm túc điều tra vụ việc, hắn biết chuyện sợ khó giải quyết ổn thỏa. Hắn không quen Cận Lỗi mấy nhưng lại rất quen phân cục trưởng phân cục Liên Hồ, Đinh Nhiêu Đông, nhưng hắn gọi tới thì máy điện thoại của Đinh Nhiêu Đông tắt áy. Hắn biết Đinh Nhiêu Đông đi nước ngoài, trước khi đi hắn còn chuyên môn bày tiệc tiễn Đinh Nhiêu Đông ở Kim Đình. Nhưng Đinh Nhiêu Đông là con cáo già, ăn uống vui chơi có thể nhưng chính thức nói đến gì đó thì hắn rất hàm hồ. Điều nhất bằng biết câu lạc bộ Kim Đỉnh lần này có thể phải đóng cửa. Nhưng hắn chưa quá thảm, câu lạc bộ Kim Đỉnh tính gì? Hắn có tài chính càng hùng hậu hơn. Quyển 19, chương 8-17. Nhận máy từ tay Tống Như Phỉ, Nghiêm Lập Dân nhìn số máy không khỏi nhíu mày. Điều nhất bằng gọi tới vào lúc này nhất định không có việc tốt. Nghiêm Lập Dân nhìn đồng hồ, 10 giờ 15 phút. Sao, anh không muốn nghe điện của Điêu Nhất Bằng? Tống Như Phỉ mở to đôi mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc. Điêu Nhất Bằng có quan hệ khá gần với Nghiêm Lập Dân, cô biết Rox. Nghe nói gần đây bất động sản đỉnh hồ của Điêu Nhất Bằng muốn phân chén canh khi Ando cải tạo nội đô. Nghiêm Lập Dân cũng muốn nhân cơ hội này kiếm lợi. Không phải, xem đã, xem hắn có gọi lần hai không. Nghiêm Lập Dân tiện tay bỏ máy điện thoại xuống cười cười một tiếng. Hắn quá kiêu căng, luôn tưởng rằng không có gì mình không làm được ở Ando, châm dẫm vài con thuyền, đi lại gần với Vu Chiết, tạo quan hệ với Lưu Triệu Quốc, quá cản rỡ. Anh ghen tị à? Tống Như Phỉ nở nụ cười nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho Nghiêm Lập Dân. Ghen tị, có cần như vậy không? Hắn nếu so sánh với anh thì chỉ là tên nhà quê, trong túi có chút tiền, dùng tiền để tạo quan hệ mà thôi. Nghiêm Lập Dân lắc đầu nói. Vậy anh có phải là một trong những người bị hắn dùng tiền quan hệ? Tống Như Phỉ cầm tay Nghiêm Lập Dân lắc lắc. Hắn em đánh giá anh quá thấp đó, cùng lắm chỉ là ngồi đánh bài với nhau mà thôi, hắn chưa đủ tư cách đưa tiền cho anh. Nghiêm Lập Dân bĩu môi. Tên này không đáng tin, hắn có chút bản lĩnh, cũng có một đám đàn em, mấy năm qua bất động sản đỉnh hồ kiếm được không ít. Còn có câu lạc bộ kia nữa, lại là một quốc tế bình quả. Lưu Triệu Quốc tốn bao tâm tư mới lau sạch được ảnh hưởng từ bình quả, Kim Đỉnh này chắc bây giờ cũng sắp xong đời. Câu lạc bộ Kim Đỉnh, em nghe nói có không ít người tới đó, Vu Chiết không phải rất thích đi vào trong đó sao? Còn có phó bí thư quận ủy Liên Hồ, Chu Đĩnh và chủ tịch quận Huyền Bạc Chu Đại Vi cũng đến đó nữa. Tống Như Phỉ khẽ cười nói. Em nhớ anh cũng từng tới đó. Đều là một đám không biết sống chết, Điêu Nhất Bằng một lòng muốn kiếm tiền, bên dưới đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ mong kiếm vài mối quan hệ ở bên trên. Anh đến hai lần nhưng chỉ là tiếp khách, ngồi một chút là đi. Nhưng anh phải thừa nhận Điêu Nhất Bằng cũng có bản lĩnh, câu lạc bộ Kim Đỉnh thiết kế đẹp mắt, các cô gái bên trong đều đẹp, căn bản không nhìn ra là chuyên làm ngành kia. Nghiêm Lập Dân thở dài một tiếng giống như đang có chút đắc ý vì giữ được mình. Lợi hại như vậy sao? Tống Như Phỉ nhướng mày nói. Thật không ngờ Điêu Nhất Bằng lại dồn nhiều tâm huyết vào đây như vậy. Đây là buôn một lãi mười đó. Nếu có thể dựa vào mấy người như Chu Đính, Vu Chiết thì đừng nói là mấy ả phụ nữ, dù đưa hết các ả trong Kim Đỉnh, nuôi thay mấy vị kia, Điêu Nhất Bằng cũng cam tâm tình nguyện. Nghiêm Lập Dân lộ vẻ tàn nhẫn. Điêu Nhất Bằng không phải là có ý này sao? Nếu không hắn tốn tâm tư kinh doanh câu lạc bộ Kim Đỉnh làm gì? Đỉnh hồ còn chưa đủ kiếm tiền cho hắn sao? Chỉ sợ không hoàn toàn, em nhớ đợt tranh chấp khu đất ở câu lạc bộ Kim Đỉnh. Điêu Nhất Bằng tốn không ít công sức mới lấy được, bên cạnh dòng Ninh Giang, khu đất đó theo quy hoạch của thành phố lúc ấy là nơi trồng cây xanh, nhưng sau đó không biết cục đất đai và ủy ban xây dựng điều chỉnh quy hoạch như thế nào mà thành đất thương mại. Khu đất đó rộng 5 mẫu, không có vài chục triệu đừng mong lấy được. Nhưng Điêu Nhất Bằng chỉ mất 20 triệu đã lấy được, bây giờ giá trị là bao nhiêu? Không có 100 triệu đừng mong, chính thức thành kim cương rồi. Tống Như Phỉ chú ý đến khu đất này nên có ấn tượng rất sâu. Ồ, xem ra em cũng nhìn chằm chằm vào khu đất này. Nghiêm Lập Dân nói, em có thể có thực lực như vậy còn cần phải làm ở ủy ban thành phố sao? Cũng chỉ là giúp bạn mà thôi nhưng không thành,
Điều Nhất Bằng lúc ấy đã đả thông rất nhiều cửa, công tác liên tục mới lấy được. Tống Như Phỉ không nói nhiều, cô biết Nghiêm Lập Dân đủ đánh hơi được vấn đề trong đó. Khu đất vàng đó để xây dựng Kim Đỉnh, Điều Nhất Bằng coi như bỏ được tiền. Nghiêm Lập Dân trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng đúng như em nói, giá trị câu lạc bộ Kim Đỉnh không ngừng tăng lên. Hơn nữa câu lạc bộ Kim Đỉnh kinh doanh nửa kín nửa hở một năm cũng kiếm được vài chục triệu. Tống Như Phỉ gật đầu nói. Người này cũng dám bỏ, dùng tiền và gái để kéo được không ít người. Tiền và gái trên đời này có mấy người đàn ông có thể chống lại được. Hơn nữa đàn ông có chút quyền lực thì sức kháng cự càng kém hơn. Nghiêm Lập Dân cười ha hả xen vào. Đúng, không có ai ngoại lệ cả. Vậy Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều thế sao? Tống Như Phỉ đáp lại. Nghiêm Lập Dân sửng sốt rồi lập tức cười nói. Lăng Chính Dược không tiện nói, người này rất coi trọng quyền thế, mưu cầu danh lợi quyền vị, là một chính khách điển hình. Tiền và phụ nữ có thể có một chút nhưng hắn thích quyền lực hơn cả. Vậy còn Triệu Quốc Đống? Tống Như Phỉ biết khúc mắc giữa Nghiêm Lập Dân và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thì không dễ phán đoán nhưng anh có thể dám chắc hắn dính tới nữ sắc. Chẳng qua theo vị trí và độ tuổi tăng lên thì thu liễm càng bí ẩn hơn. Về phần tiền hắn thực ra rất sạch sẽ, rất hiếm thấy người nào thấy tiền mà làm sạch sẽ như hắn. Đây coi như người đầu tiên anh gặp, ở phương diện tiền hắn đúng là làm được việc không nhiễm bụi trần. Còn ham mê quyền lực ư, hắc hắc, điểm này không dễ đoán nhất, nói hắn không ham quyền lực thì là nói nhảm. Ham quyền lực chính là động lực để tiến bộ, không quan tâm xuất phát từ mục đích gì nếu anh không ham muốn quyền lực như vậy sẽ thành thánh nhân. Ở chính trường thánh nhân cũng là để chỉ đám vô năng. Nước quá sâu thì không có cá. Nghiêm Lập Dân rất có hứng thú nói chuyện, có lẽ cảm thấy Tống Như Phỉ đã gãi đúng chỗ ngứa của mình, hắn không hề lộ ra điểm không thoải mái nào cả. Nhưng tên Triệu Quốc Đống này lại có điểm không giống, rất nhiều chuyện anh không đoán được ý của hắn. Hắc hắc nói thật anh vẫn tự tin vào bản lĩnh nhìn người của mình, chỉ mình Triệu Quốc Đống là không nhìn thấu. Lúc hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã đẩy mạnh xây dựng nhà xã hội, hàng năm đều là mấy ngàn căn, còn đang tăng lên khiến cho giới kinh doanh bất động sản ở Ninh Lăng khổ không tả nổi, dù là gào thét, tạo thế như thế nào thì giá nhà Ninh Lăng không tăng lên mấy. Nếu nói đây là lấy lòng dân thì sao hắn không cho tuyên truyền, nếu nói hắn một lòng vì dân chúng thì thời này còn có cán bộ như vậy sao? Không phải anh bi quan với xã hội, không tin vào thế giới nhưng chìm nổi mấy chục năm làm anh khó thể tin được. Tống Như Phỉ thấy vẻ mơ hồ trong mắt Nghiêm Lập Dân. Cô biết chính Nghiêm Lập Dân bị câu nói này làm mình phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống còn trẻ đã làm tới chủ tịch tỉnh đương nhiên là có bản lĩnh của hắn. Anh và hắn có quan hệ rất vị diệu. Tống Như Phỉ dừng không nói thêm. Nghiêm Lập Dân mỉm cười, hắn biết Tống Như Phỉ đang lo lắng cái gì, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. Đừng nghĩ nhiều như vậy, căn cơ của Triệu Quốc Đống bây giờ chưa ổn. Hắn phải đối mặt mấy người Lăng Chính Dược, Trần Anh Lộc còn có Tề Hoa cùng Long Ứng Hoa. Căn bản không có tâm tư nghĩ đến việc khác. Đối với anh nghĩ hắn càng hy vọng có thể có quan hệ hòa thuận. Bây giờ quan Kinh Sơn, Đàm Lập Phong kẹp giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cũng rất khó xử, không dám dễ dàng tỏ thái độ thiên lệch. Quan đúng là không dễ làm. Anh nói Đàm Lập Phong và quan Kinh Sơn đang có ý gì? Bọn họ chẳng lẽ còn không rõ ai làm chủ ở An Nguyên sao? Miêu Trấn Trung sắp đi, chỉ còn muốn bảo vệ chính mình. Tề Hoa là thân tín của Lăng Chính Dược. Đấy là còn chưa tính tới Trần Anh Lộc cùng Long Ứng Hoa, Triệu Quốc Đống còn có thể gây sóng gió sao? Tống Như Phỉ khó hiểu hỏi. Không thể nói như vậy, đây không đơn giản là ai làm chủ. Ở cấp độ của quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong, Lăng Chính Dược cũng không phải dễ dàng điều chỉnh được đó là người do ban tổ chức cán bộ trung ương quản lý. Vì thế bọn họ không quá kiêng kỵ và phục tùng lãnh đạo tỉnh ủy như em nghĩ đâu. Hơn nữa em cũng thấy đó. Quan Kinh Sơn cùng Phụ Lập Phong đều là muốn làm ra sự nghiệp, muốn phát triển. Ai có thể cho bọn họ thấy tương lai chính trị huy hoàng hơn, bọn họ sẽ ngã về bên đó. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh khen mấy câu không có bao tác dụng với bọn họ. Bọn họ muốn để tư thấy được Ando có thành tích trong tay bọn họ, đó mới là điều quan trọng nhất. Bây giờ bọn họ muốn phân tích quan điểm của hai người kia xem ai phù hợp với sự phát triển của Ando, khiến Trung ương tán thành Ando hơn. Đây mới là quan trọng nhất. Quyển 19, chương 88. Anh nói quan Kinh Sơn cùng Đàm Lực Phong vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Chẳng lẽ nói hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã có quyết định ủng hộ Ando xây dựng thành phố quốc tế hóa còn có vấn đề sao? Không thể mà.
Tống Như Phỉ kinh ngạc mở to mắt khó hiểu nhìn Nghiêm Lập Dân. Đức ngốc cũng biết bây giờ bên trên nhìn thành tích của lãnh đạo là gì. Tăng GDP, tăng thu tài chính, tăng thu nhập của dân chúng, xây dựng đô thị, mấy điểm này là cách tốt nhất thể hiện tài năng của lãnh đạo. Mà Lăng Chính Dược đưa tư tưởng kia ra trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy chính là muốn xúc tiến quá trình xây dựng thành phố của Ando, mà tiền lãi từ đất cũng sẽ làm cho thu tài chính Ando tăng vọt, dù là GDP cũng có lợi không hề ít. Chuyện tốt như vậy chẳng lẽ Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong không thấy sao? Em nhìn vấn đề quá đơn giản. Đúng, cải tạo nội đô đúng là mang lại nhiều cơ hội, tăng GDP, tăng thu tài chính, xây dựng đô thị càng thể hiện một nơi thay đổi bộ mặt. Nhưng tăng thu nhập của dân chúng đô thị hay không thì khó đoán. Nghiêm Lập Dân mỉm cười lắc đầu. Nếu là 2 năm trước quan điểm này của Lăng Chính Dược được ủng hộ hết mình nhưng bây giờ lại khác. Có gì khác chứ? Tống Như Phỉ không hiểu. Em phải học cách nhìn xa đôi chút. Sau kỳ họp đại hội đảng năm trước khiến cho phương hướng chính trị đã có biến hóa. Lúc rảnh em có thể đọc nhiều một chút như Nhật Báo Nhân Dân vậy. Phát triển kinh tế tuy rất quan trọng nhưng phát triển sự nghiệp xã hội, dân sinh xây dựng hài hòa xã hội cũng rất quan trọng. Đương nhiên trong thời gian này thì phát triển kinh tế vẫn là chủ đề trung tâm nhưng nếu muốn phát triển thì chỉ dựa vào kinh tế là không đủ, cần phải có suy nghĩ càng sâu xa hơn. Nghiêm Lập Dân lạnh nhạt nói. Triệu Quốc Đống là cao thủ trong đó, luôn có thể đi trước một bước nắm bắt vấn đề, hoặc là nói có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Dù là trong lúc nhất thời không thấy được nhưng vầng sáng về sau em sẽ cảm thấy hắn nhìn xa trông rộng như thế nào. Hắn có thể lên làm thường vụ thị ủy khi còn ở Ninh Lăng không phải là dựa vào ứng đông lưu và trung ương thấy được khả năng nắm bắt trào lưu của hắn sao? Vậy ý của anh là Ando không thể làm theo Ninh Lăng? Tống Như Phỉ không nhịn được nói. Thị ủy, ủy ban Ando bây giờ đang toàn lực quy hoạch tư tưởng phát triển kinh tế mấy năm tới của Ando, cũng theo sát ý đồ của tỉnh ủy nhưng Nghiêm Lập Dân nói hình như có chút vấn đề. Làm theo như thế nào? Tình hình của Ando và Ninh Lăng hoàn toàn khác nhau. Anh nhớ Triệu Quốc Đống từng nói vị trí đặc biệt của Ando là nơi không ai có thể thay thế được, cần có quy hoạch thuộc về chính Ando. Không đơn giản là kinh tế, còn kể cả sự nghiệp xã hội, không biết Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong nghe hiểu không? Nghiêm Lập Dân lộ vẻ sâu xa. Mặc dù anh không thích Triệu Quốc Đống nhưng anh phải thừa nhận trên nhiều khía cạnh Triệu Quốc Đống có điểm hơn người. Máy điện thoại yên tĩnh vài phút lại vang lên một lần nữa. Nghiêm Lập Dân thấy vẫn là số của Điêu Nhất Bằng. Xem ra Điêu Nhất Bằng đúng là gặp chuyện phiền phức rồi. Điêu Nhất Bằng đúng là đang rất lo lắng. Ninh Nghiêu Đông tắt máy, Lưu Triệu Quốc tắt máy, Vu Chiết tạm thời không liên lạc được. Nếu Nghiêm Lập Dân còn không nghe điện, Điêu Nhất Bằng còn mỗi một cửa duy nhất. May là bên Nghiêm Lập Dân đã gọi được, nghe thấy giọng nói của Nghiêm Lập Dân, Điêu Nhất Bằng cảm thấy tiếng đó như âm thanh tuyệt vời nhất mình từng nghe. Bí thư Nghiêm, là tôi. Điêu Nhất Bằng. Điêu Nhất Bằng cố khống chế tâm trạng của mình sợ bị đối phương nghe ra gì đó. Phân cục Liên Hồ dẫn 10 mấy tên bảo vệ đi, căn cứ tin tức mà bên đó truyền lại sợ rằng đám này sẽ bị tạm giam. Mặc dù bọn họ bị tạm giam không sao nhưng Điêu Nhất Bằng lo chính là hiệu ứng sau đó. Lăn lộn ở Ando nhiều năm như vậy, Điêu Nhất Bằng cũng biết mình có người quan hệ căng thẳng, có người quan hệ tốt, có người hận thấu xương với mình, có không ít đối thủ cạnh tranh. Nếu cơ hội này bị người túm chặt thì không phải có thể biến thành cục diện không thể vãn hồi sao? Điêu Nhất Bằng càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo lắng. Hắn cảm thấy mình cần đền bù nhiễu loạn lần này, lại nghĩ tới danh tiếng của câu lạc bộ Kim Đỉnh 2 năm qua, Điêu Nhất Bằng cảm thấy nguy cơ đang tới rất gần. Nghiêm Lập Dân rất tự nhiên nghe Điêu Nhất Bằng giới thiệu xong tình hình. Hắn có chút hối hận mình sao nghe điện, nhưng nghĩ lại mặc dù tối nay không nghe, mai vẫn phải đối mặt. Lại là Triệu Quốc Đống, Điêu Nhất Bằng này đúng là giỏi gây chuyện, sao lại chọc vào Triệu Quốc Đống? Dám chặn xe của Triệu Quốc Đống không cho đi, Nghiêm Lập Dân cũng có chút bội phục can đảm của đàn em Điêu Nhất Bằng. Ở thành phố Ando này còn có người dám cản đường Triệu Quốc Đống. Lão Điêu, anh nói là người bị phân cục Liên Hồ mang đi. Vậy anh có thể gọi điện cho Đinh Nghiêu Đông mà. Nghiêm Lập Dân rất quen hệ thống công an của Ando. Cục trưởng Đinh cùng bí thư Lưu ra nước ngoài rồi. Điện thoại di động tắt máy, không liên lạc được nếu không tôi sao dám làm phiền ngài vào lúc này. Điêu Nhất Bằng không ngừng kêu khổ. Nhân viên của tôi sao có thể nhận ra chủ tịch tỉnh. Đều do tôi bình thường thả lỏng quen nên mới thành họa như vậy. Nhưng tôi đúng là không ngờ chủ tịch Triệu sao lại đỗ xe ở cạnh Kim Đỉnh, hơn nữa lại một mình sang sông đi bộ.
ngài nói xem sao lại như vậy? Lão Điêu, có phải là có chỗ nào đắc tội chủ tịch Triệu không? Nghiêm Lập Dân trầm ngâm một chút nói. Không thể, tôi không nhận ra chủ tịch Triệu, trước đây chưa từng qua lại. Ngài cũng biết chủ tịch Triệu hình như vẫn ở bên Ninh Lăng, tôi chưa từng sang Ninh Lăng thì sao có qua lại? Điêu Nhất Bằng vội vàng giải thích. Người như tôi cũng khó lọt vào mắt chủ tịch Triệu, chỉ là hiểu lầm thôi, thật sự. Bí thư, lần này ngài phải giúp tôi, nghe nói ngài và chủ tịch Triệu từng cùng làm việc ở Ninh Lăng. Hắc hắc, đúng là có chuyện này nhưng người ta bây giờ là chủ tịch tỉnh, thân phận đã khác, nhiều chuyện chưa chắc đã đơn giản như anh nghĩ. Hơn nữa tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nếu chỉ là anh chặn xe của chủ tịch Triệu, tôi nghĩ chủ tịch Triệu sẽ không làm gì anh. Nhưng nếu như có ai khác muốn xen vào hay không thì khó nói. Nghiêm Lập Dân hàm hồ nói. Đúng thế bí thư, tôi và chủ tịch Triệu không có ân oán gì, gần đây không thù, tôi cũng hiểu chủ tịch Triệu sẽ không vì việc này mà làm khó tôi. Tôi đang tìm cơ hội thích hợp để xin lỗi nhưng bây giờ chủ tịch Triệu sợ là đang giận, tôi tìm ai đi nói chuyện cũng không thích hợp. Điều nhất bằng nghĩ túm được cây cỏ cứu mạng nên liên tục cầu xin. Bí thư, chuyện này ngày dù như thế nào cũng phải giúp tôi. Điều nhất bằng tôi không phải kẻ vô ơn, chỉ cần tôi có thể qua cửa này thì ngài yên tâm, tôi cả đời sẽ không quên ơn của ngài. Lão Điêu, anh đừng gấp, chuyện này tôi thấy cũng không quá kém như anh nghĩ. Tôi có thể nghĩ biện pháp từ mặt bên, ngoài ra tôi cũng lộ một tin cho anh, Lưu Triệu Quốc có quan hệ rất thân với chủ tịch Triệu. Ừ, ít nhất là quan hệ từ hơn 10 năm trước, khi ấy chủ tịch Triệu còn chưa như bây giờ. Hắc hắc, tuyệt đối chính xác. Nghiêm Lập Dân một bên gọi điện một bên lộ vẻ âm trầm. Ngày kia Lão Lưu sẽ về mà. Tôi nhớ anh có quan hệ tốt với Lão Lưu, tìm hắn nghĩ biện pháp, tôi cũng sẽ giúp một chút thì chuyện có lẽ sẽ giải quyết tốt. Thật ư, chủ tịch Triệu có quan hệ rất tốt với bí thư Lưu. Điêu Nhất Bằng vui vẻ nói. Hắc hắc Lão Điêu, anh cảm thấy tôi có thể lừa anh ở việc này sao? Anh hỏi thăm một chút là biết mà. Nghiêm Lập Dân cười ha hả nói. Chuyện này anh tìm Lão Lưu nhất định không có vấn đề gì lớn, đương nhiên tôi không phải đùn đẩy, chuyện này tôi sẽ để ở trong lòng, tìm cơ hội nói chuyện với chủ tịch Triệu. Quyển 19, chương 89. Bỏ máy xuống, mặt Nghiêm Lập Dân trở nên âm trầm. Hắn dựa đầu vào ghế một lúc lâu không nói gì. Tống Như Phỉ cẩn thận chờ đợi, không nói bất cứ tiếng nào. Theo cô biết thì Nghiêm Lập Dân có vẻ mặt chính là gặp chuyện phiền phức. Lão Nghiêm, có phiền phức à? Một lúc lâu sau cảm thấy Nghiêm Lập Dân khẽ thở dài một tiếng, Tống Như Phỉ mới nhẹ giọng hỏi. Anh cảm thấy lần này Điêu Nhất Bằng sợ chọc vào tổ ong vò vẽ. Nghiêm Lập Dân lạnh nhạt nói. Hả, không tới mức như vậy chứ. Anh cảm thấy Triệu Quốc đống hẹp hòi thế sao? Tống Như Phỉ kinh ngạc nói. Không phải vấn đề này, Điêu Nhất Bằng thời gian này nhảy khá nhiều, tranh đoạt với mấy công ty bất động sản khác về khu đất quanh Quế Hồ. Thành phố mặc dù chưa có quy hoạch chi tiết nhưng anh đoán Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong trên cơ bản là dựa theo ý của tỉnh ủy, cũng chính là ý của Lăng Chính Dược để đẩy mạnh cải tạo nội đô. Triệu Quốc Đống mặc dù bóng gió thể hiện ý kiến khác nhưng hắn bây giờ chưa có đủ thực lực nên không dám công khai chống đối Lăng Chính Dược. Vì thế anh cảm thấy mặc dù Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong có thái độ mơ hồ, cuối cùng vẫn làm theo quan điểm của Lăng Chính Dược, nhiều lắm ở vài chi tiết chú ý tới Triệu Quốc Đống mà thôi. Nghiêm Lập Dân nghĩ khá sâu sắc, nếu như Quan Kinh Sơn hoặc là Đàm Lập Phong ở chỗ này thì nhất định sẽ rất kinh ngạc sao Nghiêm Lập Dân hiểu rõ quan điểm của mình như vậy. Vậy có quan hệ gì với Điêu Nhất Bằng? Chẳng lẽ nói đỉnh hồ của Điêu Nhất Bằng không tham gia thì Ando không tìm được mấy công ty bất động sản ra hồn sao? Tống Như Phỉ càng khó hiểu. Nếu như Triệu Quốc Đống bảo bên công an Niêm Phong Kim Đỉnh thì có lẽ đỉnh hồ của Điêu Nhất Bằng còn giữ được. Nhưng phân cục Liên Hồ không làm thế, chỉ bắt mấy tên bảo vệ về lại khác. Triệu Quốc Đống dễ nói chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thành chủ tịch tỉnh là rộng lượng hơn hẳn sao? Anh thấy không đơn giản như vậy. Năm đó anh và hắn vì bổ nhiệm trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm mà hắn dám chống đối lại anh. Hắc hắc, lần này hắn chí lý, có thể làm Điêu Nhất Bằng chết 10 lần nhưng lại dễ dàng bỏ qua Điêu Nhất Bằng, em nói hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Tống Như Phỉ càng nghe càng hồ đồ. Câu con cá lớn hơn, Điêu Nhất Bằng nếu như muốn khai thác khi Quế Hồ, Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không tán thành quan điểm kinh doanh là chính, nhưng đây là ý kiến mà hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua, hắn có thể thông qua vào thủ đoạn tiêu trừ ảnh hưởng của Lăng Chính Dược. Điêu Nhất Bằng không chừng sẽ là quân cờ trong đó, lúc nào phát huy tác dụng còn phải dựa vào chính Triệu Quốc Đống.
Nghiêm Lập Dân đầy ẩn ý nói tiếp. Triệu Quốc Đống là kẻ to gan nhưng không lỗ mãng. Hắn sẽ chọn thời cơ tốt nhất. Anh có dự cảm chuyện của Điêu Nhất Bằng không chừng là quả bom làm không ít người nổ tung. Vậy thì Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong. Tống Như Phỉ đảo đảo mắt. Em lại mơ tưởng rồi, Quan Kinh Sơn cùng Phù Lập Phong đều là kẻ cáo giả, sao có thể bị liên lụy vì kẻ như Điêu Nhất Bằng. Không chừng bọn họ cũng trông mong có vấn đề gì đó. Điêu Nhất Bằng có chuyện có khi càng hay, bọn họ sẽ có thể chiếm quyền chủ động. Nghiêm Lập Dân cười lạnh nói. Những người này sớm đặt mình ở vị trí không thể thất bại. Tống Như Phỉ cười khổ. Lão Nghiêm, mấy người ở tầm các anh đúng là mệt óc, một vấn đề cũng có thể phân tích ra vô số điều, không biết các người. Hừ, em nghĩ vị trí này dễ ngồi như vậy sao? Nghiêm Lập Dân liếc nhìn đối phương. Có ai không phải ma luyện chứ? Bỏ đi, đau đầu rồi. Không nghĩ nữa. Không phải anh nói Điêu Nhất Bằng còn có chút tác dụng với anh sao? Đúng nhưng cần cân nhắc lợi hại cho nên anh muốn quan sát một chút. Nghiêm Lập Dân hít sâu một hơi từ tốn nói. Anh cũng hy vọng phán đoán của mình sai lầm nhưng thường là dự cảm không tốt đều thành sự thật, thế giới này đúng là kỳ diệu. Triệu Quốc Đống vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì nhận được điện của Khâu Nguyên Phong. Hắn bảo Bành Trường Quý dừng lại ở ven đường đợi xe của Khâu Nguyên Phong tới, sau đó bảo Khâu Nguyên Phong lên xe mình. Chủ tịch Triệu, chúng tôi không làm tốt công việc nên mới để xảy ra chuyện này. Khâu Nguyên Phong rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng khi nhân viên trước của mình thành lãnh đạo của mình. Khâu ca, chỉ có hai chúng ta thì không nên khách khí như vậy. Tôi cũng không ngờ gặp việc này, tôi không biết nếu là người bình thường thì sẽ có kết quả như thế nào nữa. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng lắc đầu nói. Lão Bành đỗ một chút ở cạnh sông, tôi và cục trưởng Khâu đi dạo một lát. Âu Dương cùng Lô Giã tới thì bảo bọn họ ở trên xe chờ tôi. Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong đi chậm trên bờ sông. Điêu Nhất Bằng kia rất có thế lực ở Ando. Không thể nói như vậy, nhưng hắn bây giờ kinh doanh bất động sản nên khó tránh khỏi liên quan tới giải tỏa, trong tay không có một đám đàn em thì sao làm được. Bên chính quyền chỉ cần không có vấn đề lớn là đủ. Đám kinh doanh bất động sản cũng rất khôn khéo, biết chỉ cần không vượt quá nguyên tắc là sẽ không bị chính quyền nhìn ngó tới. Dù sao đây là chuyện có lợi cho mọi người, hơn nữa trong các hộ bị giải tỏa kiểu gì chẳng có một hai hộ khó ăn, bên chính quyền nói cũng không nghe. Mà công ty bất động sản kéo dài thời gian sẽ tổn thất nên không tránh khỏi dùng ít thủ đoạn mờ ám. Điều nhất bằng xem như là chơi khá tốt ở ngành này, không tạo ra vấn đề gì lớn cho nên chính quyền cũng cần mấy nhà kinh doanh có thủ đoạn này phối hợp. Khâu Nguyên Phong làm cảnh sát nhiều năm, nhất là sau khi làm phó cục trưởng cục công an liền hiểu rõ ảo diệu trong đó. Nhất là nhà kinh doanh bất động sản làm như thế nào đạt thành ăn ý với chính quyền, làm thế nào né tránh mạo hiểm. Đây là chơi với lửa, chính quyền địa phương phải dựa vào mấy thủ đoạn như vậy để triển khai công việc đúng là có vấn đề. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Người như Điêu Nhất Bằng vì thế thành thuốc cho chính quyền địa phương, có phải Khanh Liệt Bưu cũng như vậy không? Câu nói của Triệu Quốc Đống dẫn tới đề tài nhạy cảm làm Khâu Nguyên Phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hai năm qua Khanh Liệt Bưu khá thành thật, có lẽ thấy bên Ninh Lăng không có cơ hội nên đã về Ando phát triển. Khâu Nguyên Phong cẩn thận suy nghĩ mới nói. Nước Ando rất sâu, đục, bây giờ cũng khác trước cho nên hắn im tiếng hơn trước nhiều. Vậy chuyện lần trước anh nói. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Bây giờ còn trong giai đoạn thao tác, cục trưởng Lưu chuyên môn an bài người làm việc này, người khác cũng không tiện hỏi. Khâu Nguyên Phong cười khổ nói. Quốc Đống. Chuyện này chỉ sợ cậu phải chú ý mới được. Tôi lo cục trưởng sẽ ngã ở việc này. Mấy năm qua cục trưởng có quan hệ rất rộng ở Ando nhưng làm ngành này nhất định đắc tội không ít người, bao người nhìn tới chính là muốn xem có lộ sơ hở không. Nếu bị người túm được thì một lần sảy chân sẽ ôm hận ngàn đời. Triệu Quốc Đống đi chậm lại, hắn gần như có thể khẳng định Lưu Triệu Quốc tại rất nhiều vấn đề đã bị lún sâu, tuyệt đối không đơn giản là chỉ qua lại với Khanh Liệt Bưu. Có một số việc làm một cũng là làm. Làm nhiều cũng là làm. Điêu Nhất Bằng này có qua lại gì với Lưu ca không? Triệu Quốc Đống trực tiếp hỏi. Khâu Nguyên Phong có chút do dự giống như đang suy nghĩ phân lượng lời này của Triệu Quốc Đống. Cái này tôi không dám xác định, lúc trước tôi gọi thì cục trưởng ở Singapore, bảo tôi xử lý tốt, sau đó tôi gọi thì cục trưởng dập máy. Lúc này tôi đoán cục trưởng không muốn nghe điện, nhưng Điêu Nhất Bằng này có năng lực không nhỏ, có quan hệ từ quận tới thành phố, tới tỉnh. Theo tôi biết hắn có quy hoạch rất cứng với Phó Bí Thư Nghiêm Lập Dân, Phó Thị trưởng Vu Chiết,
chủ tịch tỉnh Tào, trưởng ban Tề. Tào Ninh, Tề Hoa. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Nghiêm Lập Dân cùng Vu Chiết không nằm ở phạm vi hắn phải cân nhắc nhưng Tào Ninh cùng Tề Hoa lại khác. Hắn quan hệ rộng như vậy sao? Chủ tịch Tào vốn quản lý mảng giao thông xây dựng, điều nhất bằng lập nghiệp bằng ngành xây dựng nên không thể không có liên lạc. Còn trưởng ban Tề trước khi tới ban tổ chức cán bộ đã làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, quan hệ của bọn họ hình như có từ thời trưởng ban Tề còn làm bí thư thị ủy Kiến Dương. Quyển 19, chương 90. Triệu Quốc Đống thật không ngờ ngẫu nhiên gặp một người như vậy mà có thể liên quan tới thường vụ tỉnh ủy. Điều này cho thấy thành phố An Đô là đầm rồng hang hổ, cũng nói rõ sức ảnh hưởng của giới kinh doanh bất động sản An Đô đã thẩm thấu tới mọi ngõ ngách. Khi quan chức chính quyền thành phố và công ty bất động sản có quan hệ lợi ích đan xen với nhau, như vậy đảng ủy chính quyền địa phương đưa ra chính sách tự nhiên sẽ nghiêng về phái công ty bất động sản. Như vậy chính quyền sẽ không coi trọng xây dựng nhà xã hội, giá nhà tăng cao là tất nhiên. Không ngờ Điêu Nhất Bằng này có thần thông lớn thế. Tôi nghe nói thành phố An Đô các anh đang định cải tạo nội đô, công ty bất động sản đều nhảy múa hoan hô. Triệu Quốc Đống cười lạnh nói. Hắc hắc, đây không phải chuyện cục công an chúng tôi có thể quản, trách nhiệm của chúng tôi chỉ là bảo vệ an ninh trật tự. Khâu Nguyên Phong xảo diệu né tránh đề tài này. Anh định trốn tôi đó à? Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Bảo vệ an ninh trật tự cũng là muốn công kích các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ hợp pháp. An Đô muốn cải tạo nội đô, tôi hy vọng cơ quan công an cần cẩn thận làm việc, cải tạo nội đô liên quan tới lợi ích hàng ngàn vạn hộ dân, rất mẫn cảm. Tôi cũng yêu cầu Ủy ban thành phố An Đô cần phải kiên nhẫn chuẩn bị quy hoạch, điều tra, đảm bảo lợi ích nhân dân không bị tổn hại. Về phần khác là cần phải nghiêm túc xử lý các hiện tượng có kẻ đục nước béo cò. Khâu Nguyên Phong liên tục gật đầu. Lời Triệu Quốc Đống nói hắn chỉ có thể nghe. Hắn không phải cục trưởng nhưng lúc này hắn gánh trách nhiệm đó. Hai người đi chậm cạnh dòng Ninh Giang, hai xe Audi từ từ chạy trên bờ, Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã cũng đã tới. Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong nói chuyện đến gần 12 giờ đêm mới ra về. Giám đốc Sở Công an Bộ Phú Hải không quá quen mặt với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Bộ Phú Hải đã tới báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống hai lần nhưng thời gian báo cáo không dài, chỉ nói chuyện công việc. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng biết nếu như không phải Trung ương điều tương hữu tuyển từ bên ngoài tới thì Lăng Chính Dược muốn đẩy Bộ Phú Hải lên làm bí thư đảng ủy chính pháp tay Đinh Sâm. Công tác công an rất quan trọng, đối với chính quyền địa phương mà nói đây là thanh đao, đây là vũ khí của quốc gia chuyên chính. Nếu trong tay không có một đội ngũ công an cứng, chính quyền sẽ mất năng lực khống chế xã hội. Triệu Quốc Đống đột nhiên phát hiện mình tuy xuất thân từ hệ thống công an nhưng lại có sức ảnh hưởng rất nhỏ đối với hệ thống này. Nếu nói hắn còn làm ở Ninh Lăng thì dù là hệ thống chính quyền hay địa phương thì trong túi hắn còn không ít người để dùng, nhưng bên hệ thống chính pháp hắn không có mấy người để dùng, nhất là tầm cấp tỉnh. Lưu Triệu Quốc đáng lẽ là người thích hợp nhất để ủng hộ mình nhưng bây giờ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ có lẽ nên giúp Khâu Nguyên Phong một chút. Sở Công an là cơ quan trực thuộc Ủy ban tỉnh. Nếu như không có một người của mình thì đúng là không thích hợp. Triệu Quốc Đống rất nhớ lúc mình còn ở Ninh Lăng, lúc ấy rất thoải mái, mà bây giờ làm việc gì đều phải cân nhắc thật kỹ. Làm như thế nào để thỏa hiệp, cân bằng, tránh xung đột. Nếu như nhất định phải có xung đột thì làm như thế nào tránh xung đột trực diện, làm như thế nào thể hiện ý đồ của mình đều phải dùng hết đầu óc. Triệu Quốc Đống không biết các chủ tịch tỉnh khác đều giống như mình không. Nhất là ở vài quan điểm quan trọng khi không giống với bí thư tỉnh ủy, loại chuyện này bọn họ có phải cũng tìm kiếm thăng bằng, thỏa hiệp như mình không? Thậm chí là nhân nhượng, nhẫn nhịn. Triệu Quốc Đống về tới nhà bố mẹ đã là hơn 12 giờ. Phòng Lam Đại vẫn còn sáng đèn. Nghe thấy tiếng bước chân, Lam Đại đi ra đầu tiên, thấy Triệu Quốc Đống, cô rất vui. Quốc Đống ca, anh về. Lam Đại mừng rỡ. Bố mẹ hắn cũng ra, thấy Triệu Quốc Đống. Ông bà đều vui nhưng thấy mặt hắn có vẻ mệt, hai người lại đau lòng. Quốc Đống, con phải chú ý sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Triệu Phu Vọng rất hiếm khi nói một câu như vậy với Triệu Quốc Đống. Bố, con không sao, con mới nhận chức nên nhiều việc một chút thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng thấy rất phong phú. Quốc Đống, mẹ biết con bây giờ rất bận nhưng không thể không chú ý tới bản thân chứ. Con về An Nguyên lâu như vậy mà về nhà được mấy lần. Hứa Tú Cần cũng lo lắng nói. Con làm việc cả ngày cả đêm cũng cần nghỉ ngơi, đừng có làm việc nhiều quá mà bị bệnh. Mẹ, đâu đến mức như vậy,
mẹ cảm thấy con thật sự làm việc cả ngày cả đêm sao? Làm chủ tịch tỉnh nếu thật sự làm như vậy thì chỉ sợ vị chủ tịch đó không phải có vấn đề về năng lực thì có vấn đề về phương pháp làm việc. Triệu Quốc Đống cảm thấy ấm áp. Hai hôm nay hơi nhiều việc nên con bận một chút, chờ thêm thời gian nữa sẽ khôi phục bình thường. Quốc Đống, có phải là đợi tới lúc con làm chủ tịch tỉnh chính thức mới được nhàn không? Hứa Tú Cần do dự một chút. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, hắn không ngờ mẹ mình lại lo điểm này. Hắn nở nụ cười, đây nhất định là Lam Đại nói với mẹ là mình mới là quyền chủ tịch tỉnh, có lẽ vì muốn bỏ chữ quyền, nên mới cố thể hiện, nếu không vĩnh viễn không thành chủ tịch tỉnh chính thức được. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ mẹ cảm thấy con là quyền chủ tịch tỉnh có thể không làm gì mà được sao? Không phải, nhưng mà chữ quyền, chưa mất thì luôn làm người ta không yên tâm. Hứa Tú Cần thấy Triệu Quốc Đống nói nhẹ nhàng nên bà cũng yên tâm hơn. Mẹ, chuyện này bố mẹ không hiểu, con nói cũng không rõ. Nhưng bố mẹ yên tâm, mũ chủ tịch tỉnh của con không ai có thể lấy đi được trừ khi con không muốn làm. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Vợ chồng Triệu Phu Vọng thấy Lam Đại đứng bên mỉm cười, thời gian cũng đã muộn nên đều không nhịn được thở dài một tiếng. Hai người đi ngủ. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế dựa đầu ra sau. Lam Đại, nhìn anh làm gì, chẳng lẽ chỉ có mấy hôm mà anh thay đổi nhiều như vậy sao? Quốc Đống ca, không phải mấy ngày, gần 2 tháng rồi. Triệu Quốc Đống tính qua thời gian. Sau khi Triệu Quốc Đống đến An Đô thị sát, hắn chỉ về nhà có một lần mà lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, chưa nói được mấy câu đã lăn ra ngủ, sáng sớm có xe tới đón. Vậy sao, anh không chú ý? Triệu Quốc Đống lắc đầu cười cười nhìn Lam Đại. Lam Đại mặc chiếc váy ngủ màu lam, cũng may váy không quá trong suốt nhưng vẫn lộ rõ đường cong tuyệt đẹp của Lam Đại. Hai điểm trên ngực vút cao do cô không mặc áo lót. Thời gian trôi nhanh thật, vừa tới văn phòng là một đồng việc, lịch mỗi ngày dày đặc. Anh cảm thấy mấy tháng qua mình không có ngày nào chính thức rảnh rỗi cả. Quốc Đống ca, biết sao được, cả Y có 14 thành phố, thị xã, có hơn 70 triệu dân, mỗi ngày bao chuyện. Anh phải quan tâm nhiều phương diện, nhất là với vị trí hiện nay của anh thì càng nhiều việc hơn. Nói thật em cũng lo cho anh. Lam Đại cắn môi nói. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Lam Đại, có phải nghe được gì không? Không phải nghe được một ít mà là mỗi ngày nghe được rất nhiều. Em sớm muốn nói chuyện với anh nhưng không có cơ hội vì anh không về, em lại không tiện làm phiền anh. Trong đôi mắt đẹp của Lam Đại lộ rõ tình ý, Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi hoảng hốt. Mặc dù năm ngoái ở Ngọa Phật tự có chút hoa lửa nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm trạng của mình đã thay đổi đôi chút, hắn không có tâm trạng dính tới phương diện này nữa. Mỗi ngày gặp quá nhiều việc làm hắn mất hết tinh lực. Nhưng hắn không đành lòng để Lam Đại cứ thế chờ đợi như thế này. Quyển 19, chương 9-11. Triệu Quốc Đống không biết mình ngủ đi từ lúc nào, hắn được Lam Đại mát xa đầu, lưng rất thoải mái. Tiếng máy điều hòa khá ồn, hai ông bà ít dùng vì không thích. Chẳng qua vào mùa hè nếu muốn ngủ ngon thì có hoàn cảnh mát mẻ vẫn tốt hơn. Triệu Quốc Đống tỉnh lại mới phát hiện mình đã nằm thiếp đi trên ghế, trên người được đắp thêm chiếc chăn. Hắn nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Hắn nói chuyện với Lam Đại tới 1 giờ đêm, Lam Đại vừa nói chuyện vừa xoa bóp cho hắn cứ như vậy tiến vào giấc ngủ. Lam Đại rất thích thảo luận với hắn về chuyện của thành phố An Đô hiện nay. Trước mặt hắn cô có thể không hề e ngại mở rộng lòng mình. Thông qua Lam Đại, hắn cũng có thể hiểu thêm đôi chút về tình hình của An Đô. Bây giờ thoạt nhìn Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong phối hợp khá tốt. Có lẽ do cả hai đều muốn tiến bộ, muốn dựa vào sân khấu của An Đô mà tiến lên, vì thế ở rất nhiều quan điểm bọn họ có nhận thức chung. Về phần sự khác biệt trong vài chi tiết nhỏ thì có thể trao đổi để giải quyết vấn đề. Trong cục diện chính trị chỉnh thể của Y, thành phố An Đô là một quân cờ rất quan trọng, không thể thay thế. Mà Ninh Lăng dù có GDP vượt qua An Đô thì cũng không thay đổi được. Địa vị chính trị và vị trí địa lý của An Đô quyết định nó là trung tâm của An Nguyên. Có lẽ Ninh Lăng có thể thành đầu tàu kinh tế, có thể giống Thâm Quyến của Nam Việt, nhưng Thâm Quyến không bao giờ thay thế được vị trí của Dương Thành. Hai nơi đều có trọng điểm của mình. An Đô có nền tảng thâm hậu cũng là điều mà Ninh Lăng mới phát triển không thể so sánh. Từ tài nguyên nhân lực, tài nguyên nghiên cứu khoa học, trụ cột công nghiệp, tài nguyên chính trị thì Ninh Lăng đều không thể sánh bằng An Đô. Có lẽ Ninh Lăng có thể hơn An Đô về quan niệm tư tưởng, và xây dựng thể chế. Mà hai điểm này đủ để khiến Ninh Lăng từ một kẻ nhà quê thành kẻ giàu có nhất An Nguyên. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều thấy điểm này,
đều muốn làm ra động tác gì đó ở Ando khiến người ta phải chú ý. Mà hai người Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đều là kẻ lão luyện, đang trơ mắt nhìn kết quả tranh đấu giữa Triệu Quốc Đống và Lăng Chính Dược, sau đó mới xem sẽ nghe theo ai. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đương nhiên không phải là người muốn ở thế bị động, bọn họ cũng có tính chủ quan năng động, ai có thể được bọn họ tán thành về quan niệm tư tưởng, khiến bọn họ cho rằng quan điểm của Lăng Chính Dược hoặc Triệu Quốc Đống có thể khiến An Đô phát triển mạnh khỏe, chói mắt hơn, như vậy bọn họ sẽ dùng hành động chứng minh lực lượng của mình. Quân cờ An Đô không thể mất, mà đây cũng sẽ là chiến trường trong thời gian dài, ai có thể thắng được ở An Đô cũng là rất khó khăn. Thậm chí An Đô còn có thể không ngừng lắc lư điều chỉnh quan điểm giữa đôi bên, tìm kiếm thăng bằng. Nhưng xét đến cùng vẫn sẽ có kết quả. Từ trước mắt thì có vẻ như An Đô đang có khuynh hướng theo tư tưởng của Lăng Chính Dược, nhưng Triệu Quốc Đống không cho rằng Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong sẽ không có một chút sức phán đoán chính trị nào. Quan điểm của Lăng Chính Dược có lẽ mang lại một ít hiệu ứng kinh tế ngắn hạn. Nhưng về lợi ích lâu dài và hiệu quả tổng hợp thì quan điểm của Lăng Chính Dược là không khoa học hợp lý. Đây là cuộc chiến kéo dài, hai bên dồn chủ lực ở Ando. Nhưng ngoài trận chiến ở Ando ra thì vẫn còn có các nơi khác tuy yếu hơn nhưng vẫn khá quan trọng. Ví dụ như Ninh Lăng, Miên Châu cùng Thiên Châu. Ninh Lăng là căn cứ địa của Triệu Quốc Đống, là nơi biểu diễn thành tựu kinh tế của Triệu Quốc Đống. Mà hành lang khoa học kỹ thuật Miên Châu cũng do hắn tốn nhiều tâm trí mới khởi động lại được, hắn cũng hy vọng lợi dụng Miên Châu để đọ sức với Thông Thành, nơi Lăng Chính Dược toàn lực thúc đẩy thành điểm sáng. Về phần Thiên Châu, Triệu Quốc Đống cảm giác đây là nơi rất tốt để thí điểm. Khi mọi người không ôm hy vọng vào Thiên Châu, Triệu Quốc Đống hy vọng Thiên Châu có thể đưa ra một con đường phát triển thích hợp cho khu vực nghèo khó của mình. Không dám nói phục chê con đường phát triển của Ninh Lăng nhưng ít nhất có thể làm Thiên Châu có đột phá. Vào mùa hè thời tiết y rất nóng, thời tiết biến ảo khôn lường. Mưa bên Lô Hóa cùng Vinh Sơn càng lúc càng to dẫn tới nở núi đá khiến một chết, hai mất tích. Triệu Quốc Đống dẫn đội đến thị sát khu bị nạn. Nơi bị tai nạn chủ yếu nằm ở hai huyện miền núi giáp danh giữa Lô Hóa cùng Vinh Sơn. Bởi vì giao thông bế tắc hơn nữa đường núi hiểm trở nên đội ngũ cứu viện và vật tư muốn tiến vào là khá khó khăn. Mãi ba ngày sau người mất tích mới tìm được xác, mấy trăm người dân bị thiên tai được an bài thỏa đáng, Triệu Quốc Đống mới thở dài một tiếng. Căn cứ bên khí tượng dự báo thì sắp tới khu vực An Nam sẽ không mưa lớn, thời tiết hòa hoãn. Tình hình Vinh Sơn coi như tốt hơn một chút, đương nhiên làm thị trưởng Vinh Sơn vài năm, có uy tín khá cao ở Vinh Sơn, nhất là mấy năm qua Vinh Sơn không ngừng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, ngành sản xuất công nghiệp phát triển khá tốt. Vinh Sơn vốn có nhiều ngành truyền thống, sau khi thu hút vài tập đoàn lớn của nước ngoài thì kết cấu càng được cải thiện, một ít ngành tài liệu hóa chất mới đang dần hình thành ở Vinh Sơn. Đây trở thành điểm sáng của Vinh Sơn. Mặc dù kinh tế Vinh Sơn vẫn không thể so sánh với các đô thị phát triển nhanh hơn nhưng nếu so sánh với Lô Hóa nơi cũng khó khăn như mình trước đây thì chênh lệch là rất rõ ràng. Năm ngoái GDP của Vinh Sơn tăng 14,6%, mà Lô Hóa chỉ đạt có 4,8%, sự tương phản là quá rõ rệt. Hơn nữa vấn đề ổn định xã hội của Lô Hóa cũng không tốt. Hàng loạt công ty lớn của Lô Hóa phá sản khiến nhân viên các công ty này năm ngoái đã có 3 lần kéo lên Ủy ban tỉnh biểu tình với quy mô lớn. Từ lúc Triệu Quốc Đống đến làm quyền chủ tịch tỉnh tới nay, bên Ủy ban tỉnh cũng tiếp đón mấy lần quần chúng Lô Hóa lên kiện cáo. Triệu Quốc Đống thậm chí còn tự mình gặp mấy cán bộ Lô Hóa, nghe bọn họ phản ánh vấn đề. Bí thư thị ủy Lô Hóa, Tự Lương đã là bí thư thị ủy được vài năm, hắn được Tần Hạo Nghiên hết lòng ủng hộ làm bí thư thị ủy Lô Hóa, nhưng đáng tiếc biểu hiện của hắn ở Lô Hóa có thể nói là thê thảm. Kinh tế phát triển chậm, sự kiện quần thể không ngừng diễn ra, quan hệ giữa đảng, chính quyền khẩn trương, tình hình tài chính cấp bách, xây dựng đô thị lạc hậu, khiến cho tài chính thị xã không thể không dựa vào đất mà duy trì. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là điển hình dùng sai người ảnh hưởng sự phát triển của một địa phương. Tự Lương có tính cách mềm yếu nhưng ở nhiều vấn đề thiếu năng lực giao tiếp, thỏa hiệp, nhiều chuyện dùng biện pháp kéo dài, có thể nói mấy năm qua Lô Hóa có nhiều vấn đề. Mà thị trưởng Lô Hóa là cán bộ bản địa đi lên, sau khi Tự Lương làm bí thư thị ủy, vị thị trưởng kia cũng hết hy vọng. Vì thế thời kỳ đầu có quan hệ khẩn trương với Tự Lương. Về sau lại biến thành không quản chuyện gì cả, nó càng khiến tình hình Lô Hóa khó khăn hơn. Bây giờ thị trưởng đã gần tới tuổi, tỉnh ủy về cơ bản quyết định điều chỉnh toàn diện bộ máy Lô Hóa. Sắp tới sẽ điều chỉnh bí thư thị ủy, thị trưởng, phó bí thư thị ủy và phó thị trưởng thường trực, gần như muốn thay máu toàn bộ. Đây là hiện tượng rất hiếm thấy trừ trường hợp bộ máy tham ô, tham nhũng.
tình hình an nguyên rõ ràng là không cân bằng. Mấy nơi như Ninh Lăng, Hoài Khánh, Đường Giang, Thông Thành, Vinh Sơn phát triển rất nhanh, mà An Đô, Miên Châu, Thiên Châu, Lô Hóa lại phát triển khá chậm. Vì thế Triệu Quốc Đống sau khi khảo sát xong tình hình thiên tai ở hai thị xã, hắn cũng tiến hành điều tra ở hai nơi, cùng cân nhắc vấn đề còn tồn tại của bọn họ. Tình hình Vinh Sơn thì ủy ban tỉnh khá hài lòng, nhưng chúng ta cũng phải thấy tuy Vinh Sơn mấy năm nay phát triển nhanh nhưng so sánh với thời kỳ đầu những năm 90 thì địa vị của Vinh Sơn bây giờ không thể so sánh được, vẫn có chênh lệch khá lớn. Hai anh không thể kiêu ngạo tự mãn, còn phải kiên trì không ngừng. Triệu Quốc Đống đi ở giữa, bên trái là bí thư thị ủy Vinh Sơn, Lương Thành Bồi, bên phải là thị trưởng đương nhiên. Triệu Quốc Đống ở Vinh Sơn 3 ngày, hắn trọng điểm khảo sát mấy ngành nghề chính của Vinh Sơn như hóa chất, tài liệu hóa chất, hắn cũng tỏ vẻ hài lòng với thành tích mà Vinh Sơn đạt được nhưng cũng tỏ vẻ lo lắng. Tổng thể mà nói thì sản nghiệp của Vinh Sơn khá đơn nhất, lấy ngành hóa chất làm sản nghiệp trụ cột tuyệt đối, giá trị sản lượng chiếm trên 70% giá trị công nghiệp toàn thị xã. Dựa quá nhiều vào một ngành cũng mang tính mạo hiểm không nhỏ. Quyển 19, chương 92. Chủ tịch Triệu, tôi và thị trưởng Nhược Hiền mấy năm qua vẫn suy nghĩ vấn đề ngài vừa nói. Đó chính là sản nghiệp của chúng tôi quá đơn nhất, khá mạo hiểm. Làm như thế nào phân tán và hóa giải mạo hiểm, tôi và thị trưởng Nhược Hiền vẫn cân nhắc. Nhưng ngài cũng biết sản nghiệp bây giờ về cơ bản đã hình thành, muốn một lần nữa bồi dưỡng và phát triển sản nghiệp khác thì không dễ. Chúng tôi bây giờ cũng bất đắc dĩ. Lương Thành Bồi là người đàn ông béo lùn, mặt như Phật Di Lặc, trong toàn bộ lãnh đạo đảng ủy, chính quyền của 14 thành phố thị xã của An Nguyên thì y nổi tiếng tốt bụng, quan hệ rộng. Đương nhiên nói tốt bụng chỉ là ví dụ, sức ảnh hưởng của hắn ở Vinh Sơn rất mạnh, phối hợp khá ăn ý với đương nhiên. Bởi vì mấy năm trước Vinh Sơn thụt lùi quá sâu, hai người đều muốn Vinh Sơn thoát khỏi nhóm cuối nên hợp tác. Bây giờ cuối cùng đã thấy hiệu quả nhưng còn chưa dám thả lòng. Nhất là khi Triệu Quốc Đống đề cập kinh tế trong và ngoài nước có những nguy cơ rình rập cũng khiến Lương Thành Bồi chú ý. Lương Thành Bồi là người khá nhạy cảm trong kinh tế vĩ mô. Mặc dù về cách thức thực hiện cụ thể thì đương nhiên tốt hơn nhưng Lương Thành Bồi là một bí thư thị ủy đủ tư cách, chú ý vĩ mô, phóng quyền cụ thể. Bồi dưỡng sản nghiệp mới cần phải có quá trình, nhưng tôi tin hai anh có thể làm được điểm này. Trước đó Vinh Sơn đã có vài động tác đã cho thấy các anh ý thức được điểm này. Tôi biết hai anh có chút kế hoạch, tôi rất đồng ý. Nếu như yên ổn với hiện tại thì xu thế phát triển hiện nay của Vinh Sơn khá tốt, nhất là ngành hóa chất, nhưng không có nghĩa xu thế phát triển này sẽ duy trì liên tục. Vinh Sơn vừa phải xúc tiến thăng cấp sản nghiệp trụ cột, tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật của sản phẩm, chính quyền cần phải hỗ trợ về chính sách. Đồng thời Vinh Sơn cũng cần kết hợp tình hình thực tế của địa phương, tích cực tìm kiếm sản nghiệp mới, hai chân cùng đi mới tránh khỏi việc ngồi chờ chết khi cơn bão ập tới. Triệu Quốc Đống mỉm cười, hai vị này còn định chơi trò mai phục với mình. Công ty ắc quy Vinh Sơn đang cùng một viện nghiên cứu của quân đội hợp tác nghiên cứu khai thác pin chứa được nguồn năng lượng lớn. Mà Vinh Sơn cũng đang có một tập đoàn sản xuất pin khổng lồ đến đầu tư xây dựng nhà máy, dự tính một khi đàm phán xong thì vốn đầu tư sẽ trên 1 tỷ, cũng khiến ngành sản xuất pin, ắc quy của Vinh Sơn đạt đột phá lớn. Lương Thành Bồi và đương nhiên đều cười cười không nói. Hai hạng mục kia đều đang tích cực đàm phán. Có không ít đối thủ cạnh tranh. Hai người đều là nhân vật phải có thỏa thuận rõ ràng mới báo tin mừng, trước khi chuyện thành sẽ không lộ ra. Dù là báo cáo với Triệu Quốc Đống cũng không dám mạnh miệng vỗ ngực cam đoan. Được rồi, tôi cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua tôi nhắc các anh một câu, bất cứ ngành gì cũng tồn tại mạo hiểm về bảo vệ môi trường. Vinh Sơn lấy hóa chất làm sản nghiệp trụ cột thì ở điểm này càng không thể coi nhẹ, không nên đi theo hướng của Vĩnh Lương trước đây. Đến khi quần chúng nhân dân phản ứng mãnh liệt mới tìm biện pháp bù đắp. Như vậy chúng ta chẳng những phải trả giá lớn về kinh tế, còn phải trả giá lớn về chính trị, cũng làm chúng ta gánh chịu về lương tâm. Vì thế tôi đặc biệt nhắc hai anh ở ngành sản xuất pin, ắc quy càng phải thận trọng quyết định, xem kỹ quá trình công nghệ của bọn họ có phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường không. Không nên vì GDP ngắn hạn mà bỏ qua những thứ khác. Triệu Quốc Đống thận trọng nhắc nhở. Vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Quốc Đống làm hai người Lương Thành Bồi thấy áp lực. Quan điểm của Triệu Quốc Đống rất rõ ràng nghe qua như là dội gáo nước lạnh vào. Nhưng đối phương lại chuyên môn lấy Vĩnh Lương làm ví dụ khiến bọn họ hồi hộp. Thôi Hồng An ở Vĩnh Lương đã khua chiêng giống chống điều chỉnh kết cấu sản nghiệp vì thế hắn bị điều chỉnh, việc này tạo thành chấn động khá lớn trên chính trường An Nguyên. Một bí thư thị ủy kiên quyết chấp hành ý đồ của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh khóa trước,
kết quả bị chụp mũ thiếu biện pháp phát triển kinh tế, điều này sao không làm bí thư thị ủy, thị trưởng các nơi chấn động. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại nói rõ quan điểm của hắn. Ngành sản xuất pin muốn không ô nhiễm môi trường là rất khó khăn. Giờ Triệu Quốc Đống nói trước, Vinh Sơn nếu có vấn đề ở phương diện này sợ khó báo cáo. Nhưng hai hạng mục này bí thư tỉnh ủy Lăng đều hỏi tới, cũng khá chú ý, yêu cầu Vinh Sơn nắm bắt cơ hội xúc tiến hai hạng mục này đầu tư vào Vinh Sơn. Đây là một vấn đề khó khăn nhưng không thể né tránh. Đinh Sâm đi. Trung ương chính thức miễn đi chức thường vụ tỉnh ủy, ủy viên tỉnh ủy An Nguyên của hắn, tỉnh ủy cũng miễn chức bí thư đảng ủy chính pháp của hắn, chính thức bổ nhiệm Tương Hữu Tuyền làm bí thư đảng ủy chính pháp. Cùng lúc đó Đinh Sâm được bổ nhiệm làm phó bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong buổi tiễn đưa, Triệu Quốc Đống cùng Đinh Sâm uống mấy chén, Đinh Sâm cũng có chút men say. Đương nhiên Triệu Quốc Đống và Đinh Sâm uống vài chén đều tìm được đủ lý do, điều này làm Đinh Sâm cũng có chút cảm động. Trí nhớ của Triệu Quốc Đống luôn điều động được không khí, làm Đinh Sâm không thể từ chối. Lăng Chính Dược không uống được nên chỉ hơi nhấp môi mà thôi, vì thế Triệu Quốc Đống trở thành đại tướng. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Đinh Sâm phải nói từ lúc Triệu Quốc Đống xử lý sự kiện quần thể ở Hoài Khánh, rồi tới sự kiện giải tỏa. Khi ấy Nghiêm Lập Dân làm phó giám đốc thường trực sở công an gây khó dễ, về sau Đinh Sâm ra mặt giải vây. Tất cả như một đoạn phim chợt lóe rồi biến mất trong đầu Triệu Quốc Đống. Không có bữa tiệc nào không toàn, Đinh Sâm mặc dù không xem như hoàn toàn ủng hộ chính mình, nhưng về tổng thể mà nói thì cũng khá thân thiện với mình. Ở vấn đề mà Đinh Sâm không tán thành thì đều duy trì im lặng hoặc có thái độ hợp tác làm Triệu Quốc Đống rất cảm kích. Nhưng lúc này Đinh Sâm đã đi. Đến Bộ Tư pháp chỉ là điều ngang cấp nhưng đối với cán bộ đã tới tuổi lại có thể lên bộ nhận chức, về sau nếu hoạt động tốt làm 2 năm đi xuống dưới thì có thể lên một cấp. Đinh Sâm đi, Tương Hữu Tuyền sẽ lên làm bí thư đảng ủy chính pháp. Triệu Quốc Đống còn chưa biết nhiều tin tức về Tương Hữu Tuyền. Chẳng qua trực giác nói cho hắn biết Tương Hữu Tuyền và Lăng Chính Dược ít nhất còn chưa có bao quan hệ. Bộ Phú Hải đang không ngừng cường hóa ảnh hưởng của hắn trong bộ máy lãnh đạo Sở Công an, muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự trước khi Đinh Sâm và Tương Hữu Tuyền chuyển giao công việc. Đây chính là một tín hiệu bởi vì Bộ Phú Hải là người của Lăng Chính Dược. Bộ Phú Hải đã đến chỗ mình một lần, báo cáo qua về việc điều chỉnh bộ máy Sở Công an. Sở Công an có 2 vị phó giám đốc sắp tới tuổi, một vị khác đi lại gần với Bộ Phú Hải. Nghe nói tỉnh ủy có ý muốn điều đến làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố An Đô thay Lưu Triệu Quốc. Đương nhiên còn cần trao đổi với thị ủy An Đô. Triệu Quốc Đống cảm thấy Bộ Phú Hải muốn tận dụng thời gian khi Tương Hữu Tuyền chưa có thân phận rõ ràng mà tiến hành thay đổi nhân sự cho xong, có điểm như điều chỉnh đột kích. Triệu Quốc Đống lấy lý do bên thành phố An Đô thì bí thư đảng ủy chính pháp không thích hợp kiêm chức cục trưởng nên đề nghị sở công an trưng cầu ý kiến của An Đô. Ngoài ra bên đảng ủy chính pháp chưa có thái độ rõ ràng nên tạm thời dừng việc điều chỉnh bộ máy sở công an. Làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp An Đô thì không có vấn đề mấy nhưng có thể làm cục trưởng cục công an hay không lại khác. Nghe nói Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong cũng không quá đồng ý bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố, vì thế ở điểm này ý đồ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và sở công an bị lực cản. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có ý kéo dài nên chuyện bị gác lại. Bây giờ Tương Hữu Tuyền làm bí thư đảng ủy chính pháp, như vậy việc thay đổi nhân sự trong hệ thống chính pháp tỉnh cần phải được đảng ủy chính pháp tỉnh ủy đồng ý. Triệu Quốc Đống không tin Tương Hữu Tuyền muốn làm người thừa, nếu như vậy thì hắn không cần tới An Nguyên, cũng sẽ không phải một thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy chính pháp đủ tư cách. Đảng ủy chính pháp có sức ảnh hưởng lớn đối với hệ thống chính pháp, mà muốn thể hiện sức ảnh hưởng thì quyền lực trong vấn đề nhân sự là quan trọng nhất. Điểm này anh không bắt được thì không ai nghe lời anh. Triệu Quốc Đống đã sớm hy vọng tìm một cơ hội thích hợp để trao đổi với Tương Hữu Tuyền. Hôm nay có lẽ là thích hợp. Lăng Chính Dược ăn xong dẫn đầu đi trước, đi theo hắn còn có Trần Anh Lộc cùng Tề Hoa, Long Ứng Hoa bởi vì đến khu vực Duyên Hải khảo sát nên không tham gia. Các thường vụ ăn xong đều rời đi, Đinh Sâm có chút men say nên được thư ký đưa về. Mà Triệu Quốc Đống và Tương Hữu Tuyền vẫn ở lại uống vài chén. Tương Hữu Tuyền uống khá tốt, uống mấy chén mà không có bất cứ phản ứng gì. Triệu Quốc Đống cảm thấy không khí bây giờ rất thích hợp để nói chuyện, chỉ là không biết Tương Hữu Tuyền có cảm giác đó hay không. Quyển 19, chương 9-13. Tương Hữu Tuyền cũng đang tìm cơ hội ngồi nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Đối với vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi này, Tương Hữu Tuyền thực tế sớm có ấn tượng rất sâu.
mấy năm trước lúc hắn làm viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Tần đã thụ lý một vụ án vi phạm bản quyền liên quan tới một công ty ở thị xã Ninh Lăng, y cũng đã gọi điện trao đổi với Viện trưởng Viện Kiểm sát An Nguyên. Bởi vì số tiền liên quan tới vụ án không nhỏ, lại là kỹ thuật độc quyền nên coi như vụ án mới lạ, cần phải tiến hành biện pháp phong tỏa tài sản của công ty kia nhưng bị thị ủy, ủy ban Ninh Lăng kiên quyết phản đối. Bởi vì đảng ủy chính pháp thị xã Ninh Lăng cho rằng vụ án này có nhiều điểm chưa đúng, hơn nữa càng quan trọng hơn chính là số tiền dính tới vụ án không đáng là bao so với danh dự của công ty kia, vì thế kiên quyết phản đối việc phong tỏa tài sản, cho rằng như vậy ảnh những hội ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của công ty, còn ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Lúc ấy Tương Hữu Tuyền khá tức giận, cho rằng đó là hành vi bảo vệ chủ nghĩa địa phương, nhưng sau đó khi có kết quả của tòa án tuy công ty không phục nhưng do Ninh Lăng ra mặt giải thích nên vẫn bồi thường theo quyết định của tòa án. Nghe nói lúc ấy nhân viên tòa án giao tiếp với bên công ty tuy nói không phục nhưng bọn họ sẽ phục tùng pháp luật, không muốn vì không chấp hành hoặc kéo dài mà ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Nhân viên công tác đã báo cáo vấn đề này với Tương Hữu Tuyền có chút tò mò. Một công ty tư nhân vì không bị ảnh hưởng đến danh tiếng ở một địa phương mà lập tức chấp hành phán quyết của tòa án, đây là lần đầu hắn nghe được. Vì thế Tương Hữu Tuyền rất sợ hãi với hệ thống tín dụng mà Ninh Lăng xây dựng. Cũng vì thế mà hắn tìm hiểu rõ về kinh nghiệm và cách làm trong phương diện này của Ninh Lăng. Ninh Lăng gần như tốn rất nhiều tâm trí để xây dựng hệ thống tín dụng này, hơn nữa đầu tư rất nhiều nhưng cũng tạo ra hiệu quả rất lớn. Hắn lúc ấy biết công trình này do nguyên bí thư thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống dốc lòng thôi động, lúc trước có nhiều người không quá giải thích, nhưng sau khi thấy được tác dụng rất lớn từ hệ thống tín dụng này đối với nền kinh tế Ninh Lăng, rất nhiều người mới ý thức được quan điểm trước đó của Triệu Quốc Đống đi trước thời đại như thế nào. Đúng là vì nhân tố này nên Tương Hữu Tuyền có ấn tượng rất sâu về Triệu Quốc Đống. Nhất là một bí thư thị ủy mới 34 tuổi đã thành thường vụ thị ủy An Nguyên. Triệu Quốc Đống không biết đối phương đã chú ý mình từ trước, thậm chí còn rất muốn tìm hiểu về mình. Tỉnh ủy lần này tổ chức buổi liên hoan chia tay Đinh Sâm ở khách sạn quốc tế Cẩm Giang, đây là khách sạn 5 sao có sắc thái nhà nước. Mặc dù nó là khách sạn kinh doanh nhưng bởi vì nó được coi là khách sạn 5 sao sớm nhất của Ando, trong thời gian dài chịu trách nhiệm tiếp đón khách quan trọng của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên, thị ủy, ủy ban Ando. Vì thế dần dà nó trở thành khách sạn mang sắc thái nhà nước. Chẳng qua theo cải cách diễn ra, việc đối ngoại càng lúc càng xâm nhập nên khách sạn các cấp ở thành phố Ando mọc lên như nấm sau mưa, khách sạn 5 sao cũng càng lúc càng nhiều. Các khách sạn kia cũng tìm mọi cách quan hệ với tỉnh, thành phố, muốn đảng ủy, chính quyền đến tiếp đón khách ở mình, vì thế Cẩm Giang dần giảm ảnh hưởng của mình đi. Chẳng qua mặc dù số lượng khách nhà nước giảm nhưng vẫn có con đường cung cấp khách khá ổn định. Theo Triệu Quốc Đống thấy sau khi mình đề xuất ngồi nói chuyện một lúc, Tương Hữu Tuyền rất sảng khoái nhận lời, điều này cũng nói rõ một vài thứ. Tình hình trong tỉnh bây giờ khá hỗn độn, các thường vụ ở nhiều vấn đề và trường hợp đều có ý né tránh mình, có thể thoải mái nhận lời mời như vậy cũng nói rõ Tương Hữu Tuyền không phải là kẻ muốn ngồi không. Đây đương nhiên là việc tốt. Tương Hữu Tuyền ít ra đã cho thấy dũng khí của mình. Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Tương Hữu Tuyền sẽ không hề giữ lại ủng hộ. Hắn chỉ hy vọng có thể có một cơ hội trao đổi với đối phương về quan điểm của mình. Đây là cơ sở hợp tác, ít nhất phải hiểu được ý kiến, thái độ của đối phương với những vấn đề lớn của chính quyền, đồng thời hắn có thể lắng nghe được quan điểm lập trường của đối phương. Bắt đầu từ hôm nay anh chính thức thực hiện chức trách của bí thư đảng ủy chính pháp, hôm qua tỉnh ủy đã có văn kiện chính thức. Cuộc sống nhàn nhã đứng ngoài cuộc của anh đã kết thúc, trọng trách không nhẹ. Triệu Quốc Đống tự mình rót trà cho Tương Hữu Tuyền. Tương Hữu Tuyền rất lễ phép tỏ vẻ cảm ơn, dùng hai tay nhận lấy. Anh thử xem, đây là trà Thanh Châm cực phẩm ở nông thôn Hoài Khánh, một cấp dưới cũ lúc tới thăm đã đưa cho tôi, tinh khiết, sạch, tuyệt đối không ô nhiễm. Cây chè mọc trên núi cao, từ bề ngoài thấy không đẹp mắt bằng chè người dân trồng nhưng mùi vị rất khác. Tương Hữu Tuyền gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc chén trà, nước trà xanh biếc làm người ta nhìn cũng thấy vui mắt. Rát được, chủ tịch tỉnh công tác ở Hoài Khánh bao lâu? Tương Hữu Tuyền thuận miệng nói. Ừ, thời gian không lâu lắm, chỉ có hơn năm nhưng tôi có ấn tượng rất sâu về Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cười cười. Kinh nghiệm công tác ở mỗi nơi đều là tài sản quý giá, có thể làm cho người ta học được rất nhiều thứ. Đúng vậy, tôi rất đồng ý quan điểm này. Công tác ở mỗi vị trí khác nhau sẽ làm anh có thể đứng ở góc độ khác nhau mà đánh giá vấn đề,
cũng có ích cho VA hoàn thiện thế giới quan của mình, nó sẽ thể hiện ra trong giai đoạn công việc tiếp theo của anh. Tương Hữu Tuyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi cũng hy vọng kinh nghiệm công tác ở An Nguyên của mình sẽ là tài sản quý giá. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, Tương Hữu Tuyền còn thông minh hơn mình nghĩ. Áp lực công việc về trị an xã hội và ổn định của An Nguyên là rất lớn. Do xã hội trong giai đoạn chuyển mình, các loại mâu thuẫn đan xen, tôi đoán sau Đại hội Đảng 17 thì Trung ương sẽ đặt ra yêu cầu càng lúc càng về duy trì ổn định xã hội, trị an xã hội tốt đẹp. Xã hội ổn định là căn bản của phát triển xã hội, công tác của anh sẽ có áp lực càng lúc càng lớn. Anh cần chuẩn bị tư tưởng. Triệu Quốc Đống nói như ẩn chứa vài phần mong chờ, Tương Hữu Tuyền cố gắng phân tích cân nhắc nhưng đối phương không đề cập chuyện cụ thể. Mấy tháng qua Tương Hữu Tuyền mặc dù cũng tìm hiểu công việc mình sắp tiếp nhận nhưng cảm thấy công tác chính pháp rất phức tạp, nhất là ở vài ngành cụ thể thì tình hình càng đột xuất. Tương Hữu Tuyền cũng từng làm bí thư đảng ủy chính pháp cấp thị xã, cũng biết làm như thế nào để đảng ủy chính pháp phát huy sức ảnh hưởng và khống chế được hệ thống chính pháp trong tay, đồng thời cũng hiểu cách mà lãnh đạo chủ yếu của tỉnh phát huy sức ảnh hưởng và tác dụng lãnh đạo đối với đảng ủy chính pháp. Đảng ủy chính pháp muốn phát huy ảnh hưởng và khống chế hệ thống chính pháp thì cần phải bắt tay vào từ vấn đề nhân sự. Mà lãnh đạo chủ yếu cũng sẽ dùng vấn đề nhân sự để xen vào đảng ủy chính pháp. Chủ tịch, tôi mới tới, anh đã công tác ở An Nguyên hơn chục năm, hiểu rõ tình hình của An Nguyên. Tôi bây giờ lại vừa bắt tay vào công việc nên nhiều việc còn chưa thể tiến vào. Vì thế còn cần nhờ anh chỉ điểm và cho ý kiến. Tương Hữu Tuyền nhẹ nhàng ném đề tài về cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm chén trà lắc lắc cho chén trà di động. Hắn nhíu mày như suy nghĩ, hoặc là đang có quyết định nào đấy. Anh cũng biết tôi từng làm cảnh sát, có tình cảm rất sâu với công tác chính pháp. Tôi vẫn cho rằng trong giai đoạn hiện nay thì phát triển xã hội đầu tiên cần hoàn cảnh ổn định hài hòa, mà hoàn cảnh cần có đội ngũ chính pháp có tố chất cao bảo đảm. Mà tôi cũng nhớ kỹ một câu, an nguy thiên hạ, hệ thống công an đi đầu, đủ thấy tầm quan trọng của công tác chính pháp. Tôi cảm thấy cần phải tăng cường công tác chính pháp, phát huy sự lãnh đạo của đảng ủy chính pháp đối với hệ thống chính pháp. Quyển 19, chương 9-14. Mắt Tương Hữu Tuyền híp lại, Triệu Quốc Đống nói rất có ý tứ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì đối phương nói không hề sai. Chính ủy đại biểu tỉnh ủy lãnh đạo công tác chính pháp, có quyền độc lập tương đối. Nếu như không phải công tác chính pháp khá đặc thù thì đâu cần phải có đảng ủy chính pháp cơ chứ. Bình thường mà nói thì đảng ủy chính pháp thường dễ xung đột với chính quyền hơn. Ví dụ như công an và bên tư pháp là ngành do chính quyền quản lý, đảng ủy chính pháp thò tay quá dài, quan tâm quá nhiều vào hai ngành này sẽ khiến chính quyền phản cảm mới đúng. Thái độ này của Triệu Quốc Đống chính là tung cành ô liu về phía mình, cũng cho thấy hắn sẽ ủng hộ mình phát huy tác dụng lãnh đạo lớn hơn nữa đối với hệ thống chính pháp. Nghĩ đến một loạt động tác trước đó của Bộ Phú Hải, Tương Hữu Tuyền rất nhạy cảm nhìn ra gì đó. Xem ra Triệu Quốc Đống không hài lòng với biểu hiện của Bộ Phú Hải. Cơ hội này rất tốt, là cơ hội tăng sự lãnh đạo của đảng ủy chính pháp đối với cơ quan công an. Chủ tịch, tôi tới An Nguyên được 2 tháng nên cảm thấy tình hình an ninh trật tự và ổn định của tỉnh ta không quá tốt. Nhất là theo kinh tế phát triển một ít mâu thuẫn xã hội càng đột xuất. Làm như thế nào ở tình hình mới mà tăng cường phát huy tác dụng của cơ quan chức năng, giữ gìn sự phát triển lâu dài của quốc gia? Cung cấp hoàn cảnh xã hội ổn định tốt đẹp để phát triển kinh tế là nhân viên nặng nề đối với hệ thống chính pháp. Mà như vậy cũng cần yêu cầu hệ thống chính pháp phải có trí tuệ, nghị lực, dũng khí đối mặt khó khăn, cần đội ngũ chính pháp có tố chất tốt, tăng tố chất nghiệp vụ và chính trị của cán bộ lãnh đạo, xây dựng bộ máy tốt. Tương Hữu Tuyền nói làm Triệu Quốc Đống ý thức được vị tân bí thư đảng ủy chính pháp này có hùng tâm. Mình chỉ thoáng chuyển đề tài mà hắn đã hiểu ra ý trong lời nói của mình. Tính quan trọng của đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ lãnh đạo là không thể bỏ qua. Mình ám chỉ, hắn hiểu được, còn sau đây làm như thế nào thì tin rằng mình và Tương Hữu Tuyền sẽ tìm được một ý kiến chung cả hai bên cùng chấp nhận được. Triệu Quốc Đống đẩy đề tài sang tình hình an ninh trật tự xã hội gần đây, đến hiện tượng có thế lực ngầm trong lĩnh vực xây dựng, đối với các vị án kinh tế trong lĩnh vực tài chính. Tương Hữu Tuyền có kiến thức uyên bác trong phương diện này. Người xuất thân viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Tần quả nhiên không bình thường, tùy tiện đề tài nào được đưa ra thì hắn cũng có thể đưa ra quan điểm của mình. Triệu Quốc Đống cảm thấy vị tân bí thư đảng ủy chính pháp này có trình độ lý luận và năng lực thực tế rất tốt, không phải người chỉ biết khoe khoang. Uống hết ấm trà, men rượu của cả hai bớt đi không ít, khoảng cách cũng gần lại hơn nhiều. Tương Hữu Tuyền cũng bội phục vì quan điểm sắc bén của Triệu Quốc Đống trong công tác chính pháp.
Đương nhiên đối phương có lẽ có thân phận khác nên ở nhiều vấn đề cũng dám nói ra các quan điểm mà bình thường Tương Hữu Tuyền không nghe thấy. Nhưng Tương Hữu Tuyền cảm thấy đối phương rất có khí phách, là người dám nghĩ dám làm. Thật lòng mà nói Tương Hữu Tuyền thích qua lại với lãnh đạo có tính cách như thế này hơn. Uống 2-3 lượt nước làm trà nhạt vị hơn, hai người vẫn còn hứng thú nói chuyện nên Tương Hữu Tuyền mời Triệu Quốc Đống đi dạo ở vườn hoa Cẩm Giang, Triệu Quốc Đống lập tức nhận lời. Vườn hoa Cẩm Giang là đoạn vườn dài 300 mét cạnh dòng Thanh Khê của khách sạn Cẩm Giang. Vườn hoa cách khách sạn một con đường, rất nhiều khách đều thích ăn cơm xong liền sang bên đây đi dạo. Nhất là trong mùa hè thì những làn gió từ sông thổi vào làm người ta mát mẻ. Triệu Quốc Đống cùng Tương Hữu Tuyền không có đi thang máy mà đi bộ từ tầng 4 xuống tầng 1, cũng coi như rèn luyện sức khỏe. Tầng 3, 4 của khách sạn Cẩm Giang đều là dành cho khách quý. Chẳng qua tầng 4 gồm các phòng lớn chứa được nhiều người, đương nhiên cũng có gian dành riêng, ví dụ như chuyên môn để các cơ quan chức năng của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh tiếp khách. Thư ký của Triệu Quốc Đống và Tương Hữu Tuyền rất biết ý đi ở phía trước vài bước. Làm thư ký đầu tiên phải có ánh mắt, thấy Triệu Quốc Đống và Tương Hữu Tuyền nói chuyện vui vẻ, hai thư ký cũng cách xa đôi chút để tránh làm phiền tới lãnh đạo, đồng thời cũng rất tự nhiên dẫn đường. Lô Giã cũng là cách nơi này vài bước. Ở khách sạn cao cấp như thế này bình thường không có vấn đề gì nhưng cũng không có nghĩa anh được thả lòng. Cầu thang bộ rất rộng, Triệu Quốc Đống và Tương Hữu Tuyền đi song song tới lầu 3 chỉ nghe thấy ở một góc truyền tới âm thanh. Chẳng qua hai vị thư ký đi trước không chú ý mà tiếp tục đi, Triệu Quốc Đống cùng Tương Hữu Tuyền cũng không có để ý, tiếp tục vừa nói chuyện vừa đi xuống. Giọng ở góc kia đột nhiên lớn hơn đôi chút, Tương Hữu Tuyền thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống đột nhiên hiện ra vẻ kỳ quái như muốn vểnh tai nghe. Hắn có chút kinh ngạc, chủ tịch Triệu này lại hứng thú với mấy việc nhỏ nhặt phát sinh ngẫu nhiên như vậy sao? Góc bên kia có một nam một nữ đang tranh chấp gì đó. Thấy Triệu Quốc Đống thậm chí dừng lại lắng nghe, Tương Hữu Tuyền cũng chỉ có thể dừng lại kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Sao vậy, Triệu Quốc Đống bình thường luôn tỏ vẻ bình tĩnh sao lại có vẻ mặt như thế này nhỉ? Vừa giật mình lại có chút nhăn nhó. Sao vậy chủ tịch Triệu, có phải là thấy không thoải mái? Tương Hữu Tuyền thấy trên mặt Triệu Quốc Đống thoáng hiện tia kỳ quái nên quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là nghe thấy giọng một người bạn, có lẽ tôi nghe nhầm. Triệu Quốc Đống hạ giọng nói như chuẩn bị đi tiếp nhưng trong nháy mắt đó giọng bên kia đã lớn tiếng hơn. Đáng ghét, Khương Trường Tùng muốn nhảy múa, ca hát thì trong cơ quan có nhiều phụ nữ mà, sao cứ muốn tôi đi cùng. Tôi không phải tiểu thư tiếp khách nhảy, không có nghĩa vụ này. Một giọng nữ vừa tức vừa có chút yếu ớt vang lên chui vào tai Triệu Quốc Đống làm hắn vô thức cảm thấy xúc động. Tiểu Đường, cô sao vậy? Hôm nay là phân cục và chính ủy chúng ta liên hoan, gì mà là gái nhảy chứ, hồ đồ. Giọng nam trầm thấp vang lên. Bí thư Khương là ai, sao lại là đáng ghét? Đây là buổi liên hoan bình thường của phân cục cùng chính ủy, cô sao lại có suy nghĩ như vậy, quả thực hoang đường. Phân cục trưởng Vương, tôi hôm nay thật sự có chút không thoải mái. Tôi muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Cần có chút yếu ớt nói. Tiểu Đường, cô như vậy là không được. Hôm nay cô toàn đùn đẩy không uống, Bí Thư Khương mời cô chỉ uống nửa chén. Sếp Lý bảo cô mời Bí Thư Khương một chén, cô đùn đẩy mãi. Cô không thấy sếp Lý rất khó chịu sao? Bây giờ cô lại đi, sếp Lý nhất định sẽ tức, đây là không lễ phép. Tôi nghĩ cô không muốn thấy sếp Lý tức chứ. Đến lúc ấy tôi cũng không tiện nói chuyện. Sắp ăn xong rồi. Mọi người cùng đi hát, nhảy, có gì không được chứ? Sao cô nghĩ phức tạp như vậy? Nhưng mà sếp Phương, tôi thật sự không thoải mái, vừa nãy uống mấy chén gấp quá nên dạ dày tôi khó chịu. Đường Cẩn đáng thương nói. Ngài giúp tôi được không? Tôi xin ngài. Cô là cán bộ trung tầng của phân cục, cô đi tới vị trí này là không dễ dàng gì, làm việc cố gắng, chăm chỉ. Năm trước mới vào đảng, năm nay phân cục muốn đề bạt cô thành trưởng phòng. Cô cần phải quý trọng cơ hội này chứ. Sếp Phương bắt đầu nói với giọng uy hiếp. Không phải tôi không giúp cô mà là không giúp được. Cô biết tính của cục trưởng Lý đó, nếu tức thì dù là ai cũng không bảo vệ được cô. Đi vào thôi, cô thật sự mệt thì lát uống gì đó giải rượu. Quyển 19, chương 95. Sếp Phương, tôi thật sự không muốn đi. Cục có bao người ở trong đó như vậy, tôi không đi cũng được mà. Giọng Đường Cần có chút mềm yếu. Hôm nào tôi sẽ xin lỗi Bí Thư Khương và sếp Lý. Hôm nào, Đường Cần, tính của sếp Lý cô không phải không biết, chớ chọc y giận. Tôi nói với cô, hôm nay là do phân cục và chính ủy liên hoan,
đồng thời cũng là do sếp Lý chúc mừng bí thư Khương, bí thư Khương lập tức sẽ lên làm phó bí thư quận, cô biết không? Sếp Phương bắt đầu lạnh lùng nói. Cô nếu gây ảnh hưởng thì không phải làm khó dễ sếp Lý sao? Cô về nhà làm gì, có bạn trai hả? Sếp Phương. Bị đối phương ép, Đường Cẩn không quá thích ứng. Sếp Phương bình thường khá thân thiện nhưng bây giờ đã trở mặt làm Đường Cẩn không biết làm sao. Nhưng cô đúng là không muốn đi tiếp bí thư Khương kia. Mấy lần cơ quan mời khách chỉ cần có bí thư Khương tham gia là xế Lý đều gọi cô và mấy nữ đồng nghiệp đi. Mới đầu cô không để ý nhưng về sau cảm thấy trong mắt bí thư Khương hiện lên tia khác thường làm người ta khó chịu. Nhảy với hắn hai lần, mặc dù hắn không sờ soạng gì nhưng luôn thích kéo sát vào, điều này làm ốc không quen. Hai lần trước cô đều lấy cớ để lặng lẽ chuồn đi nhưng hôm nay cô cảm thấy nếu mình mà đến phòng hát rồi chuồn đi sợ không dễ. Vì thế cô quyết định không đi, ai ngờ sếp Phương lại đuổi theo tới. Đường Cẩn, cô chỉ nhảy, hát với bí thư Khương thì sao chứ? Chẳng lẽ cô không tin bí thư Khương và sếp Lý? Trước bao người bọn họ có thể làm gì? Mọi người ngồi hát hò vui vẻ mà thôi. Cô không đi thì bí thư Khương mất hứng, sếp Khương tức giận thì cô. Giọng họ Vương lại đổi sang thân thiết. Nghe tôi nói một câu, tôi sẽ không hại cô đâu, đi đi, bí thư Khương và sếp Lý lập tức sẽ ra đó. Đường Cẩn còn định từ chối thì cửa phòng bên đã mở, đoàn người đã đi ra. Hai người đi trước mặt đỏ bừng lên vì rượu. Đức Bình, Đường Cẩn, đi hát thôi. Giọng ca của bí thư Khương nghe nói là đứng hàng đầu của quận ủy, hai lần trước tôi không đi được, tôi đã lâu không nghe bí thư Khương hát. Hôm nay phải xem trình độ của bí thư Khương tăng lên bao nhiêu. Người đi tới là người đàn ông 40 tuổi, đầu chọc, bụng to trông rất khí thế. Ha ha, giọng tôi đâu dám xếp hạng ở quận ủy, chẳng qua so với người khác thì tôi tự tin về mình đôi chút. Bí thư họ Khương có dáng người cao hơn họ Lý đôi chút, tay cầm một chiếc quạt giấy trông khá nho nhã. Sếp Lý, hôm nay tôi hơi mệt muốn về nghỉ sớm một chút. Đường Cẩn gần như lấy hết can đảm nói ra câu cuối cùng này. Nói xong cô thấy mặt sếp Lý xa sầm lại nên không dám nói thêm nửa cuối. Không khí trở nên xấu hổ vài giây, bí thư Khương ra vẻ rộng lượng cười cười nhìn họ Lý. Tiểu Đường nếu không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi, không sao đâu. Lão Lý, chúng ta vào chứ. Ha ha, không sao đâu bí thư Khương, Tiểu Đường đây là tức nên nói như vậy. Ai bảo hôm nay biểu hiện của anh không tốt, Đường Cẩn mời anh uống, có phải anh không cụng ly không? Nếu không chính là không trả lễ cho Đường Cẩn. Vẻ mặt họ Lý tốt hơn đôi chút. Không phải sếp Lý, tôi thật sự là có chút không thoải mái, bí thư Khương, xin lỗi, không thể cùng ngài. Đường Cẩn cắn môi nói. Mặt họ Lý lại trở nên lạnh lùng, y nhìn chằm chằm vào mặt Đường Cẩn. Đường Cẩn, hôm nay là liên hoan, cán bộ trung tầng đều phải tham gia, cô không tham gia là sao hả? Đây là nhiệm vụ, cô hiểu không? Sếp Lý. Tôi thấy vẻ mặt Đường Cẩn đúng là không tốt, có thể là thật sự không thoải mái nên mới vậy. Một người đàn ông phía sau thật sự không nhịn được nên xen vào. Lão Lý, bỏ đi, Tiểu Đường có lẽ không thích mấy nơi như thế này, o sao? Bí thư Khương lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Nếu không sẽ là tôi làm mất lòng Tiểu Đường, khiến Tiểu Đường khó chịu. Minh Diệu, anh nói có đúng không? Tiểu Đường, bí thư Khương đã nói như vậy, cô sao còn không hiểu chuyện? Sếp Phương thấy mặt họ Lý khó chịu, nhướng mày định phát tác nên vội vàng giảng hòa. Vào trong ngồi một lát đi. Hừ, họ Lý đi thẳng tới trước. Bí thư Khương, chúng ta đi thôi, không sao. Họ Vương trừng mắt nhìn Đường Cẩn. Đường Cẩn, cô tự quyết định đi. Vừa nói hắn vội vàng đuổi theo mấy người đằng trước. Từ nơi này đi sang tòa nhà bên cạnh chính là nơi ca hát, giải trí của khách sạn Cẩm Giang, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng truyền sang bên này. Tương Hữu Tuyền có chút khó hiểu sao Triệu Quốc Đống lại dừng ở đây. Cách một khoảng rẽ nên không thấy cảnh bên kia nhưng từ giọng đối phương Tương Hữu Tuyền cũng đoán ra được đôi chút. Hình như một phân cục ở quận An Đô và bên đảng ủy chính pháp chính ủy liên hoan, cứ bắt một người phụ nữ đi hát, nhảy với bí thư Khương kia. Nhưng người phụ nữ kia không muốn, mấy vị lãnh đạo mất hứng nên uy hiếp. Chuyện này Tương Hữu Tuyền cũng oán giận. Chẳng qua trường hợp này tựa hồ cũng không quá thích hợp người như hắn và Triệu Quốc Đống ra mặt can thiệp. Hơn nữa hắn cũng rất khó hiểu Triệu Quốc Đống sao ngay từ đầu có phản ứng lớn như vậy. Ít nhất biểu hiện của đối phương làm hắn biết Triệu Quốc Đống có quan hệ gì đó với người phụ nữ tên Đường Cẩn kia. Hừ hừ, đây là tốt chất đội ngũ chính pháp An Nguyên chúng ta. Bí thư Hữu Tuyền,
anh nói xem đây là đội ngũ cán bộ có tố chất đáng tin sao? Triệu Quốc Đống gần như rít qua kẽ răng, giọng ép thấp xuống, mặt rất lạnh lùng. Mặt Tương Hữu Tuyền nóng lên, mặc dù hắn mới làm bí thư đảng ủy chính pháp nhưng lúc trước hai người trao đổi về tố chất đội ngũ chính pháp, Triệu Quốc Đống đưa ra đội ngũ chính pháp An Nguyên có không ít vấn đề, nhất là tố chất của cán bộ lãnh đạo. Tương Hữu Tuyền còn cảm thấy quan điểm của Triệu Quốc Đống không công bằng vì thế tranh luận một phen. Bây giờ gặp vấn đề ngay, Tương Hữu Tuyền sao không mất mặt? Chủ tịch, chuyện này đúng là làm đội ngũ chính pháp chúng tôi mất mặt. Ừ, anh biết người phụ nữ tên Đường Cẩn kia. Tương Hữu Tuyền trầm ngâm một chút mới hỏi. Triệu Quốc Đống không đáp, lát sau mới nói. Đó là mối tình đầu của tôi, cùng học ở trường trung cấp cảnh sát An Nguyên, bây giờ chắc đang công tác ở phân cục Thiên Hà. Tôi đã lâu không gặp. Vậy đám người vừa rồi là ở quận Thiên Hà và phân cục Thiên Hà. Tương Hữu Tuyền giật mình, giọng cũng đổi. Hắn không muốn xen vào chuyện như thế này nhưng câu nói kia của Triệu Quốc Đống làm hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Triệu Quốc Đống có thể nói ra câu này đương nhiên là không coi mình là người ngoài, cũng có thể là do xúc động. Nhưng đối với người làm tới chủ tịch tỉnh như Triệu Quốc Đống thì tâm trạng có kích động tới đâu cũng có thể khống chế được. Tương Hữu Tuyền suy nghĩ thật nhanh xem nên ứng phó chuyện này như thế nào. Trong lúc nhất thời hắn cũng hiểu rất khó giải quyết, mình ra mặt nói gì đó cũng quá buồn cười. Nhưng nếu bỏ mặc chỉ sợ Triệu Quốc Đống sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Âu Dương Cẩm Hoa ra mặt vừa đúng lúc giải quyết được cục diện xấu hổ này. Thấy sếp và Tương Hữu Tuyền đứng đó khá lâu không nói, Âu Dương Cẩm Hoa vội vàng đi lên. Hắn cũng nghe được tiếng nói từ bên kia truyền tới, cũng nghe được câu nói của sếp. Âu Dương Cẩm Hoa không nghĩ qua làm như thế nào giải quyết vấn đề nhưng hắn biết lúc này chỉ có thể do mình ra mặt. Minh Diệu câu nói kia của mình đã đắc tội Khương Trường Tùng cùng Lý Vinh Trung, cũng làm Vương Đức Bình vui mừng ra mặt, nhưng hắn thật sự không nhịn được. Hắn vốn không thích mấy trường hợp như thế này nên chỉ đi lấy lệ. Hắn cũng biết Lý Vinh Trung đang muốn gì. Khương Trường Tùng lập tức đảm nhiệm phó bí thư quận ủy, người này nghe nói có quan hệ rất gần với trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy An Đô, Quách Trường Canh. Lý Vinh Trung muốn tiếp nhận chức mà Khương Trường Tùng lưu lại. Khương Trường Tùng mặc dù không có quyền quyết định nhưng hắn có quyền đề cử. Hơn nữa quan hệ giữa Khương Trường Tùng và trưởng ban Quách cũng là điều Lý Vinh Trung coi trọng, vì thế mới hết lòng nịnh nọt, lấy lòng Khương Trường Tùng. Nhưng Đường Cẩn là bạn học của đồng mạn, mặc dù quan hệ không quá tốt nhưng mấy người kia chèn ép Đường Cẩn, hắn không nhịn được. Hắn muốn ra mặt nói một câu dù là vì thế phải trả giá. Quyển 19, chương 9-16. Đường Cẩn, không có việc gì đâu. Cô mệt thì về nhà nghỉ đi. Giọng Minh Diệu có chút ảm đạm nhưng rất kiên quyết. Không nên để ý tới bọn họ. Sếp Minh, Cẩn tỷ không đi sợ rằng không được. Anh cũng thấy lúc nãy bí thư Khương điểm danh muốn Cẩn tỷ tham gia, hai người bọn em chỉ là đi theo. Anh nếu để Cẩn tỷ về sợ là bí thư Khương và sếp Lý mất hứng sẽ ghi lên đầu anh. Một người phụ nữ khác lo lắng cắn môi nói. Sếp Minh, anh mới từ cục công an thành phố xuống, anh còn chưa rõ tình hình trong phân cục. Sếp Lý nếu không hài lòng thì về sau anh khó triển khai công việc. Minh Diệu biết cô ả này nói thật, Lý Vinh Trung có tiếng là bá đạo trong hệ thống công an thành phố, ỷ vào mình có quan hệ mật thiết với lãnh đạo chủ yếu của cục công an, hơn nữa lại là đồng hương với bí thư quận ủy cho nên có quyền tuyệt đối ở phân cục. Một ít chuyện không quan trọng hắn cũng lấy ra nói trong hội nghị đảng ủy phân cục, khiến cho mỗi người đều cảm thấy lo lắng. Hắn một tay khống chế quyền nhân sự của phân cục, người khác căn bản không thể xen vào. Minh Diệu mới tới, Lý Vinh Trung vẫn còn đang quan sát. Hôm nay Minh Diệu nói xen vào chỉ sợ ngày mai có phản ứng xấu. Bây giờ nếu lại còn để Đường Cẩn đi nữa chỉ sợ Khương Trường Tùng cùng Lý Vinh Trung đều cảm thấy mình cố ý làm mất mặt bọn họ. Nhưng Minh Diệu không muốn có thái độ mập mờ ở việc này. Hắn vốn không thích chuyện này. Nếu phụ nữ thích thì không nói làm gì, không thích còn lấy quyền thế đè người là rất quá đáng. Không có gì, Đường Cẩn, cô đi trước đi. Tôi sang nói với sếp Lý, cùng lắm thì bị mắng một trận chứ sao. Nếu miễn chức phó phân cục của tôi thì tôi về cục công an thành phố. Minh Diệu nửa đùa nửa tự giễu nói. Một hàng lệ chảy ra trên khóe mắt Đường Cẩn, cô bây giờ không biết chính mình nên làm cái gì. Nếu chỉ có mình cô thì cô sẽ cắn răng rời đi, cùng lắm không cần cái chức trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh chứ gì. Mặc dù cô rất thích công việc bây giờ. Cũng tự nhận làm việc xuất sắc nhưng nếu vì chức trưởng phòng này mà làm bất cứ việc gì, cô không chấp nhận. Nhưng giờ Minh Diệu cũng dính vào, chỉ sợ Khương Trường Tùng cùng Lý Vinh Trung sẽ coi Minh Diệu khiêu khích bọn họ,
về sau Minh Diệu sẽ rất khó sống. Cô không muốn vì việc của mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của Minh Diệu. Minh Diệu là chồng của Đồng Mạn, là người có năng lực, chính trực. Mới từ Tổng đội Cảnh sát Hình sự Cục Công an thành phố xuống làm phó phân cục chưa lâu, phụ trách công tác điều tra. Cô không thể ích kỷ như vậy. Thôi xếp Minh, tôi đỡ hơn rồi, tôi sẽ sang. Đúng như có người nói cũng không có gì mà, chỉ là buổi liên hoan bình thường mà thôi. Minh Diệu nhíu mày, quả quyết nói. Đường Cần, không cần phải đi, không muốn đi thì đừng đi, đây không phải công việc, sao phải đi lấy lòng người khác. Về đi, tôi nói rồi, có việc gì tôi gánh. Một giọng bá đạo nặng nề từ bên kia truyền tới. Không phải công việc, không có gì. Minh Diệu, anh coi buổi liên hoan hôm nay là gì? Anh muốn làm mất mặt tôi hả? Anh có phải mình từ cục công an thành phố xuống nên không coi ai ra gì? Lý Vinh Trung bị câu vừa rồi của Minh Diệu làm tức giận, hơn nữa uống vài chén nên càng tức hơn. Hắn hung hãn nói. Tôi đang bảo sao Đường Cần mãi không tới, thì ra là anh làm chỗ dựa cho à? Họ Minh, anh mới tới phân cục mấy ngày mà đã không biết quy củ hả? Minh Diệu có chút xấu hổ nhưng lập tức khôi phục bình thường. Sếp Lý, tôi không có ý gì khác nhưng đây không phải công việc nghiệp vụ của phân cục ta. Đường Cần là trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, làm tốt công việc của mình là được. Việc này Đường Cần không muốn đi thì cần gì phải miễn cưỡng. Ha ha, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh cô ta không phải cán bộ trung tầng của phân cục sao? Đây không phải hoạt động liên hoan của phân cục sao? Để ả nhảy vài điệu với bí thư Khương thì sao? Làm nhục ả à, tôi nói rồi, đây là nhiệm vụ, chỉ đơn giản như vậy. Ả dù muốn hay không cũng phải đi trừ khi không muốn làm trưởng phòng nữa. Minh Diệu đỏ mặt, tức giận nói. Sếp Lý, anh làm vậy là quá đáng. Quá đáng, Minh Diệu, xem ra anh không muốn làm ở phân cục Thiên Hà rồi. Sao, cảm thấy tôi bá đạo, độc đoán chuyên quyền ư? Tôi nói với anh, nhiều năm qua tôi vẫn là mình như vậy, về sau vẫn thế, không phục có thể phản ánh tình hình lên lãnh đạo cấp trên. Mẹ kiếp! Anh nghĩ mình từ cục công an thành phố xuống là làm gì thì làm hả? Tôi nói với anh mau cút, không quan tâm sau lưng anh là ai, ở phân cục Thiên Hà này do tôi quyết định. Lý Vinh Trung hoàn toàn tức giận, bao năm qua hắn kiêu căng quen, không ai dám công khai chỉ trích hắn. Hắn cảm thấy có người muốn chơi mình, hắn biết Minh Diệu có quan hệ tốt với Khâu Nguyên Phong, nhưng vậy có sao chứ? Hắn có quan hệ với Lưu Triệu Quốc cùng Quản Trường Phong, cũng có quan hệ với Nghiêm Lập Dân. Mà còn có cả bí thư quận ủy La nữa. Lúc này Khương Trường Tùng sắp lên chức làm phó bí thư quận, có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Quận ủy đề cử ai làm bí thư đảng ủy chính pháp thì Khương Trường Tùng có tiếng nói rất lớn, hắn lại nói vài câu tốt về mình với Quách Trường Canh, thêm cả bên bí thư quận ủy La và bí thư Nghiêm thì chuyện này coi như xong. Sếp Lý, mời anh chú ý cách nói chuyện. Phân cục Thiên Hà không phải của riêng ai, không phải ai có thể quyết định được. Minh Diệu bị ép tới vách núi, thấy Vương Đức Bình nở nụ cười âm hiểm đứng sau lưng Lý Vinh Trung, hắn chỉ có thể kiên trì tới cùng. Tôi tin tưởng thị phi sẽ có người đánh giá. Minh Diệu, tôi thấy đầu anh có vấn đề hay là phá án nhiều nên hỏng đầu. Tôi không rõ sao anh có thể tới được vị trí này. Miệng Lý Vinh Trung phun đầy mùi rượu, mặt mày phồng lên khá đáng sợ. Anh cảm thấy anh có thể nói gì đó trong hội nghị đảng ủy phân cục sao? Có thể lên cục công an thành phố tìm chỗ dựa ư? Anh có thể thử rồi xem kết quả như thế nào. Sếp Lý, Minh Diệu còn trẻ không hiểu chuyện, đừng chấp hắn. Minh Diệu, hay là cậu đi trước đi, bên này không có chuyện của cậu, đừng làm sếp Lý tức. Vương Đức Bình cũng hiểu được Lý Vinh Trung có lẽ uống nhiều nên miệng lưỡi cứng hơn. Âu Dương Cẩm Hoa vừa đúng lúc xuất hiện. Sếp Minh, Đường tỷ, mời đi bên này, hai người sao còn ở đây, chúng tôi chờ một lúc lâu rồi đó. Âu Dương Cẩm Hoa rất nho nhã lễ phép xuất hiện. Minh Diệu cùng Đường Cẩn đều giật mình, không biết người trẻ tuổi kia từ đâu chui ra. Hai người thoáng nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Lý Vinh Trung không ngờ có một người đột nhiên lao tới, không coi mình vào đâu. Không đợi hắn lên tiếng, Vương Đức Bình đã không chút khách khí đứng ra. Này cậu đang làm gì thế hả? Đứng sang bên. Âu Dương Cẩm Hoa sa sầm mặt lại. Tôi là ai thì anh còn chưa đủ tư cách để biết. Vương Đức Bình muốn điên lên, đây là địa bàn của mình là phó phân cục phụ trách trị an của phân cục Thiên Hà, một thằng miệng còn hôi sữa không ngờ dám nói mình không đủ tư cách để biết tên. Hắn nghĩ mình là con của bí thư tỉnh ủy hay thư ký của chủ tịch tỉnh. Ồ, Minh Diệu, Đường Cẩn, hai người làm gì thế,
bạn của hai người à, có phải ra cứu viện không? Vương Đại Hải trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, Minh Diệu có đầu óc quá đơn giản, tìm người như vậy để mong thoát thân ư. Chẳng lẽ hắn không biết tính của Lý Vinh Trung, chuyện đêm nay nhất định không yên, trừ khi Minh Diệu và Đường Cẩn rời khỏi phân cục thiên hà. Anh là... Minh Diệu hiện lên một tia khó hiểu, hắn không nhận ra đối phương. Anh chắc nhận lầm người rồi, chúng tôi còn có việc, xin lỗi, xin mời đừng làm phiền chúng tôi. Quyển 19, chương 9-17. Thấy mặt đối phương như vậy, Âu Dương Cẩm Hoa cười nói. Sếp Minh, tôi nghĩ anh và Đường tỷ đứng đây cũng không có ý nghĩa gì. Anh không nghe thấy có người dọa mình sao? Tôi cảm thấy anh nói một câu rất đúng, trên thế giới này dù là ở đâu cũng không phải của riêng ai, không thể có người dùng tay che trời được. Nếu trước kia có chỉ là do lãnh đạo cấp trên thất trách. Hù dọa. Lý Vinh Trung vốn đang muốn quan sát xem người tới là thần thành phương nào nhưng thấy Minh Diệu cùng Đường Cẩn rõ ràng không nhận ra, hắn đoán không biết là ai trùng hợp biết hai người Minh Diệu. Hắn bắt đầu có chút lo lắng có phải là con cái vị lãnh đạo nào của tỉnh, thành phố không? Nhất là nghe giọng điệu của đối phương là ở Bắc Kinh. Quan Kinh Sơn vừa lúc là người Bắc Kinh nhưng Quan Kinh Sơn mới chưa đầy 50, người trước mặt ít nhất trên dưới 30, không thể nào là con của Quan Kinh Sơn. Là thư ký của mấy vị lãnh đạo chủ yếu thành phố ư? Không thể, mình biết mà. Dù là thư ký của lãnh đạo tỉnh thì mình cũng đoán ra đôi chút, thậm chí thư ký của Lăng Chính Dược thì hắn cũng thấy từ xa. Minh Diệu có chút lai lịch nhưng chỉ là được Khâu Nguyên Phong chiếu cố. Về phần Đường Cẩn ít nhất hắn đến phân cục thiên hà làm lãnh đạo 4 năm không nghe nói ả có bối cảnh gì. Thằng kia, hù dọa ư? Mày nói tao dọa ư? Lý Vinh Trung uống nhiều rượu nên không tỉnh táo cho lắm. Với tính cách của hắn thì tuy kiêu ngạo, ngang ngược nhưng ánh mắt rất độc, nếu không sao có thể làm lãnh đạo của phân cục thiên hà, phân cục hàng đầu của thành phố An Đô nhiều NM như vậy, hơn nữa bây giờ rất có thể lên làm thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy chính pháp. Vậy mày dọa tao một chút đi, tao nhát gan có lẽ sợ thật đó. Tôi không cần phải dọa anh, nhưng tôi cho rằng biểu hiện của anh không phù hợp với vị trí cán bộ lãnh đạo phân cục. Nếu như thủ trưởng của anh ở đây thấy biểu hiện của anh, nghe lời anh nói. Tôi nghĩ bọn họ sẽ nghiêm túc suy nghĩ anh có thích hợp với vị trí này không. Âu Dương Cẩm Hoa rất kiên nhẫn nói. Ha ha, nghĩ tới vị trí của tao. Đây là câu nực cười nhất tao từng nghe. Được, đây là lãnh đạo của tao, Bí Thư Khương. Anh nhìn thằng không biết từ đâu lao ra không ngờ nói muốn cân nhắc vị trí của tôi. Thằng kia mày cho rằng mình là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy hay là cục trưởng cục công an thành phố. Lý Vinh Trung vì rượu nên làm mặt hắn càng thêm hung ác. Đối phương quả là không biết trời cao đất rộng, tưởng có thể cầm bút vẽ loạn ư. Khương Trường Tùng cũng đi tới được phút đồng hồ, thấy Lý Vinh Trung và Âu Dương Cẩm Hoa đấu võ mồm. Chẳng qua hắn bình tĩnh hơn Lý Vinh Trung nhiều. Trên người Âu Dương Cẩm Hoa toát ra khí tức nguy hiểm, nhất là sau khi biết thân phận của Lý Vinh Trung mà vẫn có thái độ thản nhiên như vậy, điều này làm Khương Trường Tùng cảm thấy khó tin. Minh Diệu cùng Đường Cẩn hiển nhiên không nhận ra người này. Nói cách khác người này có thể là vừa mới biết được thân phận của Đường Cẩn. Vậy ý đồ của hắn là ai? Là con cái, thân thích bên cạnh lãnh đạo thành phố, tỉnh, hay là phóng viên từ trung ương tới? Không giống, con cái lãnh đạo lớn trên tỉnh hắn mơ hồ biết. Lăng Chính Dược mặc dù là từ Bắc Kinh tới nhưng người nhà hình như không thể xuất hiện ở đây. Miêu Trấn Trung thì hắn cũng biết mặt con đối phương. Triệu Quốc Đống, nghe nói Triệu Quốc Đống còn không có con, lại là người gốc của tỉnh. Không thể nhanh chóng có một tên trên Bắc Kinh được. Còn lại mấy người như Dương Kính Quang, Tề Hoa thì hắn ít nhiều hiểu được. Vậy chỉ có thể là phóng viên trung ương. Nhưng phóng viên cũng không thể nào chấn định, tự nhiên như vậy được. Bọn họ có thể ép người một chút, nói năng có thể sắc bén một chút nhưng quyết không thể nói ra câu cân nhắc vị trí được. Khương Trường Tùng không nhìn thấu đối phương, chẳng qua biện pháp xử lý tốt nhất chính là không thèm để ý, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lão Lý. Đi thôi, không có chuyện gì thì sao phải làm ầm lên. Khương Trường Tùng lạnh lùng nhìn Âu Dương Cẩm Hoa, hừ một tiếng. Vấn đề nhỏ hóa to, muốn lừa ai chứ? Bị Khương Trường Tùng nói làm Âu Dương Cẩm Hoa có chút xấu hổ. Sếp không tiện ra mặt, chuyện này mình phải đứng ra hóa giải nhưng mình lại không e user tình hình mấy, hơn nữa không biết trong lòng sếp nghĩ như thế nào. Tương Hữu Tuyền cũng biết mình không thể tránh khỏi chuyện này. Đương nhiên hắn có thể duy trì im lặng nhưng hắn không biết sẽ làm Triệu Quốc Đống có suy nghĩ như thế nào. Từ góc độ nào nhìn thì Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh,
nhất là đối phương còn trẻ như vậy ở nhiều chuyện còn khó có thể đạt được người có tâm trạng khoảng 50 tuổi. Mà mình cũng không thể dựa theo tâm tư của mình mà giải thích tâm trạng của đối phương. Vì thế có đôi khi cũng chỉ có thể dùng cách ông già làm theo kiểu thiếu niên. Vấn đề nhỏ mà làm lớn ư. Tương Hữu Tuyền bình tĩnh đi qua chỗ rẽ. Ai làm như vậy? Khương Trường Tùng dùng mình, từ người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đi tới làm hắn cảm thấy một cỗ uy áp không thể nói thành lời. Người đàn ông này nhìn có chút quen mặt nhưng hắn không nhớ nổi đã thấy ở đâu. Tương Hữu Tuyền hôm qua mới chính thức làm bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh ủy, trước chỉ là thường vụ đơn thuần, tác phong làm việc khá nhã nhặn. Trước khi hắn làm bí thư đảng ủy chính pháp thì đừng nói là cán bộ cấp quận, huyện, dù là cán bộ cấp giám đốc sở ở nhiều nơi cũng chưa từng gặp hắn. Anh là phân cục trưởng phân cục Thiên Hà cục công an thành phố An Đô. Tương Hữu Tuyền chắp sau lưng đi tới trước, trực tiếp nhìn thẳng vào Lý Vinh Trung. Tôi ở bên cạnh nghe thấy rõ những gì anh nói. Tôi thuật lại nguyên lời của anh, tôi không biết anh làm đến vị trí này như thế nào. Ít nhất hành vi hôm nay của anh làm người ta khó có thể tin nổi đây là phân cục trưởng phân cục. Cục công an thành phố An Đô à quận ủy Thiên Hà không biết khảo sát cán bộ như thế nào. Tôi thấy rất đáng nghi ngờ. Giọng nói của Tương Hữu Tuyền như chiếc búa đập mạnh vào tim Lý Vinh Trung làm hắn ngạt thở. Hắn đương nhiên không thể nào gào lên tức giận, hắn có một cảm giác sợ hãi bao lấy tâm hồn. Người đàn ông trước mặt vào tên vừa nãy có biểu hiện, khí chất hoàn toàn khác nhau. Khí thế đối phương lộ ra gần như là tự nhiên, không phải giả thần giả quỷ. Lý Vinh Trung mặc dù uống chút rượu nhưng vẫn còn ánh mắt. Anh là ai? Lý Vinh Trung cảm thấy khí thế của mình bị đối phương chặn lại, bao kiêu căng hàng ngày thoáng cái mất sạch. Khương Trường Tùng cũng không kém là bao nhiêu. Người đàn ông trước mắt không nhìn hắn một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Vinh Trung. Giọng điệu không ngang ngược nhưng khí thế kia làm hắn tuyệt vọng. Tôi là ai ư, anh không cần hỏi nhiều. Tôi thật ra cảm thấy anh có phải là nên nghĩ lại hành vi, lời nói của mình không? Làm phân cục trưởng mà làm như vậy, chẳng lẽ cục công an thành phố An Đô có trình độ như vậy? Không tìm ra được ai khác sao? Tương Hữu Tuyền không có cho đối phương cơ hội giải thích, hắn quay sang nhìn Khương Trường Tùng. Anh là bí thư đảng ủy chính pháp quận Thiên An. Trán Khương Trường Tùng lấm tấm mồ hôi. Lúc này hắn đã nhớ ra đối phương là ai. Hắn rất hối hận, sao mình cứ thích đi hát hò nhảy múa làm gì. Có lẽ tiền đồ của mình sẽ dừng lại ở đây. Mặc dù Tương Hữu Tuyền rất im tiếng, mới làm bí thư đảng ủy chính pháp ngày hôm qua. Nhưng không có nghĩa anh dám bỏ qua thân phận thường vụ tỉnh ủy của hắn. Trên thực tế khi Tương Hữu Tuyền điều tới đã có lời đồn rất có thể thay đinh sâm, chẳng qua một hai tháng không có động tĩnh mấy làm mọi người ít nghĩ tới. Nhưng ngay khi mọi người không nghĩ tới thì tỉnh ủy đột nhiên bổ nhiệm, Tương Hữu Tuyền cũng xuất hiện trên TV. Audio điện tử Võ Tấn Bền